Ngân sắc kim loại con rết, cầm giữ có rất nhiều đủ, cái này hình thái Lý Thiên Mệnh ở trong giấc mộng nhìn qua, khác biệt cá thể ngàn chân có thể đập cùng một chỗ, để Ngân Trần hiện tại 100.000 thân thể, tổ hợp thành một đầu to lớn con rết, cùng nhau cùng Lam Hoang hình thể đều không khác mấy, là một cái kim loại cận chiến máy móc. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cũng để ra hỏa này con rết hình thái ngàn chân, toàn bộ biến thành màu đen, lực sát thương càng mạnh. Nói ngắn gọn, ra hỏa này thủ đoạn rất phức tạp. Quan trọng ở chỗ bất tử, tổ hợp. Trong đó, nó hình thái thứ nhất, chia ra thành 1 triệu con rán, có thể ẩn thân trải rộng thiên hạ. Đối Lý Thiên Mệnh mà nói, là có thể sáng tạo kỳ tích bản sự. Tại phương diện chiến đấu, còn lại thái cổ hỗn độn cự thú, đã đủ mạnh. Không hề nghi ngờ, Ngân Trần đối thủ như vậy, quang buồn nôn cũng đủ. Nó giống như không có có thần thông, Huỳnh Hỏa nói. Đúng. Ngân Trần là một đầu không có có thần thông cộng sinh thú. Nó tất cả năng lực, đều đang biến hóa phía trên. Trước mắt tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, chỉ có thể biến hóa 5 loại hình thái. Nhưng là ở trong giấc mộng, Lý Thiên Mệnh tối thiểu nhìn qua 1.000 loại hình thái. Nhưng phàm là côn trùng, không có nó không thể biến hóa. Mà lại chỉ muốn biến hóa, thì có đặc thù năng lực thiên phú. Thí dụ như đom đóm, tụ hợp lại cùng nhau thiểm quang, so hằng tinh nguyên còn chướng mắt. Vũ trụ thần nguyên tiến hóa, có thể tiếp tục mở ra huyết mạch của nó gông xiềng, để những năng lực này giải phóng. Nó phương diện này có chút cùng loại tiên tiên. Tiên tiên có 10 đóa hoa, thế nhưng là nó có vô hạn hình thái. Rất mạnh. Huỳnh Hỏa tán thán nói. Đúng, chỉ từ thiên phú đã nói, đằng sau ra đời ra hỏa, giống như mạnh hơn. Huỳnh Hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nó tựa như là bình thường nhất. Bất quá, nhìn lấy Ngân Trần ra hỏa này, vừa biểu diễn một vòng tài nghệ, lập tức lại hấp tấp tìm Lam Hoang tắm rửa đi, Lý Thiên Mệnh trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nhiều bức nữa thái cổ hỗn độn cự thú, ở ta nơi này, đều là hùng hài tử. Tuyệt! Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới trong mộng cảnh, đó cùng Ngân Trần tranh đấu bạch sắc vân hải. Rất có thể đến từ dị độ ký ức không gian. Giống như là phóng đại vô số lần huyễn thiên chi cảnh. Răng rắc! Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, cộng sinh không gian bên trong, truyền đến thanh âm thanh thúy. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh mịch. Miu Miu còn ôm lấy còn lại 5 cái trứng ngủ đâu, lại đột nhiên hắt hơi một cái. Nó cuối cùng tỉnh. Cái này trứng thế nào lạnh? Nhặt lên trên gối đầu viên kia màu tái nhợt trứng, Miu Miu bất ngờ phát hiện, cái này trứng, đã nhiều một đầu nhỏ xíu vết nứt. Không tốt, tiểu ngũ còn chưa ra đời, tiểu lục bắt đầu náo loạn. Miu Miu có phát hiện mới, vội vàng báo cáo. Rất nhỏ vết nứt, chỉ là ấp trứng quá trình bắt đầu. Khoảng cách thành thục, còn có một đoạn thời gian. Mỗi lần có mới cộng sinh thú xuất sinh, phía dưới vừa mới bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng, chính là cái này cộng sinh không gian đặc biệt thông lệ. Nhưng lần này, như thế khác biệt. Miu Miu ôm lấy cái này màu tái nhợt trứng, nói lầm bầm, oa nhi này chuyện ra sao meo, làm sao như thế âm u. Cùng oan hồn giống như tương đương. Đương đương đương. Tại nó trước mắt, cái kia 100.000 tiểu ngân trứng vừa mới xếp hàng tắm rửa xong, đột nhiên đại loạn, va chạm vào nhau, toàn bộ nện xuống đất. Nó dựng lên điểm đen ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia màu tái nhợt trứng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chán ghét. Chán ghét. Ngân Trần không ngừng lặp lại 2 chữ này. Đây là khắc tâm tình kích động nhất thời khắc. A, à, tiểu ngũ ra đời a. À. Ngươi chán ghét mèo ca làm cái gì? Miu Miu mơ hồ hỏi. Nó đem cái kia màu tái nhợt trứng, tiện tay quăng ra, bắt đầu duỗi người. Không có việc gì, để mèo ca chậm rãi cảm hóa ngươi, đến, để ca liếm một miệng, cam đoan để ngươi bóng loáng trong suốt. Đinh! 100.000 ngân trần thấy được nước miếng của nó, lập tức phía trên một cái giật mình. Trong lúc nhất thời như chim muông tứ tán, Lý Thiên Mệnh đem cái kia màu tái nhợt trứng, theo cộng sinh không gian bên trong đem ra. Hắn cười. Thú vị. Ta biết ngươi là ai. Ở trong giấc mộng, cùng vạn giới vĩnh sinh thú chiến đấu bạch sắc vân hải, cũng là ngươi đi. Không nghĩ tới, đó cũng là một đầu thái cổ hỗn độn cự thú A. Cái thứ 6. Càng cổ quái. Có lẽ, bọn họ đã từng tựa như là tử địch. Không có việc gì, chờ ngày nào đó, ngươi cũng tới đến chúng ta đại gia đình, mọi người cùng nhau. Tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thế mà, sẽ đơn giản như vậy sao? Hết thảy sau khi kết thúc, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên.
Nơi này là hằng tinh nguyên nội bộ. Ở chỗ này lâu, đó là sẽ chết. Tiểu ngũ ra đời, có thể mấu chốt là, bọn họ còn phải sống sót. Đây mới là quan trọng. Mặt trời tụ biến kết giới, ta cần phải rất không có khả năng xuyên ra ngoài a, làm sao bây giờ? Hằng tinh nguyên quá nóng rực. Lý Thiên Mệnh không muốn, để Ngân Trần vừa ra đời, còn chưa có xem thế giới bên ngoài, thì chết ở chỗ này. Cái kia nhiều khổ cực. Hắn một đường đi lên trên, rốt cục, đụng phải tụ biến kết giới. Đó là trong cuộc đời, thấy qua phức tạp nhất kết giới, nó cầm giữ hằng tinh nguyên, có thể xưng kỳ tích. Tối thiểu có mấy vạn gạo độ dày. Mà bây giờ, nó khóa lại Lý Thiên Mệnh trốn con đường sống. Một khi hằng tinh nguyên bạo phát, hắn rất dễ dàng bị đốt thành cho bụi, liền bên này chỗ rẽ, đều không phải là địa phương an toàn. Vù vù. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến biện pháp. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác trên trán có chút biến hóa. Hắn dùng con mắt thứ ba xem xét. Trên trán của hắn, xuất hiện một cái màu trắng ấn ký. Đây là một cái cổ lão thiên chữ, nó cách viết chữ, cùng, không, chữ có chút tương tự. Cái đồ chơi này làm sao xuất hiện, có công hiệu gì, Lý Thiên Mệnh toàn không biết. Nhưng hắn biết, cái ký hiệu này, giống như gọi là thiên cung ấn ký A. Thiên cung ấn ký, mang ý nghĩa thiên cung thành viên thân phận. Mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh, thông qua được thiên cung khảo nghiệm. Thành vi thiên cung một viên. Có thể mấu chốt là, hắn chẳng những cái gì cũng không làm, mà lại, hắn chả bị khóa chết tại cái này hằng tinh nguyên nội bộ. Đây là có chuyện gì? Ầm ầm. Phía dưới cái kia như hỏa diễm thâm uyên giống như hằng tinh nguyên, tiếp tục lăn lộn, bao phủ, đập vào, nổ tung. Màng nhĩ thời khắc đều ở cao phụ tải trạng thái. Huyết nhục da thịt, tiếp tục đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh dán tại tụ biến kết giới trên nội bích. Hắn đầu tiên là thử một cái, dùng hắc ám tí đi phân tích cái này có thể khóa lại hằng tinh nguyên kết giới. Dù là chỉ mở ra một cái khe hở, bên trong thiên thần văn liền vô số kể. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cái này là bao nhiêu thay kết giới linh sư nỗ lực, mới có thể sáng tạo ra cấp thần tích này. Ra không được. Hắn không sai biệt lắm tuyệt vọng rồi. Đây là con kiến đụng tới con voi cảm giác. Chỉ dựa vào một con kiến, làm sao có thể đem con voi cho rời lên đến đâu? Thiên cung ấn ký. Sự chú ý của hắn, một lần nữa về tới trên trán, cái này cổ lão thiên, tự phủ số phía trên. Nói là chữ thiên, kỳ thật xem ra, cũng là không chữ. Cái này ảo diệu bên trong, không biết là có hay không cùng, vô thiên chi cảnh, cái tên này có ngọn nguồn. Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay, đụng chạm lấy cái này, thiên cung ấn ký. Làm nói, đây là không thể xóa nhòa thân phận biểu tượng, cho dù là đầu nát, cái này thiên cung ấn ký cũng sẽ không phá. Bất kỳ một cái nào cầm giữ có thiên cung ấn ký người tử vong, thiên cung đều có thể tìm kiếm đến hung thủ, mà lại tại thời khắc mấu chốt, khả năng còn có một số bảo mệnh phương thức. Kết cấu của nó xem ra, nhưng thật ra là một loại nhỏ nhắn mà cao cấp đặc thù kết giới, tối thiểu có thất, bát giai trật tự kết giới mức độ. Cái này đã khá cao. Ngang cấp đại hình thủ hộ kết giới, thí dụ như thanh hồn điện, thanh thiên vạn kiếm kết giới, đều không đạt được cấp bậc này. Đương nhiên, loại hình khác biệt, hiệu dụng khác biệt, không có cách nào đặt ở một cái phương diện so sánh. Trật tự chi địa phía trên, thanh thiên vạn kiếm kết giới rất nhiều. Có thể thiên cung ấn ký, lại không có bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh đổi một cái tay, dùng hắc ám tí ngón tay, dây vào tiếp xúc cái này, thiên cung ấn ký. Hắn nỗ lực mở ra nhìn xem, nó nội bộ ảo diệu. Đang lúc hắn hắc ám tí phía trên đỏ như máu móng tay, đem cái này, thiên cung ấn ký, xé rách một cái lỗ hổng nhỏ thời điểm, toàn bộ thiên cung ấn ký chấn một chút. Cái này chấn động, sáng rõ Lý Thiên Mệnh có chút choáng đầu. Ngón tay buông ra. Ngay một khắc này, cái kia thiên cung ấn ký ầm vang chấn động, đột nhiên bắn ra ra một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh kia tại Lý Thiên Mệnh trước mắt biến hóa. Bất ngờ ngưng kết thành một tòa nhà gỗ. Chính là thiên cung lối vào. Lý Thiên Mệnh chính là tại bên trong tòa nhà gỗ này, cùng nguyên một đám từ vũ khí ngưng kết mà thành tộc nhân gặp gỡ. Nhà gỗ tiếp cận chân thực. Cái này, tại Lý Thiên Mệnh ngây người thời điểm, gian này nhà gỗ đơn sơ, đột nhiên tăng lên, hội tụ tại tụ biến kết giới phía trên. Ông, tụ biến kết giới, vậy mà hòa tan ra một cái thông đạo. Có thể ra ngoài. Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, trong nháy mắt kịp phản ứng, vọt thẳng tiến trong thông đạo, chui vào màu trắng mê vụ,
không ngừng xông đi lên. Ở trên đỉnh đầu hắn, cái kia một gian đại biểu cho thiên cung, nhà gỗ, không ngừng tăng lên. Tựa như là một ngọn đèn sáng, trong bóng đêm, vì Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn phương hướng. Tụ biến kết giới có mấy vạn gạo dày. Lý Thiên Mệnh biết, nó nhất định sẽ mang theo chính mình, rời đi cái này chết vong vòng xoáy. Quá tốt rồi. Cộng sinh không gian bên trong, trở về từ cõi chết cộng sinh thú nhóm, vui sướng vui đùa ầm ĩ. Tiên Tiên, dục ngựa giơ roi, huỳnh hỏa ngửa đầu phun lửa. Nơi hẻo lánh chỗ, Miêu Miêu thờ ơ, còn có 100.000 cái chừng lấy chấm đen nhỏ ánh mắt tiểu ngân chứng, tại Lam Hoang, nhà tắm, bên ngoài xếp hàng. Trên cơ bản, các loại cái cuối cùng tẩy xong, cái thứ nhất lại có thể bắt đầu rửa. Ngân Trần sau khi đi ra, bận tối mày tối mặt. Cả đời này, không phải đang tắm, cũng là tại đi tắm rửa trên đường. Con gián tiểu đệ, tới chơi nha. Tiên Tiên phốc linh bay tới, một đôi cánh hoa cánh nhỏ, rất là đáng yêu. Nhàm chán. 100.000 Ngân Trần tiếp tục chỉnh tề xếp hàng. Hừ. Tiên Tiên cười giả dối. Khởi nguyên thế giới thụ phía trên, rất nhiều lá cây vãi xuống đến, hóa thành màu xanh biếc, diệp nước, ào 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 vẩy vào một loạt tiểu ngân chứng phía trên. Này một đám tiểu ngân chứng, vội vàng phá hư đội hình, toàn bộ vọt vào Lam Hoang cửu trọng quỳ hải đi. Cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, quả thực thì cùng kéo quần lên dội nước giống như. Đừng nóng vội, nguyên một đám đến, nhớ đến đóng tiền, quy ca còn có kỳ cọ tắm rửa phục vụ, muốn hay không thể nghiệm một chút. Già trẻ không gạt nha. Lam Hoang cái kia cửu trọng quỳ hải xoay tròn, tự động cọ rửa. Nguyên một đám tiểu ngân chứng, tay nắm tay, bị xoát đến bóng loáng trong suốt, lóe mù hai mắt. Cái này một vài bức hình ảnh, để Lý Thiên Mệnh thực sự không có cách, đem trong mộng cảnh nhìn đến thái cổ hỗn độn cự thú, cùng bọn họ liên hệ với nhau. Lại sống một thế, khoái lạc trí thượng, kiếp trước chưa từng có, cả đời này, nhất định muốn nắm giữ. Hắn vui mừng cười. Náo nhiệt hơn. Thật tốt. Bành, bành, đại điện này cái kia bóng loáng như mặt gương giống như mặt đất, tại, phu tử thiên, dưới chân nứt toác ra. Sắc mặt hắn đỏ lên, toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Tạch tạch tạch, tại áp lực nặng nề dưới, hắn một cái chân đã quỳ trên mặt đất. Mặt đất toái phiến, cắm vào trên đầu gối, dẫn phát máu chảy thành sông. Loại kia đau đớn, để sắc mặt hắn trắng hơn. Liền cái kia, hương diễm, bờ môi. Lúc này thời điểm đều đã mất đi huyết sắc. Dọa một chút. Hắn to khỏe hô hấp lấy. Kiên trì, kiên trì. Cả một đời đều không có cố gắng thế nào. Liều mạng qua, lần này, nhất định muốn chống đỡ đi xuống, nhất định. Hắn chết cắn môi, chính mình đã đem bờ môi cắn nát. Thế nhưng là, cái kia áp lực vô hình, không chỉ là từ trên xuống dưới, mà chính là theo bốn phương tám hướng, áp chế thân thể bất kỳ một cái nào điểm. Liền ngũ tạng lục phủ. Gân cốt xương sống, giờ phút này đều đang vặn vẹo, biến hình. Dạng này áp chế xuống, hắn sẽ bị ép thành một cục thịt bùn. Hắn đại gia, đến mức như vậy đi, đem tiểu đệ của ta đều đè đến thu về, ai u, ta chứng. Phu tử thiên hít sâu một hơi. Quá chí mạng. Hắn cũng hoài nghi lần này sau đó, hắn có hay không còn có thể trọng trấn hùng phong. Người cái này một cái mấy trăm tuổi lão nữ nhân, ngay cả ta chứng đều áp. Cái này không còn gì để nói a. Loại lời này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng. Lão già, nhanh điểm ngoi đầu lên a, suy nghĩ một chút có biện pháp nào. Phu tử thiên tê tâm liệt phế nói. Chịu đựng. Tùy thân lão già ra u u thanh âm phiêu đãng mà qua. Tạch tạch tạch. Phu tử thiên kêu cha gọi mẹ, thời gian từ từ trôi qua. Hắn cảm giác trứng đều hoàn toàn nát. Ta cái mẹ a, tuyệt hậu đi. Hắn không thể kiên trì được nữa. Được rồi, đến thời gian, bắt đầu trang bức đi. Tùy thân lão gia gia tằng hắng một cái nói. Một câu nói kia, đối phu tử thiên tới nói, quả thực cũng là hy vọng ánh dạng đông. Trở về, lực lượng của ta. Phu tử thiên vui đến phát khóc. Từ lần trước đối phó Lam Phi Lâm, hắn liền rốt cuộc không có hùng khởi qua. A, tại lực lượng bạo phát thời khắc. Hắn đem còn lại duy nhất một cái vạn đạo thần đan, ném vào trong miệng. Rầm rầm rầm. Lực lượng trong cơ thể giải phóng, để hắn chống được áp lực, từng bước một đứng lên. Lần này áp chế đến quá độc ác. Nếu như không phải ba người bọn hắn, để cho ta một đường nằm thắng đi đến bây giờ, hoàn toàn không có sớm làm dùng sức mạnh, ta căn bản không có cách,
hình thành hôm nay dạng này áp lực đến cực hạn bạo phát. Nhớ tới Lý Thiên Mệnh, Phù Tử Thiên một mặt nước mắt. Ngẩng đầu, cái kia lạnh lùng bạch bào nữ nhân, thì lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Nàng không nhúc nhích tí nào, chỉ là khẽ vươn tay, lại đem Phù Tử Thiên trấn áp thành bộ dạng này. Thậm chí, đều không vận dụng chiêm tinh lực lượng. Đây chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm tu luyện, cùng hắn loại bọn tiểu bối này chênh lệch. Thì chút bản lãnh này a. Nữ người lúc nói chuyện, trên mặt bột phấn còn tại rơi xuống, thì cùng vĩnh viễn rơi không hết giống như. Đánh giám. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tại đan triều bạo phát thời điểm, thần ý đã sớm tăng trưởng rất nhiều. Lần này cực hạn tu hành, đã để hắn thần ý, đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 6 trình độ. Vạn đạo thần đan nhập thể, dược lực phát ra. Đại lượng hằng tinh nguyên lực lượng, hòa tan vào trong thân thể. Ầm ầm, tinh luân nguyên lực mãnh liệt bạo phát, tăng cường. Đây là tuyệt địa bắn ngược. Mang theo tiếc nuối, không cam lòng cùng bi thương, xông lên quật khởi. Thôn giới thần đỉnh, đến. Trong tay một tòa chiếc thần đỉnh màu đen, đột nhiên mở rộng, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, trong nháy mắt căng ra, đem Vô Tử Thiên bao phủ trong đó. Hắn rốt cục có tư cách, đạt được thôn giới thần đỉnh thừa nhận. Dù là chỉ là sử dụng một chút xíu lực lượng, lúc này thời điểm đều bị hắn đứng thẳng eo cán. Ầm ầm, thôn giới thần đỉnh vừa ra, chấn động đến cái kia bạch bào nữ nhân, đều lui về sau một bước. Ông, tất cả áp lực, giờ phút này bị đánh bay ra ngoài. Thật là thoải mái. Liền lõm đi xuống trứng, lúc này thời điểm đều chống đỡ đi lên. Lực lượng nổ tung. Mênh mông tinh luân nguyên lực tại thể nội vận chuyển, chống lên thôn giới thần đỉnh, để cái kia bạch bào nữ nhân chấn áp, không có cách nào trực tiếp rơi vào trên người. Ta có thể làm. Phù Tử Thiên lệ nóng doanh tròng. Tại một đoạn thời khắc, trên người áp lực đột nhiên biến mất. Thân thể của hắn, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Ừm. Phù Tử Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu cái kia bạch bào nữ nhân, đã về tới còn lại người áo bào trắng bên người. Bọn họ bảy cái, chỉnh tề đứng thành một hàng. Nguyên một đám mặt không biểu tình, hai tay tại bụng dưới trước giao ác cùng một chỗ. Liền tư thế đều giống như đúc. Chúc mừng ngươi, thông qua thiên cung khảo nghiệm, thành vi thiên cung một viên. Chấm, chờ ngươi 500 tuổi về sau, liền có thể vĩnh trú thiên cung, thành cho chúng ta bên trong một viên. Thời gian còn lại, ngươi tới lui tự nhiên. Bọn họ cùng lúc mở miệng. Ta, thông qua được. Phù Tử Thiên một mặt ngốc trệ. Hắn cực lực khống chế tinh tướng thần cảnh cấp 6 tinh luân nguyên lực, giờ phút này toàn thân còn đau nhức lấy. Nếu như không phải đúng lúc đến, hồi đan triều, mạnh nhất thời kỳ, lại có vạn đạo thần đan tỏa chấn, tăng thêm thôn giới thần đỉnh, hắn xác thực không có khả năng thông qua cái này thiên cung khảo nghiệm. Bị ép thành bánh thịt, đều không nói chơi. Phù Tử Thiên trước mặt người khác lấy thiên cung làm mục tiêu, kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình có thể chân chính thành công. Cái này khiến hắn, thì cùng là giống như nằm mơ, ngơ ngác đứng tại phía trên tòa đại điện này. Chân tay luống cuống. Trong khoảng thời gian này, một cái thiên cung ấn ký tại hắn chỗ mi tâm chậm chạp ngưng kết. Phù Tử Thiên còn lấy ra một chiếc gương, tận mắt chứng kiến thiên cung ấn ký thành lập. Trong thời gian này, hắn còn không quên cả sửa lại một chút kiểu tóc. Ta, tiến thiên cung. Thiên cung ấn ký, cũng là hết thảy. Hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, thật không phải là nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt cái này bảy cái người áo bào trắng, trên trán đều có thiên cung ấn ký. Cái kia thiên chữ, có thể nói phá lệ lóa mắt. Thiên cung. Phù Tử Thiên có chút tê cả da đầu. Hắn biết, thôn giới thần đỉnh, cũng tránh thức thuộc về mình. Cái kia bảy cái người áo bào trắng, tại đây hết thảy sau khi kết thúc, bọn họ vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Còn lại hết thảy, đều không có bàn giao. Phù Tử Thiên nhìn lấy thôn giới thần đỉnh, lại nhớ tới Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Hắn vội vàng truy lên bậc thang. Đứng lại. Cái kia bảy cái người áo bào trắng, chỉnh tề quay đầu, ánh mắt vô hồn lại mang theo một tia lạnh lẽo. Phù Tử Thiên vội vàng dừng bước, lui xuống thang. Thất vị tiền bối, ta thành thiên cung thành viên, sau đó thì sao? Không có muốn lời nhắn nhủ sao? Nói thí dụ như, nếu như ta lưu tại nơi này, ở nơi nào tu hành, như thế nào thu hoạch tài nguyên tu luyện? Phù Tử Thiên hỏi. Ra ngoài là được, 100 tuổi về sau, mới có thể thời gian dài tại thiên cung tu hành. Bạch bào nữ nhân nói. Ta còn có một vấn đề.
Phu Tử Thiên gặp bọn họ muốn đi, liền vội mở miệng. Chờ bọn hắn quay đầu thời điểm, Phu Tử Thiên hít sâu một hơi, vội vàng nói, đệ tử muốn hỏi thất vị tiền bối, bằng hữu của ta Lý Thiên Mệnh đâu? Hắn là không có thể cùng ta cùng đi ra, coi như hắn không có thông qua khảo nghiệm. Ngươi muốn mang đi hắn. Bạch bào nữ nhân híp mắt nói chuyện. Mở miệng thời điểm, răng có chút hoàng. Đúng. Thành Thiên Cung người, Phu Tử Thiên đảm lượng đại một chút. Có thể, nhưng có điều kiện. Mời nói. Dùng ngươi Thiên Cung thân phận, có thể đổi hắn nhất mệnh. Bạch bào nữ nhân nói. Phu Tử Thiên sửng sốt. Chậm trong chốc lát, hắn hỏi, tiền bối, ý của ngươi chính là, tước đoạt ta Thiên Cung thành viên thân phận, có thể cứu hắn nhất mệnh. Đúng, bạch bào nữ nhân nói. Theo câu nói này phân tích, Lý Thiên Mệnh cần phải còn chưa có chết. Lão đầu. Phu Tử Thiên hô một tiếng. Ngươi lựa chọn ra sao? Tùy thân lão gia gia nghiêm túc hỏi. Ngươi thấy thế nào? Phu Tử Thiên hỏi. Mất đi Thiên Cung thân phận, tương đương với mất đi cả đời cao thượng cùng an toàn, cũng sẽ mất đi thôn giới thần đỉnh, đem ngươi đánh về nguyên hình, tiếp tục qua trước kia bấp bênh thời gian, đây hết thải kiếm không dễ, ta đề nghị ngươi, bỏ qua Lý Thiên Mệnh. Tùy thân lão gia gia chân thành nói. Ngươi, Phu Tử Thiên lắc đầu, nói, ngươi nói cái gì đó? Ngay từ đầu không phải ngươi đề nghị ta, muốn ta cùng bọn hắn lăn lộn. Hiện tại ngươi để cho ta vì vinh hoa phú quý, bỏ qua hắn. Cái kia không phải vậy đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Cung thành viên, thôn giới thần đỉnh, đầu này tương lai quật khởi con đường có bao nhiêu vững vàng, không dùng ta nói cho ngươi a. Là cá nhân, đều biết lựa chọn như thế nào. Tùy thân lão gia gia ý vị thâm trường nói. Phu Tử Thiên trầm mặc. Trầm mặc sau ba hơi thở, hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói thực ra, lão đầu, người cùng ta loại lời này, ta ngược lại đối người có chút thất vọng. Nói thế nào, tùy thân lão gia gia nói. Lần này vô thiên chi cảnh lữ trình, ta làm qua duy nhất cống hiến, cũng là đoạt mệnh ngân long cùng vạn đạo thần đan, thời gian khác, đều là bọn họ kéo lấy ta tiến lên. Nếu là không có bọn họ, ta khả năng liền đế tinh bảng 100 tên còn không thể nào vào được, sẽ còn mất mặt xấu hổ, để thanh hồn điện cũng khó khăn có thể. Mà bây giờ, ta lấy đến thôn giới thần đỉnh, bị vạn người kính ngưỡng, đế tinh bảng thứ hai, danh tiếng quật khởi, hoàn thành Thiên Cung thành viên, càng làm cho thanh hồn điện bài danh tăng lên. Đây hết thảy, đều là bọn họ ban cho ta, đều là Lý Thiên Mệnh tạo nên ta. Ta thề qua muốn vì hắn xông pha khói lửa, nếu như ta liền cứu mạng đều làm không được, cái kia ta còn là người sao? Dạng này phẩm hạnh người, phải gọi người phỉ nhổ a. Ngươi lại làm cho ta đi làm loại này người, nói rõ cách làm người của ngươi xử thế, cũng quá vì tư lợi, không có chút nào chuẩn tắc. Phu Tử Thiên lắc đầu nói ra. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi phải bỏ qua thế nhưng là Thiên Cung thân phận, thôn giới thần đỉnh, là cả đời bình ổn. Tùy thân lão gia gia trầm giọng nói. Căn bản cũng không cần nghĩ, người nào mẹ nó muốn cả đời bình ổn. Phu Tử Thiên cắn răng nói. Hắn sớm đã có quyết định. Hỏi thăm cái này tuyệt thế đan thần. Chỉ là vì đạt được ủng hộ của hắn. Vậy liền đi làm đi, đừng trách ta để ngươi bỏ qua hắn, cũng chỉ là thăm dò, nhìn ngươi làm, đến cùng xứng hay không làm truyền nhân của ta thôi. Tuyệt thế đan thần cười to nói. Ta đi, ngươi có thể thật vô sỉ. Loại thời điểm này, còn tới làm thăm dò, Phu Tử Thiên phục. Bất quá, nghe nói như thế, trong lòng của hắn kiên định hơn. Tùy thân lão gia gia, cũng không có để hắn thất vọng. Bảy vị tiền bối, ta nguyện ý từ bỏ Thiên Cung thân phận, đổi lấy ta bằng hữu nhất mệnh. Phu Tử Thiên đứng tại lối thoát, hướng về phía cái kia bảy cái người áo bào trắng hô. Rất tốt. Đối phương bảy người, chỉnh tề trả lời. Loại này chỉnh tề, quả thực thì cùng một người nói chuyện giống như. Bọn họ thân thủ. Phu Tử Thiên nhắm mắt lại. Hắn cảm giác Thiên Cung ấn ký, chính tại thoát ly thân thể của mình. Đúng vào lúc này. Ầm ầm. Cả tòa đại điện lắc lư. Phu Tử Thiên lảo đảo ngã xuống, Thiên Cung ấn ký bị tước đoạt quá trình, đã đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên quay đầu. Sau lưng trên mặt đất, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, một gian nhà gỗ quang ảnh sinh ra. 3. Nhà gỗ cửa lớn đẩy ra. Một cái thiếu niên tóc trắng, từ trong đó đi ra. Nhà gỗ, quang ảnh, vòng xoáy, toàn bộ biến mất. Thiếu niên dẫm tại trên đại điện, cái kia kim hai tròng mắt màu đen, nhìn lướt qua Phu Tử Thiên,
lại nhìn về phía cái kia bảy cái người áo bào trắng. Tràng diện tĩnh mịch, lão đại, Phu Tử Thiên chưa tỉnh hồn, liền vội vàng xông tới, nắm bắt Lý Thiên Mệnh cánh tay, trong miệng nói liên miên lải nhải, là thật a, ngươi còn sống. Một trận này trên dưới dò xét, đương nhiên liền thấy Lý Thiên Mệnh trên trán thiên cung ấn ký. Ngươi cũng thông qua được thiên cung khảo nghiệm. Phu Tử Thiên há mồm trợn mắt. Ừ, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, phát hiện trên trán của hắn, cũng có thiên cung ấn ký. Có khác nhau. Gần trong gang tấc, hắn đương nhiên liếc mắt liền phát hiện kỳ quái chỗ. Lý Thiên Mệnh chữ thiên ấn ký, có điểm giống là không chữ. Mà Phu Tử Thiên chữ thiên ấn ký, cũng là phổ thông thiên chữ. Bao quát trước mắt bảy cái người áo bào trắng, bọn họ đều là thiên chữ. Còn lại nhất trí. Ta vừa mới, hồi đan triều, tăng thêm vạn đạo thần đan cùng thôn giới thần đỉnh, may mắn thông qua được khảo nghiệm. Nhưng, Phu Tử Thiên sờ soạng một chút, chính mình thiên cung ấn ký vẫn còn, hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức đại hỉ, nói, ta hiểu được, có thể hay không, cứu ngươi, cũng là bọn hắn đối khảo nghiệm của ta, ta thông qua được. Ngươi cứu ta, Lý Thiên Mệnh hồ nghi nói. Đúng a, bọn họ vừa mới hỏi ta, có nguyện ý hay không từ bỏ thiên cung thân phận cứu ngươi. Phu Tử Thiên hưng phấn nói. Bao lâu trước, Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 hơi trước, không bao lâu. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn xác định, chính mình có thể trở về, tuyệt đối không phải bởi vì Phu Tử Thiên cứu mình. Bởi vì, hắn từ phía dưới đi lên quá trình, đều dùng trên trăm hơi thở thời gian. Nhưng, Phu Tử Thiên vậy mà nguyện ý, từ bỏ thiên cung thân phận cứu mình, hắn nhớ kỹ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Phu Tử Thiên. Cùng cái kia bảy cái người áo bào trắng đối mặt. Ha ha! Bảy cái người áo bào trắng, nhìn lấy hắn lãnh đạm cười một tiếng. Sau đó, vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Ông! Bảy người phút chốc biến mất tại trong mây mù. Trực tiếp đi, cái kia, ta vẫn là thiên cung thành viên. Chúng ta đều là. Tin tức này thực sự quá tốt, Phu Tử Thiên một mặt khó có thể tin. Trên lý luận nói, không sai. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào bọn họ rời đi phương hướng, trong lòng có càng nhiều nghi hoặc. Cái này bảy cái người áo bào trắng, vẫn là loại kia muốn chết không sống dáng vẻ. Nhưng là lần này, bọn họ vậy mà không có thẳng chính mình. Quá tốt rồi, đúng, ngươi ở phía dưới chịu đựng chính là cái gì khảo nghiệm. Ta ở chỗ này, lão thái bà kia, tiền bối, trực tiếp chân áp ta, đem ta nhanh ép thành bánh. Phu Tử Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta ở phía dưới ngủ một giấc, khảo nghiệm thì kết thúc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại hỏi thăm hắn một số chi tiết. Bọn họ để cho chúng ta trực tiếp đi là được rồi, thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói như thế, Phu Tử Thiên nói. Được, vậy cũng chớ ở lại đây. Nơi đây, tuyệt đối là quỷ dị chi địa. Làm sao rời đi, Phu Tử Thiên hỏi. Để nó chỉ đường. Lý Thiên Mệnh chỉ trên trán thiên cung ấn ký, cùng Phu Tử Thiên cùng một chỗ, quay người rời đi cái này đại điện trống trải bên trong. Chờ bọn hắn sau khi đi. Ước chừng 10 hơi về sau, bảy cái người áo bào trắng, một lần nữa hiện lên đi ra. Trên mặt bọn họ bột màu trắng càng nhiều, ào 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 rơi xuống. Cái kia quai hàm đỏ không chỉ là quai hàm đỏ, càng giống là vô số màu đỏ nhỏ tiểu sinh mệnh, tại trên mặt của bọn hắn, tụ tập thành một đoàn. Đáng chết! Bọn họ đều nhịp, 10 phần phẫn nộ. Nhà gỗ, lại đang làm cái gì? Nó đem Cửu Long Đế Táng phóng xuất, ý chí của nó, đem hết thảy đều làm rối loạn. Một ngày nào đó, ta muốn đem nó, triệt để hủy diệt. Đại điện bên ngoài. Nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi ra ngoài. Nhà gỗ. Lại tại. Làm cái. Cộng sinh không gian bên trong, 100.000 tiểu ngân chứng đều nhịp phát âm. Để Lý Thiên Mệnh phát điên là, tại báo cáo trọng yếu tin tức thời điểm, nó một lần vẫn là chỉ nói hai chữ. Không sai. Đây là ngân trần điều tra năng lực lần thứ nhất sử dụng. Vừa mới tại trên đại điện, mười mấy con ngân sắc con rắn nhỏ, theo Lý Thiên Mệnh trên đùi bò xuống dưới, biến mất trong đại điện này, giấu ở góc tối không người. Bảy cái người áo bào trắng, cũng không phát hiện nó. Loại này, chủng tộc thiên phú, thực sự quá tuyệt. Muốn là tiểu gia hỏa này báo tin thời điểm, mồm miệng có thể càng lưu loát điểm liền tốt. Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn, đem tất cả tin tức đều nghe xong. Còn lại hai câu, ngân trần chi tiết báo cáo. Sau đó thì sao, còn có lời sao,
Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ biến mất. Một lần nói hai chữ, cái kia còn chưa tính. Sau cùng còn lại một cái chữ, còn muốn nói thành xếp từ. Ngươi nói một chút, tiểu hoàng gà, ba chữ này. Huỳnh Hỏa cười nói. Tiểu hoàng, gà, gà. Ngân Trần cái kia máy móc thanh âm, tại cộng sinh không gian bên trong to vang lên. Ta tốt, thẹn thùng. Tiên Tiên bụng mặt nói. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này mới xuất sinh một hồi, cộng sinh không gian bên trong đã lưu hành học tập tiểu ngũ nói chuyện. Phật phật. Hắn bình tĩnh lại, ôn lại Ngân Trần báo cáo tình huống. Bọn họ trong miệng, nhà gỗ, chính là ta đi vào thời điểm, có trộm thiên nhất tộc nhà gỗ, cũng là cứu ta đi ra nhà gỗ, càng là thả ra cửu long đế táng cái này tinh hải thần hạm nhà gỗ. Cái này nhà gỗ, từ đầu tới đuôi, cũng đang giúp ta. Thậm chí, ta cái này thiên cung ấn ký, đều là, nhà gỗ, cho ta. Nói như vậy, thiên cung bên trong, nhà gỗ cùng, người áo bảo trắng, là hai cái ý chí. Nhà gỗ ý chí, tốt với ta. Có thể là ta trộm thiên nhất tộc tiền bối, không biết nó đến cùng là sinh mệnh, vẫn là cái gì khác. Đến mức cái kia người áo bào trắng, không hề nghi ngờ, bọn họ đối với ta có ác ý. Bọn họ cần phải đến từ trật tự chi địa các phương, đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng là, ý chí của bọn hắn, tại, nhà gỗ, phía dưới, nhà gỗ, làm quyết định, bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể động một số tiểu tay chân, làm một số thăm dò. Phổ thông vô thiên chi chiến. Khả năng từ, người áo bào trắng, khống chế, nhưng là cửu long đế táng, tiểu thiên bia hết thảy, có thể là, nhà gỗ, ý chí tại thi hành. Đây là Lý Thiên Mệnh kết hợp kinh lịch, đối Ngân Trần nghe trộm mà đến ba câu nói, làm phân tích. 89 phần 10, Huỳnh Hỏa nói. Vậy phải làm thế nào meo? Miu Miu hỏi. Không dùng làm sao bây giờ, đối với người ngoài tới nói, thiên cung cũng chỉ có một ý chí, đã nhà gỗ ý chí hướng về ta, mà ta lại có thiên cung ấn ký. Tương đương với ta chính là thực sự thiên cung thành viên, bị toàn bộ thiên cung che chở, thân phận cao đoan, không người dám trêu chọc. Mấu chốt là, chúng ta lại không tại thiên cung tu luyện, hoàn toàn không cần quản cái này nội bộ là tình huống như thế nào, ngoại nhân càng không hiểu. Sau khi ra ngoài, ta thì lấy thiên cung thành viên thân phận bày ra, căn bản sẽ không có khác nhau. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, tương lai đối, người áo bào trắng, nhất định muốn có đề phòng. Như thế nào phòng bị? Lý Thiên Mệnh buông xuống hơn vạn ẩn hình con rán, trải rộng cái này thiên cung các ngõ ngách. Đây là một cái tràn đầy vân vụ cổ quái thế giới, khắp nơi đều là trống không cung điện. Cái kia bảy cái người áo bào trắng, hiện tại không biết đi phương nào. Nhưng, chỉ cần có Ngân Trần tại cái này, Lý Thiên Mệnh liền có thể không lo. Tiểu gia hỏa này, trưởng khống thiên hạ tầm mắt, nghe trộm vô địch, quá có tác dụng. Nếu như không có nó nghe được cái kia ba câu nói, Lý Thiên Mệnh căn bản nghĩ không ra quan trọng. Khen thưởng. Từng cái kim loại con rán bỏ tới Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, màu đen đốm nhỏ ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Lý Thiên Mệnh thịt đau xuất ra một số trật tự thần binh. Tạch tạch tạch. Con rán biến thành châu chấu, bắt đầu gặm ăn. Người ta cũng muốn. Khen thưởng. Tiên Tiên hét lên. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới hiểu được. Tiên Tiên ăn thịt còn tốt, cái này ăn sắt, hình dáng dễ dàng đem người ăn chết. Rút lui. Bọn họ đi xa. Tạch tạch tạch. Từng cái nhỏ bé ngân sắc kim loại con rán, phân tán ra, dung nhập cái này trong thiên cung. Vô thiên hỏa trụ bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Rất nhiều ẩn tàng người, dần dần nổi lên mặt nước. Tứ Đại Long Hoàng, xuất lĩnh hiên viên Long Tông hơn 3.000 cường giả. Chiếm cứ phía trước nhất trọng yếu chi địa, nguyên một đám làm xong chiến đấu chuẩn bị. Từng đầu thần long, tại thương thiên phía trên bay múa. Tại bọn họ phía đông, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải hai thế lực lớn hội tụ, cùng nhau hơn 5.000 đỉnh cấp cường giả. Nghe nói chiến tôn, Lan Hoàng, cổ màn đan thần các loại đỉnh phong tồn tại, toàn bộ buông xuống. Phương Nam, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông những thứ này đỉnh cấp thế lực, nhìn chằm chằm. 10 cái, nhất lưu thế lực, phân ngồi bốn phía. Mỗi cái tông môn đều cơ bản xuất động không ít đỉnh cấp cường giả. Mấy chục cái có thể so với Thanh Hồn Điện nhị lưu thế lực, cơ hồ tông chủ đều xuất hiện, đến tìm cơ hội. Ngược lại là người trong cuộc, Thanh Hồn Điện trưởng giáo, Cổ Kiếm Thanh Sương, còn co đầu rút cổ tại Thanh Vân Đại Lục. Thậm chí nghe người ta nói, bọn họ thấy được Vô Mộng Tiên Quốc, Vân Mộng Thần Thuyền, xuất hiện tại phụ cận.
Cái này mang ý nghĩa Vô Mộng Thiên Quân đã vì thôn giới thần đỉnh đích thân tới. Rất hiển nhiên, đệ tử của hắn đưa ra ngoài đồ vật, hắn sợ rằng sẽ tự mình lấy về. Đây là trước bão táp tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang nhìn Vô Thiên Hỏa Trụ. Hai người trẻ tuổi kia sau khi ra ngoài, thân phận của bọn hắn sẽ quyết định vạn tông ở giữa, sẽ hay không dẫn phát chiến tranh. Vân Mộng Thần Thuyền. Đúng vào lúc này, một chiếc theo mây hồng bên trong toát ra chiến thuyền màu trắng, dẫn tới Vô Thiên Hỏa Trụ, bên ngoài, rất nhiều vạn tông cường người, hít một hơi hơi lạnh. Cái kia chiến thuyền màu trắng, vân vụ lượn lờ, tại mây hồng bên trong bay trì, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Nó hiện ra ở bên ngoài bộ phận, lóe ra chướng mắt lãnh quang, tựa như là một đầu mấy vạn mét lớn lên màu trắng kiếm ngư, trên bầu trời xoay quanh. Quả nhiên, Vô Mộng Tiên Quân đích thân tới. Vân Mộng Thần Thuyền đều mang ra ngoài, đây là đối, thôn giới thần đỉnh, tình thế bắt buộc. Nghe nói Vi Sinh Mặc Nhiễm hành động, đưa tới Vô Mộng Tiên Quốc trên dưới tức giận. Tiểu cô nương này, rõ ràng sắp xong rồi. Đáng tiếc, là mầm mống tốt, rõ ràng có thể phong hoa tuyệt đại chủ. Tiểu cô nương, ngươi không có lầm chứ? Ngươi giống cái đồng thể. À, ta đi, quên cái này gốc giả. Vi Sinh Mặc Nhiễm một mực lấy nữ tính gương mặt bày ra, ngược lại là thay đổi một cách vô tri vô giác, để rất nhiều người quên nàng đặc thù tính tạm biệt. Chanh chanh. Vân Mộng Thần Thuyền mê huyễn, quỷ dị, giống là một thanh kiếm, treo ở Hiên Viên Long Tông trên không, cũng để mấy trăm triệu cường giả cũng không quá dễ chịu. Thiên bảng đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia Thánh Long Hoàng, nghe nói xa hoàn toàn không phải Vô Mộng Tiên Quân đối thủ. Mà lại, Thánh Long Hoàng già, Thất Long Hoàng số tuổi cũng không nhỏ, chống đỡ không có bao nhiêu năm. Mấu chốt là, bọn họ già về sau, đời sau có thể chống đỡ Hiên Viên Long Tông, cơ hồ không có. Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh Phu Quân, đã từng thiên túng kỳ tài, nắm giữ, đế tôn chi tư, thực sự thiên cung thành viên, lại tại 500 tuổi trước, bởi vì đắc tội Thái Dương đế tôn, bị hắn tự mình chu sát. Cái gì đắc tội, ngươi tin đâu, rõ ràng cũng là đế tôn kiêng kỵ hắn, trên đời này cũng chỉ có đế tôn, dám giết thiên cung thành viên. Gần nhất mấy trăm năm, Thái Dương đế tôn càng ngày càng táo bạo, làm việc không gì kiêng kỵ, hoàn toàn không có đem Thái Dương vạn tông nhìn ở trong mắt, tăng thêm chúng ta sự suy thoái, không đoàn kết, bọn họ trật tự thiên tộc, càng không chút kiêng kỵ. Cái này có biện pháp nào? Không có cách nào, ngươi nhìn chiến thần tộc, trước kia tất cả mọi người hoài nghi, là trật tự thiên tộc trong bóng tối đến đỡ bọn họ quật khởi, xông lên thiên bảng thứ tư, lần này Cửu Long đế táng xuất hiện. Bọn họ trực tiếp không che giấu, trực tiếp cùng Lam Huyết Tinh Hải lăn lộn cùng một chỗ. Những thứ này bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Lớn nhất bất đắc dĩ là, hiện tại thiên bảng đệ nhất, Vô Mộng Tiên Quốc, lại là từ dị tộc tạo dựng lên thế lực, căn bản không có thống soái vạn tông tác dụng. Đã từng Hiên Viên Long Tông, vạn tông đứng đầu, hiệu lệnh thiên hạ, bọn họ cường thịnh thời điểm, cũng là chúng ta Thái Dương vạn tông quyền nói chuyện mạnh nhất thời điểm, nhất là Cửu Long đế tôn thời đại kia. Hiện tại, một phân thành hai, ẩn long điện còn quy hàng trật tự thiên tộc. Một lời khó nói hết. Đối Thái Dương Vạn Tông mà nói, thiên cung là một nơi đặc thù. Nó là Thái Dương Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc, chất keo dính, đưa đến lượn vòng tác dụng. Nó thậm chí không tính là một cái thế lực. Nếu như Vạn Tông là một cái thống nhất thế lực, thiên cung căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đừng hy vọng Hiên Viên Long Tông, cái này đệ nhất người về sau. Bọn họ sẽ chỉ càng hỏng bét. Không có phát hiện sao? Bọn họ lấy thêm một số bảo tàng, ngay cả chúng ta những thứ này nhị lưu thế lực đều có thể không phục. Đây chính là bọn họ bây giờ, địa vị giảm xuống chân thực khắc họa. Nói cho cùng, chấn nhiếp thiên hạ thực lực, mới là hết thảy. Một khi nội bộ trống rỗng, thực lực cùng danh vọng không xứng đôi, tùy thời đều có thể sụp đổ. Giống như trật tự thiên tộc, phòng thủ kiên cố, căn bản không người dám dao động. Đoán chừng mau ra đây. Bọn họ duỗi cổ, ngừng thở, nhìn lấy Vô Thiên Hỏa Trụ. Mấy trăm triệu cường giả, nhìn chằm chằm. Người đoán chừng trong bọn họ, có người có thể tiến thiên cung sao? Trước kia tối thiểu trăm năm trở lên, mới có thể sinh ra một cái thiên cung thành viên, lấy hai người này điều kiện, Lý Thiên Mệnh vẫn còn, Phụ Tử Thiên cũng là cái lưu manh, cho nên. Hai người đều không tiến khả năng, đạt tới sáu thành. Chỉ có Lý Thiên Mệnh tiến khả năng, ba phần đi. Còn lại một thành, là đều tiến cùng chỉ có Vô Tử Thiên tiến, cùng nhau xác suất. Đúng, chúng ta bây giờ hy vọng nhất, không phải liền là Vô Tử Thiên vào không được,
thôn giới thần đỉnh đi ra a. Tổng thể mà nói, đến đón lấy dẫn phát đại chiến xác suất rất lớn. Bịch, bịch, mọi người tim đập rộn lên. Có người, xoát xoát xoát, vô số ánh mắt, nhìn về phía cái kia vô thiên hỏa trụ. Hai bóng người từ bên trong cấp tốc xuất hiện, chui ra. Chính là bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem hai mắt, đặt ở bọn họ trên trán. Thiên cung ấn ký, thì có thể nói rõ hết thảy. Tại phía trước nhất, tứ đại long hoàng ánh mắt hừng hực, tất cả hiên viên long tông cường giả, co vào ở bên cạnh họ. Bọn họ cộng sinh không gian bên trong, rất nhiều thần long cộng sinh thú, đã đang nổi lên thần thông. Đúng lúc này, cái kia hai người thiếu niên, bước nhanh hơn, từ bên trong vọt ra. Soạt, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên hiện thân. Một cái nắm giữ kim hắc hai con mắt, tay trái thú cánh tay, khí độ lạnh lùng thiếu niên, đằng sau theo một cái có thư quyển khí, chững chạc đàng hoàng tay cầm quạt giấy thiếu niên. Vừa ra tới, mấy trăm triệu cường giả ánh mắt, chấn áp trên người bọn hắn. Những thứ này tại trên Thái Dương, tối thiểu đều tu luyện 500 năm trở lên trưởng bối, mỗi một cái đều có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Bọn họ tụ hợp lại ánh mắt, đó là tương đương đáng sợ. Không đến 30 tuổi tiểu bối, đều sẽ bị hù sợ. Ta dựa vào, trận thế này. Vu Tử Thiên một cái lảo đảo, kém chút quỳ trên mặt đất. Cái này giống như là mấy ức cự thú, mở ra miệng rộng, đối với mình thèm nhỏ dãi. May mắn, bọn họ không phải áp bách, mà chính là muốn một đáp án. Mọi ánh mắt, trước tiên chuyển hướng trên trán của bọn hắn. Thiên cung ấn ký, đã nhận lấy những ánh mắt này áp lực. Dọa một chút. Bầu không khí tĩnh mịch, tiếng hít thở đều lộ ra rời núi lấp biển. Hai cái thiên cung ấn ký. Ồn ào thanh âm tựa như là nổ tung một dạng, tại chung quanh nơi này mấy trăm triệu trong đám người bao phủ. Cái này quả nhiên là nặng cân tạc đạn. Trật tự chi địa trong lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, một lần vô thiên chi chiến, sinh ra hai cái thiên cung thành viên tình huống đi. Không phải đám người đột nhiên hét lên, mà là sự tình này, khoáng cổ thước kim. Siêu thoát lẽ thường. Bọn họ đều tiến vào thiên cung. Tin tức này, đầu tiên là như bão táp một dạng, bao phủ cái này mấy vạn người, về sau thông qua truyền tin thạch bay về phía trật tự chi địa các nơi, kinh hãi bạo thiên hạ. Đây là mọi người cho rằng, khó nhất tình huống, lại chân thực phát sinh. Cái này mang ý nghĩa, hai cái này thiếu niên, khai thác lịch sử. Đồng thời, đem bọn họ thân phận của mình, đẩy hướng trật tự chi địa cao điểm. Từ đó tránh thức một bước lên trời. Mấy trăm triệu cường giả, nguyên bản dục dịch, có thể giờ khắc này cơ bản tương đương với, bị rót một chậu nước lạnh. Trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, nhìn lấy hai cái này tại thân phận địa vị phía trên, đã bay lên đám mây thiếu niên, muốn nói không hâm mộ, căn bản không có khả năng. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Nói như vậy, cầm tới sau cùng Long Cung bảo tàng Lý Thiên Mệnh, cùng nắm giữ thôn giới thần đỉnh Vu Tử Thiên, đều là thiên cung người. Này bằng với thiên cung đem bảo tàng lấy ra, lại thu về, đây là tại chơi chúng ta. Còn có cửu long đế kiếm, long huyết thần hoang thuộc về hiên viên long tông, tương đương với thiên cung cùng cửu long đế táng hậu nhân, cùng một chỗ công khai chia cắt đế táng, lại để cho vô mộng tiên quốc, vô tự thần điện cùng chiến thần tộc, nếm một chút ngon ngọt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới hợp lý a. Nguyên lai hết thảy đều là thiết kế tốt. Thiên cung chính mình chia cắt lớn nhất đầu. Hiên viên Long Tông làm cửu Long đế tôn truyền nhân, cầm tới đầu nhỏ. Còn lại tam đại thế lực tối cường, có thi thần, vũ trụ thần nguyên cùng âm dương phần thiên đan, đều cũng không tệ lắm. Hoàn mỹ kết cục, tất cả đều vui vẻ. Ngược lại là chúng ta, đều bị thiên cung cùng những thứ này đỉnh tiêm thế lực, chơi đến xoay quanh. Ta nói vi sinh mặc nhiễm, tại sao muốn đem thôn giới thần đỉnh đưa cho Vu Tử Thiên, nguyên lai là thiên cung đã định. Đây cũng quá không có ý nghĩa đi. Mặc kệ bọn hắn nói có đúng không là chân tướng, người trong thiên hạ cũng biết này dạng nghĩ. Lý Thiên Mệnh lại biết, sự thật cũng không phải là bọn họ nói như vậy. Thái Dương Vạn Tông đều rất ngạc nhiên thiên cung kết cấu bên trong, nhưng là chân chính biết được người, chỉ sợ không có mấy cái. Chân tướng của sự thật, xa so với bọn hắn nghĩ, muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Cái kia chính là, tiếp đó, Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ. Chẳng những an toàn không lo, mà lại trọng bảo tới tay, không người cướp đoạt. Thí dụ như nói, Lý Thiên Mệnh trong tay, Long Huyết Thần Hoang, trước tiên bay về tới Lâm Tiêu Tiêu trên tay.
hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn họ đứng chung một chỗ. Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút. Dạ Lăng Phong nhẹ gật đầu, nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, thì đang bảo vệ chúng ta. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Hắn nhìn thoáng qua Long Lang Lung. Cái này nguyên bản đối với mình cực kỳ không phục thiếu niên, khi nhìn đến Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu Thiên Cung ấn ký về sau, hắn triệt để trợn tròn mắt. Hắn trong ánh mắt, đã có sụp đổ cảm giác. Ngay tại vừa mới, mẫu thân hắn còn an ủi hắn nói, luận thiên phú hắn Long Lang Lung vẫn là so Lý Thiên Mệnh mạnh, một ngày nào đó có thể vượt qua Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, Thiên Cung, cũng là hết thảy. Sư Tôn, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, đi tới Giang Thanh Lưu bên người. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, Giang Thanh Lưu bên người, đứng đấy một cái dịu dàng rung động lòng người nữ nhân. Nàng nhu tình vạn chúng, đoan trang lại không lạnh lùng, lúc cười lên, khóe miệng còn có một cái lúm đồng tiền, làm cho người cảm giác phá lệ thân thiết. Mà lại, nàng nhìn mình ánh mắt, tựa hồ có chút kỳ diệu. Đó là một loại, tựa như là đem chính mình, xem như bảo tàng một dạng ánh mắt. Lại có yêu chiều cảm giác. Con ngàn, Thiên Mệnh, chúc mừng các ngươi thành tựu Thiên Cung thân phận, Thanh Hồn Điện lấy các ngươi làm vinh, Sư Tôn lấy các ngươi làm vinh. Giang Thanh Lưu cảm giác mình thì cùng là giống như nằm mơ. Với hắn mà nói, cái này mới là tốt nhất kết cục, hắn triệt để yên tâm. Hiên Viên Long Tông bên này, Tứ Đại Long Hoàng hai mặt nhìn nhau. Nói thật, kết cục này đối bọn hắn tới nói, không tính kém. Thậm chí vững vàng bên trong có kiếm lời, tất cả đều vui vẻ. Hai cái này Thiên Cung thành viên tại, còn có thể trợ giúp bọn họ, ổn định Cửu Long Đế Kiếm. Dựa theo quy tắc ước định, hai người các ngươi 500 tuổi trước, có thể vì ban đầu tông môn hiệu lực. Bất quá, Thanh Hồn Điện chỉ sợ không thỏa mãn được các ngươi tu hành nhu cầu, Hiên Viên Long Tông có thể cho các ngươi tốt hơn tư nguyên. Sư Tôn tại các ngươi vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm, thì cùng Bạch Long Hoàng ước định, các loại vô thiên chi chiến sau khi kết thúc, đưa các ngươi đến Hiên Viên Long Tông tu hành, hai tông liên hợp bồi dưỡng. Đồng thời Hiên Viên Long Tông cũng có thể đối với chúng ta Thanh Hồn Điện, có chỗ đến đỡ, các ngươi nhìn. Giang Thanh Lưu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, Giang Thanh Lưu có thể an toàn sống đến bây giờ, khẳng định là Hiên Viên Long Tông hỗ trợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Phu Tử Thiên lặng lẽ hỏi hắn. Nếu như không có Thiên Cung thân phận, sự kiện này đến cẩn thận, có Thiên Cung thân phận. Đương nhiên là chỗ nào tư nguyên phong phú, chúng ta liền đi nơi đó. Lý Thiên Mệnh nói, có đạo lý. Mà lại, có Hiên Viên Long Tông giúp đỡ, Thanh Hồn Điện còn có thể càng tốt hơn. Đây cũng là Vu Tử Thiên đối Thanh Hồn Điện cống hiến. Bọn họ thảo luận thời điểm, Giang Thanh Lưu đi lên phía trước, nói, con ngàn, nói thật, ta đề nghị ngươi đi Hiên Viên, đến mức Thiên Mệnh. Ngươi tự làm quyết định. Lý Thiên Mệnh là dứt khoát người. Hắn nhìn cái kia Bạch Long Hoàng Long Uyển oánh liếc một chút. Dạ Lăng Phong đã đại khái nói một lần chuyện xảy ra bên ngoài. Tới đi, cam đoan để ngươi hài lòng, không hài lòng tùy thời tìm ta phiền phức. Long Uyển oánh mỉm cười nói. Đa tạ Bạch Long Hoàng hảo ý, vậy chúng ta, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tại chính mình không được đến Thiên Cung thân phận trước, nàng thì vì chính mình tranh thủ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng mà về. Sảng khoái. Long Uyển oánh cho hắn giơ ngón tay cái lên. Thật tốt nha. Nàng cảm khái một tiếng. Hết thảy đều quá thuận lợi. Tản đi đi. Không có ý nghĩa. Giang Thanh Lưu tại Long Uyển oánh trên tay, nữ nhân này ngay từ đầu thì vận hành, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, đương nhiên sẽ đi Hiên Viên Long Tông. Nàng đánh bạc đúng rồi. Duy nhất so Hiên Viên Long Tông còn mạnh hơn, cũng chỉ có Vô Mộng Tiên Quốc. Nhưng bọn hắn cùng Vô Mộng Tiên Quốc không có chút nào liên quan, tuyệt đối sẽ không đi. Chúng ta tông môn còn không bằng Thanh Hồn Điện, đừng suy nghĩ. Không đánh được, rút lui. Một trận vạn tông hỗn chiến phong ba, bởi vì hai cái Thiên Cung ấn ký, bỗng nhiên tiêu tán. Hết thảy lắng lại. Lắng lại đến có chút ngoài người ta dự liệu. Tụ tập ở chỗ này mấy trăm triệu cường giả, tại khám phá Thiên Cung, nội tình, về sau, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Nguyên một đám bắt đầu rời đi. Đi, về tông môn. Thiên Cung, còn có trước đây mấy cái, nhất lưu thế lực, lần này vô thiên chi chiến, làm được quá không có ý nghĩa. Tâm lý tràn đầy bực tức cùng phàn nàn, cùng đại đa số người, đều là giận mà không dám nói gì. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, còn tới nhiều người như vậy,
bọn họ mới trợn tròn mắt đi, ha ha. Đánh ai đây? Mọi người nhìn không được nhìn về phía cái kia kim, màu xanh lam giao hội đội ngũ. Bên kia sát khí rất nặng. Chiến thần tộc vốn là ý chí hung mãnh nhất tộc, làm huyết tinh hải làm thức thần tu luyện giả, tại mặt trời loại này thức thần vị trí tôn địa bàn, lâu dài hoành hành bá đạo, cũng là làm cho người không dám đến gần nhân vật hung ác. Đại quân xuất động, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tràng diện này, xác thực muốn nhiều xấu hổ, thì có bao nhiêu xấu hổ. Người chung quanh bắt đầu tán đi, bọn họ còn ở lại đây. Theo một tiếng thâm trầm âm thanh vang lên, chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải cái này hai nhóm đỉnh phong tu luyện giả, tự mình tán đi. Liền bọn họ đều rời đi, càng chứng minh hết thảy đều kết thúc. Rút lui. Vân Thượng Thiên Cung, cung chủ Vân Thiên Khuyết, nguyên bản lẫn trong đám người, cái này một chậu nước lạnh, đồng dạng để hắn kém chút thổ huyết. Hai đại thiên cung ấn ký, mang ý nghĩa thanh hồn điện, sẽ triệt để siêu việt Vân Thượng Thiên Cung. Mà lại, hắn hoàn toàn không có phản chế cơ hội. Chỉ có thể tùy ý người khác dẫm lên hắn ngồi phía trên. Giang Thanh Lưu, cổ kiếm thanh xương. Hắn híp mắt, hung hăng cắn răng, lại nhìn cái kia bị bầy người chen chúc hai cái thiên cung đệ tử, lửa giận trong lòng đốt cháy. Vân huynh, sau lưng bỗng nhiên có người hô hoán. Vân Thiên Khuyết quay đầu, chỉ thấy Cổ Mạc Đan Thần, cùng Lam Sa, hai người, đứng ở nơi đó đối với hắn ngoắc. Chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải có một bộ phận người, đã chuẩn bị rời đi, nhưng hai vị này, hung danh Lan Sa, phong vân nhân vật, lại mang theo một số cường giả lưu lại. Mạc Thần, Lam huynh. Vân Thiên Khuyết liền vội cung kính đi vào bọn họ trước mắt. Theo tình báo mới nhất nhìn, Thanh Vân Đại Lục như thế đổ vật nhanh lớn lên tốt đi. Một khi bắt đầu thành thục, tối thiểu tiếp tục thời gian một năm, ngươi nên trở về đi chuẩn bị. Cổ Mạc Đan Thần cái kia nhăn co lại trên mặt, mang theo nụ cười quỷ quyệt, xem ra có chút khiến người ta dùng mình. Là, lập tức nhanh thành thục, Vân Thiên Khuyết nói. Tiếp tục một năm trở lên, kết xuất nhiều như vậy, trái cây, có thể luyện chế ra bao nhiêu thần đan a? Thật sự là hâm mộ ngươi. Thanh Vân Đại Lục cái này chấn thế khoảng cách mộc, chính là tòa này lục địa kỳ tích, Vân Thượng Thiên Cung có thể trưởng khống khối đại lục này, chính là tiền bối phúc ấm. Mà lại dựa theo Vạn Tông cùng Thiên Cung liên hợp điều lệ, thế lực khác, cũng không được khá lắm cướp đoạt. Lam Sa cười nói. Hai vị, xin nghe ta nói. Vân Thiên Khuyết một mặt nghiêm túc, thân thủ ôm ngực, trịnh trọng nói, Vân Thượng Thiên Cung có tài đức gì, có thể hưởng thụ như thế đông đảo tư nguyên. Cái kia gỗ lớn như thế thần tích, hắn phúc phận. Đối với chúng ta Vân Thượng Thiên Cung tới nói, cũng có rất lớn có dư, cho nên ta quyết định, mời chiến thần tộc cùng Vân Thượng Thiên Cung, cộng đồng, ngắt lấy, xin hỏi hai vị, có thể hay không nguyện ý giúp tiểu đệ chuyện này. Cái này sao, đã Vân Huynh cần muốn giúp đỡ, vậy chúng ta Lam huyết tinh hải thì từ chối thì bất kính. Dù sao Vân Huynh thịnh tình mời, chúng ta cũng không tính làm trái Vạn Tông cùng Thiên Cung quy định. Lam Sa nói, cái kia chiến thần tộc đâu? Vân Thiên Khuyết nhìn về phía Cổ Mạc Đan Thần. Bằng hữu cần muốn giúp đỡ, chúng ta chiến thần tộc, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cổ Mạc Đan Thần mỉm cười nói. Đa tạ hai vị, Vân Thiên Khuyết cười nói. Vân Thiên Khuyết rõ ràng là mời bọn họ, đến cửa nhà mình cướp bóc thần tích, còn muốn nói thành là giúp đỡ. Thế đạo này, xác thực thú vị. Chỉ là, thần mộc thật lớn như thế, tối thiểu có 3/5 cành lá. Đều tại thanh hồn điện trưởng khống phạm vi, các ngươi nhìn. Vân Thiên Khuyết cười hỏi. Đều là Thanh Vân Đại Lục huynh đệ tỉ muội, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, không phải sao? Cửa nhà hái đồ vật, không phạm pháp a? Lam Sa hỏi lại. Đương nhiên, không phạm pháp, bất quá, đối phương khẳng định sẽ mời Hiên Viên Long Tông giúp đỡ chính là. Vân Thiên Khuyết nhìn bên kia liếc một chút. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đang cùng Long Uyển Oánh trò chuyện với nhau thật vui. Khắp thiên hạ đều biết, hắn trong tương lai 500 năm, tương đương với Hiên Viên Long Tông đệ tử. Long Uyển Oánh ngay từ đầu thì cùng Giang Thanh Lưu giao hảo, xác thực rất tuyệt, mà lại nghe nói nàng còn phái người trực tiếp đi Thanh Hồn Kiếm Phong, thuyết phục trưởng giáo cổ kiếm Thanh Xương. Các cái khác người nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh, đã chậm. Há, vậy phải xem nhìn Hiên Viên Long Tông miệng, có đủ hay không lớn, có thể ăn được hay không đến hạ. Làm xa cái kia hẹp dài ánh mắt, lóe qua một tia lãnh quang. Rất hiển nhiên, bởi vì bọn hắn tiến vào thiên cung, bên này chiến tranh không đánh được. Nhưng là, Thanh Vân Đại Lục thần mộc, sẽ có mới phong ba. Đó cũng không phải là hai cái thiên cung đệ tử, có thể quản sự tình.
Bọn họ cái này 500 năm nhiệm vụ cũng là tu hành, cũng không có hai bên vạn tông đại cục quyền lực. Nhiều lắm là chỉ là, không ai sẽ đụng bọn họ. Vân Thiên Khuyết, lần này, người Thanh Vân Đại Lục bá chủ chi vị, có thể hay không bị cướp đi, khuất tại thứ hai, phụ thuộc. Người có thể hay không chôn vùi tiền bối lập nên công tích vĩ đại, thì nhìn lần này thần mộc chi tranh. Cổ Mạc Đan thần ý vị thâm trường nói. Mạc thần, vãn bối minh bạch. Mới thiên bảng ban bố trước đó, đây là duy nhất có thể, làm chút chuyện, cơ hội, cần phải nắm chắc. Vâng, Vân Thiên Khuyết gật đầu. Hắn là người thông minh, biết người nào có thể trợ giúp hắn. Đương nhiên, tranh giành về tranh giành, không thể đụng vào hai cái này thiên cung đệ tử, miễn cho bị người tay cầm. Mạc thần nói, bọn họ đã đi Hiên Viên Long Tông tu hành, mà Hiên Viên Long Tông khoảng cách Thanh Vân Đại Lục không gần, muốn đến, không dùng cân nhắc bọn họ. Vân Thiên Khuyết nói, nói cũng phải, hai cái thiên cung đệ tử. Mạc thần híp mắt, bọn họ chiến tôn, Lan Hoàng, vừa mới đến, trực tiếp để kết cục này cho tức giận bỏ đi. Muốn đến liền bọn họ, đều cảm thấy thiên cung đang đùa bỡn vạn tông. Mạc thần cười lạnh một tiếng, nói, Hiên Viên Long Tông xác thực giao hảo hai cái thiên cung đệ tử, tựa hồ cũng đã nhận được thiên cung phá lệ thân cận, nhưng là, bọn họ cũng để cho những tông môn khác đều rất khó chịu. Một cái âm dương phần thiên đan liền muốn đánh ra chúng ta. Quá dễ thấy người, tổng lại nhận những người khác châm đúng, hãy chờ xem. Tối thiểu nhất, Phô Mộng Tiên Quân rất khó chịu, hắn so với chúng ta, cao một cái cấp độ. Lam Sa nhìn một chút trên trời, Vân Mộng Thần Thuyền, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cái này cười rộ lên, miệng đều liệt đến lỗ tai đằng sau đi. Có thể thấy được hắn cá mập chi miệng lớn đến bao nhiêu. Đi thôi. Đi xem một chút Thanh Vân Đại Lục phong thổ nhân tình. Mạc thần nói. An bài. Lam Sa đối với Vân Thiên Khuyết nháy nháy mắt. Nhất định, mỹ tử, mỹ thực, mỹ nhân, không nói hoàn mỹ, dị vực phong tình tuyệt đối có. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Các ngươi, Thiên Vân Nhưỡng, lão hủ có thể thèm rất lâu. Cổ Mạc Đan thần cảm khái. Vù vù. Lý Thiên Mệnh đang cùng Long Uyển Oánh nói chuyện. Bên tai truyền đến chói tai tiếng gió. Người có nghe được thanh âm kỳ quái sao? Lý Thiên Mệnh hỏi bên người Lâm Tiêu Tiêu. Không có a, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Tất cả mọi người rất bình thường, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh cảm giác lỗ tai xé rách. Mắt trái bỗng nhiên nhói nhói. Là cái kia thanh sắc cá nhỏ. Nó giấu ở ánh mắt chỗ sâu, đâm vào nhãn cầu bên trong, giống như là vô cùng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời, cái kia, Vân Mộng Thần Thuyền, ẩn nặc tại tầng mây bên trong. Lãnh quang lấp lóe. Cầm, tới. Tiếng gió gào thét bên tai, nói cũng là hai chữ này. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể nghe được. Nếu không, người vạn kiếp bất phục. Người nào thanh âm? Đã Vô Mộng Tiên Quân tự mình đến, mà Lý Thiên Mệnh thì nhận biết cái này một cái tồn tại, hắn liền đánh cược một lần. Hắn ngược lại là nghĩ đem con cá này trả lại hắn. Mấu chốt là, con cá này nhì giấu ở ánh mắt chỗ sâu, chính mình không ra. Lý Thiên Mệnh cũng đập không ra a. Ngoại trừ móc xuống ta con mắt này, người có những biện pháp khác sao? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đối với không khí nói. Người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Người tại nói chuyện với người nào? Long Uyển Oánh hiếu kỳ hỏi. Tiếng gió, không lại trả lời. Rất rõ ràng, không có. Vậy cũng chớ làm loạn, ta biết bí mật của ngươi. Uy hiếp ta liền nói ra đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết. Tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng là đối phương, nhất định có thể nghe được. Ta nghĩ đến biện pháp, lại tìm ngươi, đến lúc đó, khác dở trò gian. Tiếng gió rít gào. Người khác đồng dạng không nghe thấy. Có thể thấy được người nay tay đoạn sự cao siêu. Vô Mộng Tiên Quốc, Long Uyển Oánh nhìn thoáng qua cái kia Vân Mộng Thần Thuyền, như có điều suy nghĩ, nàng nói khẽ, khác sợ bọn họ, ngươi là thiên cung đệ tử, ai cũng không dám làm loạn. Cảm ơn Oánh Di. Lý Thiên Mệnh chút lễ phép đầu. Tỉ mỉ trò chuyện phía dưới, hắn mới biết được Long Uyển Oánh vì ba người bọn hắn, tranh thủ nhiều như vậy. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cái này gọi quý nhân, hắn xác thực rất chân quý. Về sau đi Hiên Viên Long Tông, sợ là có rất nhiều cần phiền phức đến nàng địa phương. Nói thí dụ như, Tiểu Ngũ muốn ăn đại lượng kim loại thiên địa thần khoáng. Đây là Lý Thiên Mệnh hiện tại, vô cùng cần tối đỉnh cấp tông môn nguyên nhân. Hiên Viên Long Tông tự mang hai tòa đại lục, khoáng sản vô số. Dạ Lăng Phong cần đại lượng thần đan.
Lâm Tiêu Tiêu cần đại lượng thiên hồn. Đây hết thảy, Long Uyển Oánh đều có thể cho. Hắn nhìn lấy Hiên Viên Long Tông những người này, bao quát Xanh Tử Long Hoàng, đối Lý Thiên Mệnh đều 10 phần khách khí. Những cường giả khác trưởng bối, trên người của bọn hắn, có cùng Viêm Hoàng Thái Cổ Hiên Viên Thị tương tự khí chất. Đây chính là thị tộc chi hồn, cái này khiến Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng thì tiếp nhận bọn họ. Thị tộc ý chí, là không thể nhất gạt người đồ vật. Cho dù tốt thị tộc, đều có gian trá thế hệ, nhưng trên đại thể, nắm giữ long hồn thị tộc, nhất định không kém đi đâu. Được, liền đi Hiên Viên Long Tông, bắt đầu chúng ta bước kế tiếp hành trình. Lý Thiên Mệnh cùng ba người bọn hắn liếc nhau, tâm lý chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị trở về trình, Thánh Long Hoàng nói. Vâng, tất cả mọi người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên có không tưởng tượng được biến hóa. Cái kia chính là, lại có đại lượng truyền tin thạch, bay về phía tứ đại Long Hoàng. Còn có một số còn lại Hiên Viên Long Tông cường giả, lấy được truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến, còn lại trong trận doanh, cũng có người lấy được truyền tin thạch. Nhất định phải là nơi nào đó phát sinh đại sự, mới sẽ nhanh chóng như vậy thông báo. Hiên Viên Long Tông nhanh nhất cầm tới truyền tin thạch, nói rõ phát sinh sự tình, rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Phát sinh cái gì rồi? Mọi người đồng loạt nhìn về phía lấy được truyền tin thạch tứ đại Long Hoàng. Trong đó, Long Uyển Oánh ngay tại Lý Thiên Mệnh bên người, mở ra một cái tờ giấy. Nhìn thấy phía trên văn tự trong nháy mắt, Long Uyển Oánh sắc mặt đại biến. Biến đến vô cùng kinh ngạc. Nàng cả người lui lại một bước, trực tiếp lắc đầu nói một tiếng, không thể nào. Ngón tay của nàng đều đang phát run. Mọi người rất ít nhìn qua, thân là Bạch Long Hoàng nàng, sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Ba vị. Mọi người vội vàng nhìn về phía mặt khác ba vị Long Hoàng. Chỉ gặp ba người bọn hắn, toàn bộ sắc mặt đại biến. Ngón tay đồng dạng có chút phát run. Thậm chí bọn họ trong mắt tơ máu, hoàn toàn hiện lên đi ra. Không có khả năng. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn. Chung quanh vẫn còn có nhận được truyền tin thạch Hiên Viên Long Tông cường giả, mỗi một cái đều là phẫn nộ, rung động phản ứng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng nhiều người, nhận được truyền tin thạch. Vừa mới chuẩn bị người rời đi nhóm, nguyên một đám dừng bước lại. Đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Long Tông phương hướng. Trong mắt rất nhiều người, bởi vì Hiên Viên Long Tông lần này ích lợi lớn nhất, không khỏi có cười trên nỗi đau của người khác y tứ. Đáng đời, ai bảo bọn họ vì đoạt bảo, đem tông môn đại lượng cường giả phái ra, tứ đại Long Hoàng đều tới, nội bộ tự nhiên trống rỗng. Mọi người sắc mặt, có thể nói cực kỳ đặc sắc. Long Uyển Oánh, ngươi lưu lại xử lý chuyện còn lại. Thánh Long Hoàng lúc này xông lên mây xanh. Vâng, Long Uyển Oánh hốc mắt đỏ bừng. Đám người còn lại, theo ta cấp tốc trở về tông môn, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, ngoại trừ Long Uyển Oánh, tất cả Hiên Viên Long Tông cường giả, đi theo Thánh Long Hoàng, trực tiếp xông lên mây xanh, lấy tốc độ khủng khiếp, chớp mắt biến mất. Long Uyển Oánh, phát sinh cái gì rồi? Giang Thanh Lưu ý thức được vấn đề lớn. Nguyên một đám truyền tin thạch, còn tại đến Long Uyển Oánh trên tay. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nói. Thái Dương Đế Tôn thừa dịp chúng ta tông môn chống rỗng, khống chế Thái Dương Thần Cung, chỉ huy ẩn Long Điện 10 triệu người cùng 5 triệu trật tự thiên tộc. Hắn tự mình dùng Thái Dương Thần Cung mở ra thủ hộ kết giới, bây giờ, giới Long Hạch, đã bị đánh phá, Vạn Long Thần Sơn, tương đương không đề phòng, song phương còn tại giao chiến bên trong. Đối phương tới quá đột ngột, huống hồ còn có Đế Tôn mang theo, Thái Dương Thần Cung, xuất thủ, cơ bản đã toàn tuyến tan tác. Trật tự thiên tộc. So Thái Dương Vạn Tông cùng nhau đều cường. Từ Thái Dương Đế Tôn tăng thêm Thái Dương Thần Cung xuất thủ, chớ nói Tứ Đại Long Hoàng không tại, cũng là chính diện giao chiến, Hiên Viên Long Tông đều chưa hẳn chịu đựng được. Đối phương cái này quy mô, rõ ràng chính là vì trong nháy mắt đánh tan Hiên Viên Long Tông mà đến. Long Uyển Oánh lại nhận được một cái truyền tin thạch. Mở ra xem, nàng nước mắt tràn mi mà ra, nói, chúng ta tông môn, trên cơ bản bị chiếm lĩnh. Không đúng. Giang Thanh Lưu khó có thể tin, nói, chúng ta Thái Dương Vạn Tông, không phải cùng trật tự thiên tộc có hiệp nghị đình chiến sao? Đây là Thiên Cung xuất lĩnh Vạn Tông cùng Thái Dương Đế Tôn tự mình ký kết hiệp nghị. Thái Dương Đế Tôn làm sao có thể ra tay như thế? Liền Thái Dương Thần Cung đều xuất động, hắn điên rồi đi. Thiên Cung, Long Uyển Oánh hít thở sâu một hơi, nói, ta hiện tại liền đi tìm Thiên Cung, Thiên Mệnh, các ngươi dẫn đường. Việc này có chút vượt ra khỏi Lý Thiên Mệnh sức tưởng tượng.
lần này, Thái Dương Vạn Tông sẽ đoàn kết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Long Uyển Oánh liếc nhìn tứ phương. Những cái kia ánh mắt, có người né tránh, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Biết không nhiều, hòa bình quá lâu, nội đấu quá lâu, rất nhiều người đều quên bị trật tự thiên tộc chi phối thời gian. Tốt a, Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Thiên Viên Long Tông, hắn còn chưa có đi đây. Liền không có. Vậy chúng ta hắn mèo nên đi đây. Huỳnh Hỏa mơ hồ hỏi. Lý Thiên Mệnh mới tới trật tự chi địa, đối với nơi này, nước, mò được còn chưa đủ thấu triệt. Không phải nói, Thiên Cung liên hợp Thái Dương Vạn Tông, đối kháng trật tự thiên tộc, hai phần thiên hạ, không can thiệp chuyện của nhau sao. Thái Dương Đế Tôn, nắm giữ Thái Dương chi chủ, thân phận, là hắn có thể tùy tiện xuất thủ, tiến công thiên bảng xếp hạng thứ hai Hiên Viên Long Tông. Cái này không phải tương đương với cùng, Thái Dương Vạn Tông, khai chiến sao. Hắn có chút làm không rõ ràng. Coi như lần này vô thiên chi chiến, Hiên Viên Long Tông đạt được chỗ tốt, bị người đố kỵ, có thể trật tự thiên tộc tiến công bọn họ, đây là phá vỡ Thái Dương Vạn Tông phòng tuyến cuối cùng. Phải biết môi hở răng lạnh, những tông môn khác, có thể ngồi nhìn mặc kệ. Mấu chốt nhất là Thiên Cung. Thiên Cung là Thái Dương Vạn Tông cờ xí, từ trước đến nay từ bọn họ đến lượn vòng trật tự thiên tộc. Coi như Long Uyển Oánh nói, bởi vì hòa bình quá lâu, nội đấu quá lâu, dẫn đến rất nhiều tông môn quên đi trật tự thiên tộc uy hiếp. Nhưng tối thiểu nhất, Thiên Cung cần phải có phát huy tác dụng của nó. Lý Thiên Mệnh vừa từ Thiên Cung đi ra, dựa vào Thiên Cung ấn ký, hắn tự nhiên có thể trở về. Đi! Vô thiên chi chiến kết thúc, cái này vô thiên hỏa trụ, đối Giang Thanh Lưu, Long Uyển Oánh bọn họ tới nói, không còn là phong bế chi địa. Do Thiên Cung đệ tử dẫn đường, bọn họ một đường trở về, đi vào Tề Thiên Bia trước. Bất quá, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, những người khác vào không được Tề Thiên Bia, càng không vào được nhà gỗ. Vậy ta cùng Tử Thiên, đi hỏi rõ ràng. Lý Thiên Mệnh quay đầu hướng bọn họ lời nói. Trên đường ta nói cho ngươi sự tình, nhớ kỹ sao? Long Uyển Oánh vội vàng hỏi. Nhớ kỹ, yên tâm. Lý Thiên Mệnh là đáng tin người, hắn tại Dạ Lăng Phong trên bờ vai, lưu lại một cái ngân sắc con rắn nhỏ, liền quay đầu tiến vào Thiên Cung. Bọn họ trước đó tại cung điện kia. Ngân Trần còn có không ít thân thể trong này đâu. Bọn họ khóa chặt, cao nhất tòa kia cung điện màu trắng. Hai người tăng tốc cước bộ, về tới trong đại điện. Phía trước cũng là cái kia từng bậc bậc thang. Trong đại điện không có một ai. Thất vị tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng tìm các ngươi. Lý Thiên Mệnh cùng cái kia bảy cái người áo bào trắng quan hệ không tốt lắm, liền có Vu Tử Thiên đến gọi bọn họ. Bọn họ nhìn lấy nấc thang cuối cùng, chỗ đó không có một ai. Đương nhiên, tiến trước khi đến, Lý Thiên Mệnh liền biết trong này không ai. Vu Tử Thiên hô còn về sau, bên trong đại điện cũng không người đáp lại. Thái Dương Đế Tôn xuất lĩnh trật tự thiên tộc, công phá Hiên Viên Long Tông, tuân lật trời cung cùng bọn hắn ký kết điều lệ, tương đương với cùng Thiên Cung, Vạn Tông khai chiến. Mời Thiên Cung đi ra chủ trì đại cục, giải cứu Hiên Viên Long Tông tại nước sôi lửa bỏng. Vu Tử Thiên vòng vo một tuần, lớn tiếng mà vội vàng mà nói. Thanh âm của hắn, tại cái này đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Vẫn không có người đáp lại. Thiên Cung tiếp nhận Vạn Tông cung phụng, hưởng thụ cao thượng thân phận, bây giờ gặp phải đại sự, sẽ không phải trốn đi làm con rùa đen rút đầu a. Lý Thiên Mệnh chán ghét nhất loại này cố lộng huyền hư người. Bởi vì cái gọi là, ở tại vị mưu kỳ chính. Vạn Tông đem Thiên Cung đề cử đến cao như vậy. Bọn họ cũng nắm giữ lấy Vạn Tông tài nguyên tu luyện phân phối đại quyền. Bây giờ đại chuyện phát sinh, không tranh thủ thời gian xuất mã, tại cái này giấu cái gì đâu. Chuyện này, cùng Lý Thiên Mệnh chính mình cũng cùng một nhịp thở. Vô Thiên Chi sau khi chiến đấu, Hiên Viên Long Tông là hắn tương lai tu hành căn cơ. Hắn thật vất vả, có thể có triệt để dung nhập trật tự chi địa cơ hội, tương lai cũng có thể lưng tựa Hiên Viên Long Tông cùng cả một cái đoàn kết Thái Dương Vạn Tông. Tìm kiếm cùng trật tự thiên tộc đối kháng cơ hội, tránh thức đặt chân tại cái này trên Thái Dương. Kết quả, Hiên Viên Long Tông hôm nay lâm vào náo động bên trong, tương đương với trực tiếp đem hắn, tiền đồ tươi sáng, cắt đứt. Muốn không phải đạt được Thiên Cung đệ tử thân phận, hắn hiện tại tuyệt đối lâm vào trong tuyệt cảnh. Liên đoạt mệnh ngân long đều không gánh nổi. Còn đắc tội vi sinh mặc nhiễm sau lưng người kia. Kết cục nhất định rất thảm. Coi như thành Thiên Cung đệ tử, cũng môi hở răng lạnh. Hiên Viên Long Tông không có, hắn cũng lạnh.
Hắn câu nói này trào phúng lời nói ra miệng, cái này đại điện trống trải bên trong, vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả thực gấp chết người. Đi lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phía trước bậc thang, trực tiếp hướng bên kia lao đi. Coi như cái này bảy cái người áo bào trắng, đối với mình có địch ý, có, nhà gỗ tại, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ bọn họ. Đăng đăng. Làm hắn cước thứ nhất giẫm tại trên bậc thang thời điểm, dưới chân bậc thang, vậy mà run rẩy. Đứng lại. Một tiếng chỉnh tề quát lớn truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, nguyên một đám người áo bào trắng xuất hiện tại nấc thang cuối cùng. Lui ra. Một trận trấn áp phong bạo cuốn tới, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân, để hắn bay rớt ra ngoài, đập vào đằng sau Vô Tử Thiên trên thân. Bậc thang này, có bí mật. Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, trong mắt hơi híp. Đứng vững về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt qua, nấc thang cuối cùng, giống như chỉ có 6 người. Thiếu một cái. Càng quỷ dị chính là. Cái này còn lại 6 người, bộ mặt một mặt trắng xám, trên đó bột phấn cùng quai hàm đỏ, giống như đã rơi sạch. Liền tai mắt mũi miệng cũng bị mất. Mỗi người bộ mặt, đều giống như tấm gương bóng loáng. Khác biệt duy nhất, là kiểu tóc cùng hình thể. Theo hình thể đến phân biệt. Duy nhất thiếu hụt người kia, chính là trấn áp Lý Thiên Mệnh cái kia bạch bào nữ nhân. Nàng trẻ tuổi nhất, cho nên hình thể bảo trì đến tốt nhất. Trước mắt cái này còn lại 6 cái, đại đa số đã là lão giả. Mấu chốt là, 6 cái, không mặt người, liền ánh mắt đều không có, nhìn đến Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn nguyên lai tưởng tượng, Thiên Cung là một cái cao thượng thế lực, bên trong tuy nhiên ít người, nhưng là đều là tuyệt thế cường giả thiên tài, mỗi người đều rất có cá tính. Mặc kệ là lớn lên vẫn là tính cách, đều sẽ có chỗ độc đáo. Tối thiểu phải có Âu Dương Kiếm Vương, dạng này người thú vị cách A. Kết quả, lần trước tiến đến, trên mặt bọn họ mang phấn, nguyên một đám cùng như đầu gỗ coi như xong. Lần này liền mặt cũng bị mất. Quỷ dị không nói lên lời. Nhìn nhiều, liền phải gọi người dùng mình. Muốn không phải chung quanh xương trắng đầy đủ thần thánh, Lý Thiên Mệnh quả thực coi là, nơi này là cái gì nghĩa địa. Bọn họ, thống nhất, chỉnh tề, cũng là một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không khí. Vô Tử Thiên hít sâu một hơi, vội vàng nói, 6 vị tiền bối, ta mới vừa nói sự tình, các ngươi đã nghe chưa? Thái Dương Đế Tôn xuất lĩnh trật tự thiên tộc, tiến công Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông là chúng ta tông môn, cho nên chúng ta đại biểu trưởng bối, muốn thỉnh cầu Thiên Cung ra mặt, để Thái Dương Đế Tôn thu liếm, nếu không bình tĩnh liên hợp vạn tông, cùng bọn hắn nhất chiến. Liên hợp vạn tông, vốn là Thiên Cung chức trách. Thiên Cung đã tại xử lý việc này, không cần vội vàng sao động, sẽ cho đáp án. 6 cái không mặt người chỉnh tề trả lời. Bọn họ thiếu mất một người, đại khái cũng là đi xử lý chuyện này a. Lý Thiên Mệnh chính muốn nói chuyện, kết quả cái kia 6 cái người áo bào trắng theo dõi hắn, nói. Nhập Thiên Cung về sau, dù là không đến 500 tuổi, tâm lý đều muốn lấy Thiên Cung làm chủ, làm tốt phụng hiến Thiên Cung chuẩn bị. Làm tiểu bối, các ngươi duy một nhiệm vụ cũng là tu hành. Tông môn đại cục, chúng ta tự nhiên sẽ cùng vạn tông kết nối, câu thông, không tới phiên các ngươi đến dương oai, lăn ra ngoài. Nói xong, bọn họ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. 6 người tiện tay cuốn một cái, liền đem bọn hắn quyển ra đại điện. Ở trong trận cuồng phong này, Lý Thiên Mệnh lưu lại kim loại con rán, đều bị quật bay ra ngoài không ít. Còn lại đều trong góc, không nhúc nhích, triệt để ẩn hình. Ông, Lý Thiên Mệnh hai người trực tiếp bị cuốn ra tề thiên bia. Ba ba, hai người ném xuống đất. Như thế nào? Long Uyển Oánh vội vàng đỡ dậy bọn họ, thần sắc lo lắng hỏi. Nàng vốn là cái đoan trang dịu dàng nữ nhân, bây giờ Hiên Viên Long Tông đại nạn lâm đầu, trong ánh mắt của nàng cất giấu thật sâu u buồn. Nàng cả đời này nhiều tai nạn, vận mệnh luôn luôn cho nàng đánh đòn cảnh cáo, đem nàng yêu dứt bỏ. Hiên Viên Long Tông đã là nàng duy nhất yêu. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đem cái kia 6 cái người áo bào trắng đáp lại, nhanh chóng nói một lần. Hắn không có biểu đạt chính mình đối người áo bào trắng nghi hoặc, chỉ là đem đối lời nói ra. Bạch bào nữ nhân, Nguyên Long bà, đi tìm Thái Dương Đế Tôn rồi hả? Long Uyển Oánh ngược lại là thở dài một hơi. Nguyên Long bà, Lý Thiên Mệnh minh bạch, nàng chỉ là cái kia trấn áp chính mình bạch bào nữ nhân. Đúng a? Nàng không chăm sóc ngươi sao? Long Uyển Oánh hỏi. Vì sao quan tâm ta? Nàng ra từ chúng ta Hiên Viên Long Tông,
Long Uyển Oánh nói. Há, không nhìn ra, Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng những không quan tâm, còn, rất chán ghét Lý Thiên Mệnh đây. Có nàng xuất mã, hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đi trước. Long Uyển Oánh nói. Oánh gì, chúng ta đi nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi Thanh Hồn Điện, vừa rồi thu đến Thánh Long Hoàng bọn họ truyền tin thạch, để cho ta mang bốn người các ngươi đi Thanh Hồn Điện. Hiên Viên Long Tông náo động trong khoảng thời gian này, các ngươi trước tiên ở Thanh Hồn Điện tu hành, ta tạm thời không trở về Hiên Viên Long Trọng, cùng các ngươi cùng một chỗ. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, đây là trước mắt đường ra duy nhất. Cái kia, ta. Giang Thanh Lưu muốn nói lại thôi. Làm gì, muốn đùn đẩy trách nhiệm a? Cái này bốn cái không đều là đệ tử của ngươi. Long Uyển Oánh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Không phải, chủ yếu là bốn người bọn họ, thân phận bây giờ biến đặc thù, mà Thanh Hồn Điện không khỏi ta làm chủ. Tăng thêm ngươi cũng muốn đi. Giang Thanh Lưu cúi đầu nói. Long Uyển Oánh làm Bạch Long Hoàng, tại cuộc động loạn này bên trong, thân phận của nàng là mẫn cảm. Vạn nhất bởi vì nàng, Thanh Hồn Điện cũng gặp nạn, Giang Thanh Lưu không đảm đương nổi trách nhiệm này. Long Uyển Oánh muốn đi theo Thanh Hồn Điện, đương nhiên là không muốn từ bỏ Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ. Đây cũng là còn lại Long Hoàng, cho nhiệm vụ của nàng. Điểm này Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nàng nếu là không nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên mặc dù là Thiên Cung đệ tử, nhưng chung quy là tiểu bối, mà Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu không có có Thiên Cung thân phận, thí như Long Huyết Thần Hoang loại bảo vật này, cũng có khả năng bị người trong bóng tối cướp đoạt trộm cắp. Nói đùa cái gì? Hai cái Thiên Cung đệ tử trở về, bất luận tông môn gì đều phải đường hẻm hoan nghênh, Cổ Kiếm Thanh Xương lại sợ, cũng không dám để thiên hạ chế nhạo. Long Uyển Oánh hơi giận nói. Cũng là đi, chủ yếu là, các ngươi hiện tại gặp nạn, tương đương với Thanh Hồn Điện chỗ dựa cũng đổ, hết thảy đều khó mà nói, ai, đau đầu. Không có việc gì, bọn họ là đệ tử ta không thèm đếm xỉa, cũng phải cho bọn họ tranh thủ. Đến mức ngươi, Giang Thanh Lưu hé miệng. Sư tôn. Ngươi làm sao làm a? Sợ hãi rụt rè, ta mang Oánh Di tiến Thanh Hồn Điện, ai dám lải nhải. Lớn như vậy mỹ người trước mặt, ngươi còn không dứt khoát điểm, thật mẹ nó cho ta mất mặt. Phu Tử Thiên hét lên. Ta tiếp cận, Giang Thanh Lưu trong nháy mắt dựng râu trừng mắt, bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, đánh rắm, ai nói ta sợ rồi. Đều theo ta đi, ta bảo vệ các ngươi. Giang Thanh Lưu nói xong, một mặt phóng khoáng nhìn lấy Long Uyển Oánh. Nói, ngươi, Long Tuyền, ở trên thân thể ngươi a. Đương nhiên tại, Long Uyển Oánh nói. Được, đừng ném. Vậy phải xem các ngươi Thanh Hồn Điện, có đủ hay không nghĩa khí, Long Tuyền, không ném, Hiên Viên Long Tông không diệt, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Long Uyển Oánh nói. Không có chuyện, Hiên Viên Long Tông mấy triệu năm căn cơ, không sẽ dễ dàng như thế thì bị mất. Giang Thanh Lưu an ủi. Đó là đương nhiên, Long Uyển Oánh trong mắt cũng có mãnh liệt hy vọng. Xuất phát, Thanh Hồn Điện có Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Mấy vị kia Long Hoàng ý tứ, cũng là để Long Uyển Oánh trước tránh ở bên trong, giữ vững trên người nàng, Long Tuyền. Bọn họ bên này, Long Tuyền hết thảy có 7 cái, mỗi một cái đều là trấn thủ tông môn quan trọng. Đồng thời, nàng còn có thể che chở Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ trưởng thành. Một khi thế đạo loạn, có lúc dân liều mạng nhiều, Thiên Cung đệ tử thân phận này, cũng không tốt nói. Bọn họ Thanh Hồn Điện chuyến đi, bởi vì trận này kịch biến, chưa chắc sẽ thuận lợi. Giang Thanh Lưu hiện đang lo lắng, chính là lấy Cổ Kiếm Thanh Xương, cầm đầu những người kia, muốn triệt để hất ra Hiên Viên, cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, tránh cho phiền phức trên thân. Bất quá! Làm liền xong rồi. Giang Thanh Lưu yên lặng mấy trăm năm, thiếu niên chi tâm, bắt đầu bốc cháy. Rầm rầm rầm! Dày đến mấy chục vạn mét mây hồng bên trong, vô số hỏa diễm lăn lộn. Hình thành không có tận cùng biển lửa, tại mặt trời thượng không tứ ngược. Từng chuỗi 10.000 mét lớn lên thái dương phong bạo, như là thần long một dạng, tại mây hồng ở giữa xuyên thẳng qua. Vô số biển lửa hình thành mưa lửa, vẩy xuống nhân gian, đập ra nguyên một đám hố to. Tại cái này vô tận trong biển lửa, đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từng đợt sóng lửa bị đẩy ra, một tòa đốt cháy vật lớn, tại trong biển lửa hành tẩu, lập lòe ngọn lửa màu vàng, áp chế hỏa vân. Điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái này đốt cháy vật lớn, xem ra tựa như là một cái tóc vàng bay múa đầu người. Cái kia một đôi trong hốc mắt, cất giấu hai cái phát sáng tinh thể, đó là bị áp xúc đến cực hạn, cỡ nhỏ hằng tinh nguyên.
ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một lần chớp mắt, đều là chấn thiên oanh minh. Đảm nhiệm ai cũng biết, đây chính là trật tự chi địa vật đáng sợ nhất, Thái Dương Đế Tôn di động cỗ máy chiến tranh Thái Dương Thần Cung. Làm nó tại trật tự thiên tộc cương vực trên không chạy như bay thời khắc, phía dưới tất cả tộc nhân, đều phủ phục quỳ bái. Nó đã có rất nhiều năm, không có xuất hiện tại mặt trời phương Nam bầu trời. Phương Nam, chính là Thái Dương Vạn Tông cương vực. Thần cung hành tẩu, chúng sinh run rẩy. Tinh hải thần hạm lực sát thương, mấy chục cái, vân mộng thần thuyền, đều không thể muốn so. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang, tiến vào mặt trời địa cung cái này, đầu người, mở ra miệng bên trong. Ở trung ương ngọn lửa màu vàng đốt cháy trên đại điện, bạch quang biến hóa, thành một cái bạch bào nữ nhân. Bên người hỏa diễm đốt cháy, lại không đến gần được thân thể của nàng. Nàng ngẩng đầu. Một cái kim lửa đốt cháy cự nhân, ngồi ở kia điêu khắc lấy thần long chín đầu đế tọa phía trên. Hắn siêu siêu vẹo vẹo, vểnh lên chân bắt chéo, ngậm một mảnh kim sắc lá cây, tay kéo ở trên cằm, lấy ánh mắt hài hước nhìn lấy bạch bào nữ nhân. Số 7, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tóc vàng cự nhân thanh âm, dường như đều đang thiêu đốt, hắn lúc nói chuyện, dường như toàn bộ mặt trời, đều tại cùng hắn cộng minh. Ta gọi Nguyên Long, bạch bào nữ nhân lạnh lùng nói. Không, ngươi gọi số 7, ngươi là thứ 7 số. Tóc vàng cự nhân mỉm cười. Không có ý nghĩa, chuyện hôm nay, cho thiên cung cùng Thái Dương Vạn Tông một lời giải thích. Bạch bào nữ nhân nói. Giải thích, cái gì giải thích đâu? Cửu Long đế táng sự tình, bản tôn còn không có để cho các ngươi, cho ta một lời giải thích đây. Tóc vàng cự nhân nói. Cửu Long đế táng, ta không phải đã nói với ngươi. Đây là, nhà gỗ, ý chí, là, nhà gỗ, dở trò quỷ, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng không muốn, đem đế táng bên trong đồ vật lấy ra. Bạch bào nữ nhân hơi giận nói. Cái gì nhà gỗ, cái gì thiên cung, chúng ta ký hiệp nghị thời điểm, cũng chỉ có thiên cung, nhà gỗ là cái gì, bản tôn nhưng không biết đây. Bản tôn chỉ biết là, các ngươi thiên cung, thông qua vô thiên chi chiến phương thức, đem thôn giới thần đỉnh, Cửu Long đế kiếm loại bảo vật này. Đưa cho Thái Dương Vạn Tông, bồi dưỡng bọn họ con nối dõi, tăng cường thực lực của bọn hắn, các người đây là tiên công không sai phá hư hiệp nghị, các người muốn tạo phản. Tóc vàng cự nhân tiếng như chuông lớn, chấn áp tại bạch bào nữ trên thân thể người. Tạo phản, bạch bào nữ nhân kích động thời khắc, trên mặt bột phấn, còn tại rơi xuống, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tóc vàng cự nhân, người biết rõ, nhà gỗ, sự tình, lại tại cái này giả ngu, chính là chắc chắn chúng ta không dám phản kích. Thiên Viên Long Tông bị ngươi công phá, còn lại Vạn Tông, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta Thiên Cung, cũng không thể để cho ngươi chăm không kiêng sợ. Số 7, ngươi đang nói đùa đâu? Tóc vàng cự nhân mỉm cười. Hắn duỗi ra ngón tay, gõ gõ trên ghế ngồi đầu rồng, trầm giọng nói, ngươi đứng vững, khác loạn dốc hết ra, nghe bản tôn kể cho ngươi rõ ràng. Bản tôn chưa từng có, công phá, Thiên Viên Long Tông, ta chỉ là để Thiên Viên Long Tông. Mở cửa, để đồng bào của bọn hắn trở về. Ẩn Long Điện thoát ly Hiên Viên Long Tông thái lâu quá lâu, tay chân đồng bào, máu mủ tình thâm, lang thang bên ngoài Ẩn Long Điện, nằm mơ đều khát vọng trở về gia hương. Bản tôn hôm nay làm ra hết thảy, chỉ là vì tác thành cho bọn hắn. Thành toàn Ẩn Long Điện, cho nên để Hiên Viên Long Tông sinh linh đổ thán, ngươi không phải liền là muốn dựa vào Ẩn Long Điện, trưởng khống Hiên Viên Long Tông sao? Bạch bào nữ nhân cười lạnh. Không không. Tuyệt đối đừng nói như vậy, người đây là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Mà lại, tại sao có sinh linh đồ thán câu chuyện? Biết được Ẩn Long Điện trở về ý đồ đến về sau, Hiên Viên Long Tông các bằng hữu đường hẻm hoan nghênh, bây giờ bọn họ song phương, ngay tại, Vạn Long Thần Sơn, chung đụng được cực hòa thuận vui vẻ, song phương tiêu tan hiềm khích lúc trước, hợp hai làm một, Hiên Viên Long Tông 7 cái Long Hoàng, tăng thêm Ẩn Long Điện 3 cái Long Hoàng, hợp lại, thập đại Long Hoàng, sinh ra. Cường giả song phương, thiên tài, toàn bộ đi tới hết thảy, một cái đỉnh đựng siêu cấp tông môn, bởi vậy sinh ra. Bản tôn bỏ qua Ẩn Long Điện, trợ giúp bọn họ giải mộng, để bọn hắn trở lại gia viên, chuyện tốt như vậy, đến ngươi này làm sao liền thành làm sằng làm bậy đây. Ngươi cũng đã biết, dứt bỏ Ẩn Long Điện, bản tôn cần phải bỏ ra bao lớn dũng khí. Tóc vàng cự nhân nói đến 10 phần đau lòng, hắn che ngực, tựa như là thật bị cắt đi một miếng thịt. Đế tôn. Ngươi thủ đoạn cũng không cao thâm, ngươi lại muốn dùng vô lại ngôn ngữ tô son chát phấn, ngươi thuyết phục được ta,
lại không thuyết phục được Thái Dương Vạn Tông. Bạch bào nữ nhân nói. Thủ đoạn, bản tôn đây là giúp người làm niềm vui, công đức vô lượng, tại sao thủ đoạn câu chuyện? Số 7, người khác tùy tiện chụp mũ, sẽ chọc giận ta, biết không? Dù sao hiện tại thế đạo, nguyện ý làm chuyện tốt người, cũng không nhiều. Tóc vàng cự nhân nhếch miệng cười nói. Còn ngụy biện, ta đoán các ngươi đã lấy được 3 cái, long tuyền, tăng thêm ẩn long điện 3 cái long tuyền, ngươi thực tế khống chế long tuyền số lượng, đạt đến 6 cái, như vậy vạn long thần sơn hết thảy, tương đương với đều từ ẩn long điện làm chủ. Ngươi trưởng khống ẩn long điện trưởng khống hoàn toàn mới hiên viên long tông. Các ngươi chỗ lấy không giết hiên viên long tông người, chính là muốn cưỡng ép để bọn hắn, vì ngươi hiệu lực. Bạch bào nữ nhân nói. Thái Dương đế tôn thời điểm tiến công, hiên viên long tông chính là còn lại 3 cái long hoàng, mỗi người bọn họ đều nắm giữ 1 cái, long tuyền. Bây giờ long tuyền số lượng là 6-4. 6, đương nhiên chiếm thượng phong. Long tuyền lại là cái gì, bản tôn, không biết. Tóc vàng cự nhân tiếp tục mỉm cười. Rất tốt. Bạch bào nữ nhân nghiến răng nghiến lợi. Không sợ vô lại, liền sợ loại này bao trùm tại chúng sinh phía trên người chơi xỏ lá. Hoàn toàn không tuân thủ quy tắc. Nắm giữ long tuyền, các ngươi thì nắm giữ vạn long thần sơn đại bộ phận kết giới, tương đương với chỗ đó thành địa bàn của ngươi. Thánh long hoàng bọn họ coi như trở về, có nhiều người như vậy, tại trong tay các ngươi, bọn họ cũng sẽ hàng phục, thừa nhận hiên viên long tông hợp hai làm một hiện thực. Đối bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn tới nói, các đời tiền bối kiến tạo chỗ có kết giới, đều là căn cơ. Mà bây giờ, cái này căn cơ đại bộ phận trưởng khống trong tay người khác. Tương đương hiên viên long tông mệnh mạch, đã bị giữ tại Thái Dương đế tôn trên tay. Dù là hiên viên long tông căn bản không có chiến chết bao nhiêu người, hiện tại tông môn bị chiếm, tối thiểu có 3 cái long hoàng bị bắt làm tù binh, chẳng khác nào người khác, thời khắc đều thanh đao, đến tại trên cổ của bọn hắn. Sinh tử từ người khác trưởng khống. Hiên viên Long Tông vẫn còn ở đó. Nhưng, ý chí đã đổi. Không còn là Long ý chí, mà chính là Thái Dương đế tôn ý chí. Lấy cửu Long đế táng tạo phản vì lấy cớ, lại bởi vì hiên viên Long Tông đạt được quá nhiều bảo tàng, mà gây nên vạn tông ghen ghét, lại bởi vì nội bộ trống rỗng, mang ẩn Long điện phát động tập kích, trong nháy mắt trưởng khống 3 cái Long tuyền. Thái Dương đế tôn một trận chiến này, quả quyết, hung mãnh, làm cho người giận sôi. Số 7, hiên viên long tông huyết mạch hợp nhất, đây là thiên hạ việc vui, tuyệt đối đừng lan ra lời đồn, cổ hoặc nhân tâm, bốc lên vạn tông cùng trật tự thiên tộc mâu thuẫn, hiểu chưa? Chuyện này với các ngươi tới nói, một chút chỗ tốt đều không có. Tóc vàng cự nhân đứng dậy. Cái kia như lửa bó đuốc một dạng hai mắt, chiếu rọi tại bạch bào nữ trên thân thể người, làm đến thân thể của nàng, dường như đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia phải hỏi Thái Dương Vạn Tông có đáp ứng hay không, ngươi dựa vào ẩn Long Điện, để hiên viên Long Tông làm khôi lỗi của ngươi. Bạch bào nữ nhân nắm chặt song quyền, lỗ trồng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Đăng! Đăng! Hắn từng bước một, hướng về bạch bào nữ nhân đi tới. A! Hắn cười một tiếng, tiếng cười kia tại cái này đốt cháy trên đại điện, vô tình quanh quẩn. Được, bản tôn đánh cược với ngươi một đánh bạc, ta đánh bạc những tông môn khác. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao, người ta ẩn Long Điện trở về, hiên viên hợp hai làm một, chúng ta trật tự thiên tộc, bỏ qua ẩn Long Điện, cùng những người khác lại có quan hệ gì đâu. Người nào đi đầu phản kháng? Vô Mộng Tiên Quân, hắn vội vàng, dưỡng tiểu quỷ, đây. Vô Tự Thần Điện phản kháng sao? Bọn họ chỉ muốn vụng trộm vì thiên lang tinh bán mạng chứ. Người muốn cho chiến thần tộc, đi đầu phản kháng bản tôn sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Có phải hay không thời đại thay đổi? Một tờ hiệp nghị đình chiến, đem bọn sói này, dưỡng thành đều chiếm đỉnh núi lão hổ, hoặc là hầu tử. Đều không trọng yếu là, quan bọn họ đánh giam a. Bọn họ lại không được đến cửu long đế táng bảo bối. Tất cả mọi người ước gì hiên viên long tông ra chuyện đâu. Ha ha, tóc vàng cự nhân đứng ở trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy bạch bào nữ nhân. Cái kia ánh mắt nóng bỏng thiêu trên thân nàng. Để trên mặt nàng bột phấn, đều biến thành phấn vàng. Hắn duỗi ra rộng lớn tay cầm, đè xuống bạch bào nữ đầu người. Tựa như là người bình thường, cầm táo giống như, về sau. Hắn cái này lớn như vậy thân thể, hơi hơi ngồi xổm xuống, đối với bạch bào nữ nhân lỗ tai, nói khẽ. Số 7, bản tôn tính dưỡng nhiều năm, người cũng ma chướng sao.
có một sự thật, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Cái kia chính là, ta là cái này trên Thái Dương, duy nhất đế hoàng, duy nhất chúa tể. Cái gọi là Thái Dương Vạn Tông, ta muốn để bọn hắn sinh, bọn họ thì sinh, ta muốn để bọn hắn chết, bọn họ liền phải biến thành cho bụi. Mà hết thảy này, đều không tới phiên ngươi, tới chất vấn. Trở về ngươi thiên cung, làm tốt ngươi, số 7, bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, ngươi cũng đừng hỏng sự hăng hái của ta, hiểu chưa? Nếu không, ta liền đi nơi ở của các ngươi, đem các ngươi những thứ này, tâm gan tỳ phế thận gan não, đều lấy ra cho cá ăn. Đăng! Đăng! Bạch bào nữ nhân vươn tay, muốn cầm rơi đầu phía trên cái này bàn tay khổng lồ, có thể lập tức lại run rẩy để xuống đi. Đôi mắt kia, chừng đến so quyền đầu đều lớn. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Bạch bào nữ nhân ánh mắt càng thêm tán loạn. Đúng vậy, cho nên, bản tôn mới có thể không kiêng nể gì cả, minh bạch. Tóc vàng cự nhân cười to. Minh bạch, minh bạch. Đốt cháy đại điện, lâm vào tĩnh mịch. Nên làm như thế nào, người thảo A, tóc vàng cự nhân nói. Bạch bào nữ nhân hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Lần sau muốn nói cùng với ta, để, số 1, tới, người quá non. Bạch bào nữ nhân quay người. Đúng rồi. Tóc vàng cự nhân một lần nữa ngồi ở cửu long đế tọa phía trên, hô một tiếng. Đế tôn, bạch bào nữ nhân quay đầu. Tiếp theo kỳ thiên bảng bài danh, nhanh đến công bố thời gian A. Bây giờ Hiên Viên Long Tông có thập đại Long Hoàng, 50 triệu đại quân, vượt qua Vô Mộng Tiên Quốc đi. Cái kia liền đem bọn hắn đẩy lên thiên bảng đệ nhất. Để một cái ngoại tộc làm đệ nhất, các người nghĩ như thế nào? Còn muốn mặt mũi sao? Hiên Viên Thần Long, đây mới là Thái Dương Vạn Tông lịch sử gương mẫu, hiểu? Tóc vàng cự người cười nói. Như vậy, đệ nhất, thứ tư, thứ 10, đều là của ngươi. Bạch bào thanh âm nữ nhân khàn khàn nói. Cái gì, người người này hồ đồ a, làm sao có thể dạng này làm nhục bản tôn đâu? Bản tôn là loại này người sao? Tóc vàng cự nhân hai chân chéo nguẫy, lắc đầu nói ra. Cái kia nên nói như thế nào? Nghe cho kỹ. Tóc vàng cự nhân cả sửa lại một chút quần áo. Ngồi nghiêm chỉnh, lại tằng hắng một cái. Hắn nhìn chằm chằm bạch bào nữ nhân, từng chữ nói ra, tiếng như chuông lớn tuyên cáo. Trong thiên hạ, chẳng lẽ ta đất? Trong bốn biển, đều là ta thần. Hiện tại đã biết rõ sao. Số 7, đương nhiên minh bạch, đều là hắn. Đinh, trên đường, Long Uyển Oánh lại lấy được một cái truyền tin thạch. Như thế nào? Mọi người xông tới, khẩn trương hỏi. Long Uyển Oánh sau khi xem xong, khuôn mặt 10 phần cổ quái. Nói thế nào? Giang Thanh Lưu lại hỏi. Ngưng chiến, Hiên Viên Long Tông không có quá lớn thương vong. Thủ hộ kết giới giới Long Hạch bị hủy, về sau cũng có thể chữa trị. Long Uyển Oánh nói. Đây là tin tức tốt ha. Xem ra Thái Dương Đế Tôn vẫn là không dám làm loạn, nhiều lắm là chỉ là hù dọa một chút. Ta đoán chừng là bởi vì, cửu Long Đế táng sự tình, để hắn có chỗ khó chịu. Cho nên giết gà dọa khỉ, dùng Hiên Viên Long Tông trấn nhiếp một chút thiên cung cùng vạn tông. Giang Thanh Lưu thở dài một hơi nói. Không phải tin tức tốt, Long Uyển Oánh lắc đầu nói. Không thể nào, Giang Thanh Lưu nghi hoặc hỏi. Lưu thủ ba cái Long Hoàng, trên tay Long Tuyền mất đi, ẩn Long Điện hiện đang tỏa trấn vạn Long Thần Sơn, trên tay có 6 cái, Long Tuyền, bọn họ nắm giữ lấy tông môn phần lớn kết giới, còn có 5 triệu trật tự thiên tộc đóng giữ, ba vị Long Hoàng làm con tin, cũng tại bọn họ trưởng khống phía dưới. Vừa rồi, bọn họ đã cùng Thánh Long Hoàng bọn họ ba vị gặp mặt, đưa ra ẩn Long Điện trở về yêu cầu, bởi vì làm con tin cùng Long Tuyền quan hệ. Thánh Long Hoàng bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Cho nên từ giờ trở đi, Hiên Viên Long Tông cùng ẩn Long Điện đã 2 trong 1, nhưng từ nay về sau, quyền chủ đạo tại ẩn Long Điện trên tay. Long Uyển Oánh cau mày nói. Nói cách khác, ẩn Long Điện đem Hiên Viên Long Tông nuốt. Lại hoặc là nói, là trật tự thiên tộc đem Hiên Viên Long Tông nuốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Cung đâu, Vạn Tông đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì lần này Long Cung bảo tàng. Còn có trải qua thời gian dài vạn tông cắt đứt, coi như Hiên Viên Long Tông chân bị đánh hạ, đổ sát, ta đối những tông môn khác đều so sánh bi quan. Lại càng không cần phải nói, ẩn Long Điện đánh lấy trở về danh hào, căn bản không có giết bao nhiêu người. Đại đa số người coi như biết lợi hại, không có người đi đầu, không thành được phản kháng khí hậu. Dù sao Vô Mộng Tiên Quốc là ngoại tộc, chỉ có thể nhìn thiên cung,
có thể hay không tranh thủ đi? Long Uyển Oánh rụi rụi con mắt nói. Cho nên, các ngươi trước kia ký kết hiệp nghị, là độc dược mãn tính A. Nước ấm nấu ếch xanh. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Cái thí dụ này phù hợp, hiện tại nước sôi, mới biết được phiền toái. Long Uyển Oánh bất đắc dĩ nói. Đã hiện tại Hiên Viên Long Tông bị ẩn Long Điện trưởng khống, vậy chúng ta, tạm thời liền càng thêm không thể trở về đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Long Tông đối Lý Thiên Mệnh tới nói, mang ý nghĩa tu hành tư nguyên. Nhưng bây giờ, cái kia đều biến thành người khác địa bàn. Người ta ẩn Long Điện lưng tựa Thái Dương Đế Tôn, chưa chắc sẽ đem Thiên Cung đệ tử để vào mắt, đến đó tuyệt đối nói lời vô dụng. Trừ phi, bên kia tình huống có thể đổi mới. Dù sao hiện tại Thánh Long Hoàng bọn họ, còn tại cùng đối phương lượn vòng. Về trước Thanh Hồn Kiếm Phong đi. Mặt trời bắc bán cầu, chính là hằng tinh nguyên đốt cháy vượng nhất chi địa. Tại cái này bát ngát phạm vi bên trong, có rất ít, Nguyệt Nha Hải, dạng này bình tĩnh, nhu hòa địa phương. Nơi này tựa như là Nguyệt Tinh Nguyên thế giới, hết thảy vắng vẻ, ôn nhu, đã có tư tưởng, cũng có Nguyệt Tinh Nguyên thế giới, không có nồng đậm vũ trụ nguyên lực. Nghe nói, Thái Dương Đế Tôn vì để cho nữ nhi của hắn, có thể tại thích hợp với nàng vũ trụ nguyên lực không khí tu hành, chuyên môn sửa đổi tụ biến kết giới nhỏ một phần nhỏ kết cấu, làm đến hằng tinh nguyên lớn nhất ôn hòa nguyệt quang chi lực, theo cái này Nguyệt Nha Hải bên trong sông tới. Cái kia Cửu Nguyệt thần nữ, Lý Khinh Ngữ, tại cái này Nguyệt Nha Hải bên trong tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Một ngày này, một cái trắng như tuyết cá lớn, tại Nguyệt Nha Hải bên trong vùng vẫy. Cái kia như ngọc trai vảy cá, chiếu đến thăm thẳm bạch quang, Nguyệt Nha Hải sóng nước lấp loáng, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế bức tranh tuyệt mỹ mặt, làm đến trên bờ bọn thị nữ, nhịn không được phát ra từng tiếng kinh thán. Biển cả, cá lớn, còn có cá lớn phía trên thần nữ. Bọn họ tựa như là một bức tranh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, người xem như si như say. Nếu như thần nữ đem nàng chín đại thức thần, cùng một chỗ bày ra, một cái kia cái hoàn toàn khác biệt nữ thần, hội tụ vào một chỗ, hình ảnh nhất định càng đẹp. Thế nhưng là, thần nữ giống như không thích bày ra thức thần, ta cho đến nay, cũng chỉ thăm một lần. Đúng vậy a. Vô thiên chi chiến kết thúc, thần nữ bắt đầu chuyên chú tu hành. Chúng ta quan trọng cùng thần nữ cước bộ. Ân ân. Ngây thơ hoàn mỹ các thiếu nữ thanh xuân, nhìn qua Nguyệt Nha Hải bên trong ngao du tóc trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm hướng tới. Xá công tử, sao ngươi lại tới đây? Đúng vào lúc này, khá hơn chút cô nương phát hiện sau lưng một gốc trắng như tuyết phong dưới cây, vậy mà đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn hai tay giao nhau đặt ở bụng, ánh mắt ngóng nhìn Nguyệt Nha Hải, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hắn khả năng đã tới rất lâu. Bởi vì quá mức an tĩnh, cho nên các thiếu nữ đến bây giờ mới phát hiện hắn. Xuyệt, thanh niên mặc áo đen dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, đặt ở đôi môi thật mỏng bên cạnh. Mỉm cười thở dài một tiếng, sau đó nói, đừng quấy rầy nàng. Các thiếu nữ liền vội vàng gật đầu. Các nàng hai mặt nhìn nhau, tự mình nghị luận. Xá công tử thật ôn nhu. Mẫu thân của ta nói chuyện yêu đương muốn tìm lớn hơn mình một số nam tử, dạng này liền sẽ có bị chiếu cố, a hộ cảm giác. Sẽ rất quan tâm. Bé trai thì ưa thích làm loạn, ta cũng ưa thích đã thành thục ca ca. Thần nữ cùng hắn. Thật sự là ông trời tác hợp cho. Đang nói đến đó bên trong đâu, các nàng chợt phát hiện, Nguyệt Nha Hải bên trong trắng như tuyết cá lớn đã biến mất. Thần nữ, không biết khi nào, cái kia nguyệt mái tóc dài màu trắng thiếu nữ, đã xuất hiện tại các nàng trước mắt. Sắc mặt của nàng vốn cất giấu rất nhiều mừng rỡ, đó là phát ra từ nội tâm cao hứng, có thể vào lúc này, nụ cười kia chậm rãi ngưng kết. Thẳng đến sau cùng, biến thành một loại lạnh lùng. Nàng bởi vì phụ thân sự tình, từ nhỏ liền nhận qua rất nhiều khi dễ, cho nên có mãnh liệt tự thân bảo hộ ý thức, là một loại phòng ngự hình nhân cách. Thần nữ, xá công tử, chờ ngươi đã lâu. Một bên khác, thanh niên mặc áo đen kia đã hướng nàng bên này đi tới. Bên cạnh bọn thị nữ thấy thế, vội vàng thối lui đến nơi xa đi. Các nàng rõ ràng ý thức được thần nữ không cao hứng. Có thể các nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ thần nữ chỉ thích thức thần tu luyện giả, không thích ngự thú sư sao? Ở phía xa, các nàng vụng trộm ngẩng đầu, nhìn lấy cái này đen trắng hai người. Thần nữ, ta là tới hướng ngươi nói từ biệt. Thanh niên mặc áo đen đi tới về sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói.
À, được thôi, cái kia gặp lại. Lý Khinh Ngữ trong lòng suy nghĩ, ước gì hắn cách khá xa một số. Không hỏi xem ta đi phương nào sao? Thanh niên mặc áo đen cười khổ nói. Tùy tiện, ta muốn về Cửu Nguyệt Cung tu hành. Lý Khinh Ngữ thản nhiên nói. Đế tôn cho chúng ta ẩn long điện, cầm xuống Hiên Viên Long Tông. Bây giờ, phân liệt lưỡng mạch, rốt cục hợp làm một thể, ẩn long điện trông coi Hiên Viên Long Tông, mới thiên bảng sẽ không lâu sau ban bố, chúng ta hoàn toàn mới Hiên Viên Long Tông, sắp thăng lên thiên bảng đệ nhất, chủ lĩnh Thái Dương Vạn Tông. Cha mẹ của ta các trưởng bối, muốn hàng phục những cái được gọi là, đồng bào, để bọn hắn nghe lời, còn cần một chút công sức, ta phải đi qua, tận một phần lực lượng. Thanh niên mặc áo đen sau khi nói xong, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, đế tôn nói, các loại hiên viên nhất thống, triệt để hàng phục, cục diện ổn định ngày, chính là chúng ta hôn kỳ. Hôn kỳ, Lý Khinh Ngữ lui về phía sau một bước, hơi hơi cắn môi đỏ, mắt lạnh nhìn thanh niên mặc áo đen, nói, hắn đổ là có ý tứ, loại sự tình này, không trước thông báo ta, trước thông báo ngươi. Đế tôn trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn, vì thiên hạ an bình, phí hết tâm tư. Thỉnh thần nữ lý giải. Nam tử áo đen nói. Ha ha. Lý Khinh Ngữ cắn răng, tâm lý có chút hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thành Thiên Cung đệ tử, nàng cũng theo những thị nữ kia trong miệng biết được, thiên bảng xếp hạng thứ hai Hiên Viên Long Tông, đối Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong có ý. Dạng này vô thiên chi chiến kết cục, đối với nàng mà nói là một chuyện đại hỷ sự. Vạn vạn không nghĩ đến, trật tự thiên tộc cùng ẩn Long Điện. Lại vào lúc này, đối Hiên Viên Long Tông làm khó dễ. Không biết ta ca bọn họ, hiện tại đến Hiên Viên không có. Hắn thân vi Thiên Cung đệ tử, hẳn là có thể tự vệ đi. Tâm phiền ý loạn. Thật tốt cục diện, lại khiến cái này người đáng ghét phá hư, trong nội tâm nàng càng thêm phiền não rồi. Phiền toái nhất chính là ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc, hiện tại chỉ là sơ bộ hàng phục Hiên Viên Long Tông, không cách nào tránh thức chân áp. Chờ bọn hắn tránh thức chân áp, chiếm đoạt Hiên Viên ngày nào đó, cũng là hôn kỳ. Vậy sẽ không quá xa. Không có thời gian lại trì hoãn. Nàng có thể tính minh bạch, người kia, vì cái gì, muốn vì chính mình, lựa chọn trước mắt cái này ẩn Long Điện truyền nhân. Bởi vì cha mẹ của hắn đại biểu, ẩn Long Điện, là hắn Thái Dương Đế Tôn một bước đại cờ. Mượn Cửu Long Đế Táng lấy cớ, dựa vào ẩn Long Điện trưởng khống Hiên Viên, này bằng với thiên bảng đệ nhất tông môn. Thành trật tự thiên tộc nhanh vuốt. Cái này có thể so sánh triệt để diệt đi Hiên Viên Long Tông, ý nghĩa muốn trọng lớn hơn. Một bước này nếu là thật sự đạt thành, Thái Dương Vạn Tông càng không có, có thể cùng trật tự thiên tộc đối kháng tư bản. Thiên bảng đệ nhất, Vạn Tông người đứng đầu. Này bằng với bắt được đầu của đối phương. Vậy còn dư lại tứ chi, ngũ tạng lục phủ, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt mất. Đế tôn thật sự là anh minh thần võ, cái thế đệ nhất nhân. Nói lên trong lòng cái kia vĩ ngạn tồn tại, thanh niên mặc áo đen trong mắt, tràn đầy khăng khăng một mực sùng bái. Chỉ đơn giản như vậy, đối phương không phải có thiên cung sao, vô mộng tiên quốc không phải rất mạnh sao, còn lại tông môn, sẽ nhìn lấy các ngươi từng bước xâm chiếm Hiên Viên. Lý Khinh Ngữ có chút không hiểu hỏi. Coi như những tông môn khác lại sợ, đều biết tiếp tục như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu a. Cái này nói đến phụ thân ngươi chỗ cao minh. Hiệp nghị đình chiến, để bọn hắn nhạt quên chúng ta, tinh tại nội đấu. Vô mộng tiên quốc ngồi vững vàng đệ nhất, cái này để dị tộc trở thành người đứng đầu Thái Dương Vạn Tông, căn bản sẽ không có lực ngưng tụ. Coi như vô mộng tiên quốc chính mình không thừa nhận, bọn họ đều không cải biến được, là chúng ta bỏ mặc trưởng thành, mới để bọn hắn trèo lên đỉnh sự thật. Xem xét lại Hiên Viên Long Tông, lâu dài bị đế tôn chèn ép, nhất là trăm năm trước, đế tôn tự mình chém giết đời trước Bạch Long Hoàng. Tiêu diệt bọn họ quật khởi tình thế, để bọn hắn đứng đầu cường giả đứt gãy. Cái này 1-200 năm, vô mộng tiên quốc cùng vô tự thần điện hai cái này dị tộc thế lực không ngừng tăng lên thế lực, tăng thêm chiến thần tộc cường thịnh, hậu trường đều là đế tôn tại thao túng. Cho tới hôm nay, bọn họ muốn phản kháng, đều không chủ cục người. Thanh niên mặc áo đen mắt lộ ra sùng kính, như là tín đồ. Cái kia thiên cung đâu? Lý Khinh Ngữ hỏi. Thiên cung, vậy ta cũng không biết. Cái kia phương diện, tự nhiên do đế tôn tự mình ra mặt. Bây giờ sự thật cũng là, Hiên Viên cúi đầu, Vạn Tông co đầu rút cổ, thiên cung chớ lên tiếng. Thái Dương đế tôn, đến cùng là làm sao làm được. Bị cảnh tỉnh Vạn Tông tu luyện giả, sợ là đều không nghĩ rõ ràng. Nói cho cùng,
Ẩn Long Điện trở về cùng Hiên Viên Long Tông bị đồ diệt cũng là hai khái niệm. Tông môn khác liền sợ tông môn bị đồ diệt, sự tình phát sinh trên người bọn hắn, nhưng là bọn họ sẽ không sợ trở về phát sinh trên người bọn hắn, bởi vì chúng ta Ẩn Long Điện chỉ có một cái. Thanh niên mặc áo đen nói đến chỗ này, bởi vì sùng bái, cuồng nhiệt, đã có một số kích động. Hắn mắt xem Lý Khinh Ngữ, nói, thần nữ, đế tôn bố cục thiên hạ vô song, lần này thắng lợi, đặt vững mặt trời nhất thống cơ sở, tránh thức nuốt mất Thái Dương Vạn Tông, cần nhiều đời người nỗ lực. Tương lai, ta sẽ trưởng khống thiên bảng đệ nhất tông môn, người hội chủ làm thịt trật tự thiên tộc, chúng ta cùng một chỗ thống ngự vạn vạn ức thương sinh, độc trưởng hằng tinh nguyên. Nói xong câu này, ánh mắt của hắn ở vào tỏa ánh sáng trạng thái. Mà Lý Khinh Ngữ lại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thống ngự người khác, có ý gì? Lý Khinh Ngữ hỏi. Trưởng khống đại quyền sinh sát, giận dữ liền có thể thây nằm 1 triệu, dẫm tại trên vạn vạn người, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, muốn cái gì thì có cái gì, tất cả mọi người kính sợ ngươi, loại cảm giác này không tốt sao? Thanh niên mặc áo đen hỏi. Không tốt, ta thích đơn giản người. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên mỉm cười. Thanh niên mặc áo đen cắn răng, cũng nở nụ cười, nhiều ít có chút xấu hổ. Được, thần nữ, ta phải xuất phát, thanh niên mặc áo đen nói. Chờ một chút, Lý Khinh Ngữ hô một tiếng, chờ hắn quay đầu thời điểm, nàng nói, ta có cơ hội, cùng đi với ngươi Hiên Viên Long Tông sao? Ngươi đi cái kia làm cái gì? Lấy thân phận của ngươi, nếu như không phải bảo hộ nghiêm mật, rất dễ dàng trở thành đối phương đột phá khẩu. Thanh niên mặc áo đen hỏi. Ngươi sợ, Lý Khinh Ngữ nói. Tự nhiên không sợ, nơi đó đã là thiên hạ của chúng ta. Bất quá chuyện này, còn phải xin chỉ thị đế tôn. Thần nữ, ngươi tự mình cùng hắn nói đi, nếu như hắn cho phép, cho ta truyền tin thạch, ta lập tức quay lại tiếp ngươi. Thanh niên mặc áo đen nói. Được, nàng không muốn tại cái này đợi không? Nàng muốn đi gặp bọn họ. Dù là chỉ là gặp một mặt. Vù vù. Lý Thiên Mệnh bọn họ 6 người, ngồi tại Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, trên thân, vượt qua trên Thái Dương mấy trăm vạn dặm sơn hà, hướng về Thanh Vân Đại Lục, phương hướng tiến lên. Vô Thiên Hỏa trụ tại mặt trời Nam Cực, mà Thanh Vân Đại Lục vị trí, ước chừng tại mặt trời Trung Bộ. Nơi này là trên Thái Dương, khách quan mà nói lớn nhất, dâm mát, địa phương. Không khí đều không như vậy khô nóng, vạn vật sinh linh mọc thành bụi. Đương nhiên, rời xa Nam Bắc Cực. Tụ biến kết giới phun ra hằng tinh nguyên, xác thực ít nhất. Mà đỉnh cấp nhất lưu thế lực, trên cơ bản vây quanh Vô Thiên Hỏa trụ. Mặc kệ là tông môn vẫn là cương vực bên trong thống soái dân chúng, đều hưởng thụ lấy cao nhất tư nguyên. Kỳ lân đi đường, cuồng phong gào thét. Tại cái này to lớn kỳ lân chi thú phía trên, ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Phía trước cái kia cổ lão mà bao la hùng vĩ, Thanh Vân Đại Lục đã xuất hiện tại trước mắt. Từ đâu tới tiểu trùng tử? Dưới trướng cái này một đầu Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, chính 10 phần nghi hoặc, quét sạch lấy thân thể của mình. Nó rũ ra không ít màu bạc con rắn nhỏ. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, vội vàng để Ngân Trần không cần loạn bò. Chờ đến Thanh Hồn Điện, ngươi lại cho ta lan truyền 10 vạn phần thân ra ngoài, hiện tại thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hừ hừ, cộng sinh không gian bên trong, côn trùng trải rộng, tiếp tục xếp hàng tắm rửa. Lợi hại, đến lúc đó, ngươi có thể cầm xuống toàn bộ Thanh Hồn Điện, tắm rửa quan sát quyền. Cái gì tiểu cô nương đại mỹ nữ, đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Huỳnh Hỏa cực kỳ hâm mộ nói. Ngươi đánh giám, ta lại không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng. Thông qua tâm linh cảm ứng, ngươi có thể trải nghiệm loại kia cảm giác của nhịp tim. Cút, lập tức liền muốn tới Thanh Hồn Điện. Ta muốn tại Thanh Hồn Điện cầm tới tu hành tư nguyên. Nhất là ngân trần kim loại thiên địa thần khoáng, còn có thần đan, thiên hồn, thì muốn hiểu nơi này. Thanh Hồn Điện tuy nhiên không bằng Hiên Viên Long Tông, nhưng tối thiểu cũng là bài danh 38 nhị lưu thế lực, với ta mà nói, cơ bản tính toán rất hùng hậu. Chỉ là bây giờ tình huống có biến, hắn có thể hay không hưởng dụng Thanh Hồn Điện tư nguyên, trước mắt là một cái nghi vấn. Làm, tới. Gia hỏa này ngay tại Nghênh Phong Phi Dương, rất nhiều, áo gấm về quê, trang bức tâm tình. Lý Thiên Mệnh đem hắn hô đi qua, hắn vẫn là một bộ dáng cười mị mị. Không thể đi Hiên Viên Long Tông, Phu Tử Thiên là lớn nhất không có cái gọi là một cái. Dù sao tại Thanh Hồn Điện, hắn nhưng là người người kính ngưỡng thủ tịch đại sư huynh. Soái ca, có gì phân phó?
phu tử thiên vung, nữ vương phiến, để những cái kia quần áo hở hang, nữ khí hồn, hiện ra ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, cả lơ phất phơ hỏi. Thanh hồn điện tại Thanh Vân Đại Lục, có mấy đầu kim loại khoáng mạch? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, mở rộng cương vực, trọng yếu nhất cũng là thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh những tư nguyên này. Nhất là thiên địa thần khoáng. Đây là trật tự thần binh cùng một số thủ hộ kết giới tài liệu chính. Thuần túy kim loại loại hình, có chừng 18 điều hai bên, có lớn có nhỏ. Phu tử thiên nghiêm túc trả lời. Tiểu ngũ thông qua nuốt ăn kim loại thần khoáng, có thể tăng lên cá thể số lượng. Đối với nó tới nói nhất là quan trọng. Muốn để nó biến thành trong mộng cảnh ngàn tỷ tinh hà, ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, còn phải không ngừng ăn. Nó muốn chỉ là kim loại, cho nên trực tiếp nuốt ăn trật tự thần binh, chẳng những số lượng tiểu, hơn nữa còn rất lãng phí. Dù sao, trật tự thần binh là luyện khí linh sư rèn tạo nên. Trực tiếp nuốt ăn thiên địa thần khoáng, số lượng nhiều bao ăn no. Nếu như đi Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh chỉ cần cùng Long Uyển Oánh mở miệng, nàng quyền lực lớn. Hiện tại lại có điểm treo. Ngươi cảm thấy thanh hồn điện, làm cho ta tùy tiện vào mỏ quặng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì ca, có ta, nhất định cả phía trên. Phu tử thiên vỗ ngực một cái, miệng đầy đáp ứng. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phía trước Giang Thanh Lưu. Hắn vẫn luôn đang tiếp thụ Thanh Vân Đại Lục phương hướng truyền tin thạch. Nói cách khác, cổ kiếm Thanh Sương bọn người, đang cùng hắn đơn độc giao lưu. Theo Giang Thanh Lưu sắc mặt nhìn, đối với Long Uyển Oánh đi theo thanh hồn điện chuyện này, trước mắt còn không công khai. Lập tức sắp đến, Lý Thiên Mệnh thuận tiện cùng Vu Tử Thiên, biết một chút thanh hồn điện kết cấu. Thanh hồn điện trưởng khống Thanh Vân Đại Lục, tiếp gần một nửa diện tích. Phía dưới có vài chục cái phụ thuộc tiểu tông môn. Đều thuộc về Thái Dương Vạn Tông một trong, hắn bên trong tam lưu thế lực có 7 cái. Chúng ta Thanh Hồn Điện, là từ Thanh Hồn Lão Tổ sáng lập. Hắn trước kia là Thiên Thần Kiếm Tông, kẻ bị ruồng bỏ, âu sầu thất bại, thoát ly Thiên Thần Kiếm Tông về sau, tự lập môn hộ, nhất triều quật khởi. Cuối cùng, hắn cầm xuống Thanh Hồn Kiếm Phong, làm căn cơ. Về sau, hắn hậu bối, từng bước một theo tứ lưu thế lực trèo lên đến bây giờ. Đã có 30 vạn năm lịch sử, cũng coi là một cái lão tông môn. Chân chính thanh hồn điện thế lực, chỉ là thanh hồn kiếm phong, cái này ngọn núi chính môn, lại thêm trưởng khống cương vực bên trong vô số thành trì. Nói cách khác, thanh hồn điện tương tự chính là thái cổ thần vực, thanh hồn kiếm phong tương tự thái cực phong hồ. Tại chúng ta thanh hồn điện, nổi danh nhất cũng là lục kiếm quân tử, đây là chúng ta thanh hồn điện mạnh nhất 6 người. Trong đó chúng ta trưởng giáo, cổ kiếm Thanh Sương, cũng là lục kiếm quân tử người đứng đầu. Mà sư tôn ta Giang Thanh Lưu, vốn không có thực lực này, nhưng may mắn đạt được, thanh hồn tháp tán thành, nắm giữ thanh hồn tháp về sau, thực lực của hắn miễn cưỡng được xưng tụng tầng cao nhất, hiện tại đứng hàng, lục kiếm quân tử cuối cùng. Mặc dù là cuối cùng, nhưng cũng là thân phận cao nhất 6 người một trong. Trừ cái đó ra, Phu Tử Thiên còn giản yếu giảng giải một chút thanh hồn điện nhân viên kết cấu. Thanh hồn kiếm phong hàng năm đều tại toàn bộ thanh hồn điện phạm vi bên trong, tuyển nhận 30 tuổi trở xuống, tiểu bối đệ tử, người hợp lệ tối thiểu nhất đều có thể tại thanh hồn kiếm phong, tu luyện tới 100 tuổi. Cho nên 30 tuổi đến 100 tuổi, bình thường xưng là thanh hoa đệ tử, ý là thanh xuân niên hoa. 30 tuổi trở xuống, chính là Lý Thiên Mệnh bọn họ cái giai tầng này, được gọi là tiểu bối đệ tử, cái này không có gì. 100 tuổi trở xuống, đều tính toán thanh xuân niên hoa. Thật không hổ là cao đẳng chủng tộc. Phải biết tại Chu Tước Quốc, 100 tuổi đều đã vào đất. 30 tuổi, tiểu bối, 100 tuổi, thanh hoa, cái này phân cấp, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều là như vậy phân. Vượt qua 100 tuổi, cũng là nhân sinh chỗ ngã ba. Bằng vào chúng ta thanh hồn điện làm ví dụ, 100 tuổi khảo hạch, hết thảy có 3 phương hướng, phân biệt là kiếm tu, kiếm quân, cùng kiếm thành. Phu Tử Thiên nói, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, 100 tuổi trong khảo hạch, ưu tú nhất đám người này, lưu tại thanh hồn kiếm phong tiếp tục tu hành, thoát ly đệ tử thân phận, cải thành kiếm tu. Kém hơn một bậc đám người này, rời đi thanh hồn kiếm phong, thêm vào, thanh hồn kiếm quân, cũng có thể tiếp tục tu hành, làm vũ khí, vì đem lĩnh. Gọi tắt là kiếm quân. Biểu hiện kém, rời đi thanh hồn kiếm phong, đi các đối phương thành trì, vì thanh hồn điện thống ngự con dân, chữa trị một phương, thì làm kiếm thành. Cường giả chi lộ, quân đội con đường,
chữa trị thành trì con đường. Cái này ba con đường tuyến, là bất kỳ một cái nào tông môn căn cơ. Chỉ là cái này trên Thái Dương tông môn, đệ tử bồi dưỡng kỳ hạn dài hơn, đạt tới 100 tuổi. Sau đó nhân sinh, lấy 100 tuổi khảo hạch làm chuẩn. Lý Thiên Mệnh còn xa không đến 100 tuổi, cho nên, hắn không cân nhắc 100 tuổi khảo hạch sự kiện này. Hắn chỉ là một chút tìm hiểu một chút, thanh hồn điện bên trong, người khác nhau thân phận cao thấp. Trước mắt thanh hồn kiếm phong phía trên, chỉ có 100 tuổi trở xuống, đệ tử cùng 100 tuổi trở lên, kiếm tu. Kiếm quân, kiếm thành đều bên ngoài. Kiếm tu, căn cứ thực lực, cống hiến, địa vị, chia làm 5 phẩm cấp, theo nhất phẩm đến ngũ phẩm. Bình thường, nhị phẩm kiếm tu, đều cần, thần dương vương cảnh, thực lực. Ngũ phẩm kiếm tu địa vị tối cao, chúng ta sư tôn cũng là, ngũ phẩm kiếm tu. Toàn bộ thanh hồn điện hết thảy 6 vị, ngũ phẩm kiếm tu, chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, lục kiếm quân tử. Phu tử thiên nói, cái kia chúng ta 2 cái thiên cung đệ tử, thân phận tương đương với mấy phẩm? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên là tối cao phẩm A, cho nên hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể cùng trưởng giáo, còn có sư tôn ta bình khởi bình tọa, không cần sợ đắc tội bọn họ. Phu tử thiên cười nói, ngươi mới vừa nói Thái Dương Vạn Tông, cơ bản đều dựa theo cái này hình thức thống phân chia một cái này phẩm cấp là thân phận tượng trưng, cũng không phải là thực lực so sánh. Như vậy, những tông môn khác, có vượt qua ngũ phẩm thân phận sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên là có A, tỉ như phía sau ngươi vị kia. Phu tử thiên nói, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Phu tử thiên nói là Bạch Long Hoàng. Thất Long Hoàng địa vị, coi như lục phẩm đi, so sư tôn ta, trưởng giáo đều cao hơn một tầng. Tại Hiên Viên Long Tông, vượt qua 100 tuổi tu luyện giả địa vị phân cấp, hết thảy có lục phẩm, thất long hoàng đều tại tối cao phẩm. Hiên Viên Long trong tông, nắm giữ ngũ phẩm thân phận tu luyện giả, tối thiểu gần 100 cái. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Tuy nhiên, thân phận phẩm cấp, không nhất định đại biểu thực lực. Tỷ như, Long Uyển Oánh không nhất định tại trên thực lực, nghiền ép Giang Thanh Lưu cùng cổ kiếm Thanh Xương. Nhưng, theo các loại phẩm cấp nhân số, đại khái có thể so sánh tông môn tổng thể thế lực. Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện, cả 2 khác nhau, theo Vô Tử Thiên trong giọng nói vừa xem hiểu ngay. Hiên Viên Long Tông có 7 cái, lục phẩm địa vị, gần 100 cái, ngũ phẩm địa vị, mà Thanh Hồn Điện chỉ có 6 cái, ngũ phẩm địa vị. Cơ hồ là 10 mấy lần chênh lệch. Mà lại, Hiên Viên Long Tông còn có mấy cái, chính thức có thể nghiền ép cổ kiếm Thanh Xương Long Hoàng. Long Uyển Oánh là đến tiếp sau bổ đi lên, so sánh thực lực Thánh Long Hoàng mấy cái kia, khẳng định phải kém một chút. Đây chính là thiên bảng thứ 2, cùng thiên bảng 38 khác nhau. Bất kỳ bên nào thực lực, 100 tuổi trở lên tu luyện giả, đều xa nhiều hơn 100 tuổi trở xuống tiểu bối, thanh hoa đệ tử. Kiếm quân, kiếm thành, đều phân bộ tại toàn bộ thanh hồn điện cương vực, chỉ có kiếm tu, lưu tại thanh hồn kiếm phong tu hành. Kiếm tu đều là tinh anh, cho nên tại thanh hồn kiếm phong, đệ tử cùng kiếm tu, số lượng không sai biệt lắm. Đã sớm biết, cái này trên Thái Dương đẳng cấp xâm nghiêm. Liền thân phận địa vị, đều có như thế tỉ mỉ phân chia, có thể thấy được lốm đốm. Cấp trên đối hạ vị giả, cầm giữ có rất lớn thống ngự quyền lực. Lúc này mới làm đến tất cả mọi người, đều muốn trèo lên trên, đứng tại đỉnh phong. Thanh hồn điện, chiếm cứ nửa tòa thanh vân đại lục, chỉ là cương vực đều có nửa cái viêm hoàng đại lục lớn như vậy, chúng sinh mạnh hơn, đại bộ phận đều là nắm giữ thiên tinh luân chi thể thượng thần. Nếu như có thể để những người này, đều tin ngửa cùng ta. Trở thành ta chúng sinh, vậy ta có thể mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh nhìn không được mơ màng. Muốn quá xa, ta không tính thiên cung đệ tử thân phận, chỉ có thể coi là một tên tiểu bối đệ tử, liền thanh hoa đệ tử đều không phải là, muốn lấy thay cổ kiếm Thanh Xương loại này, ngũ phẩm kiếm tu, đường phải đi còn rất dài. Việc cấp bách, vẫn là làm ra làm chơi ra chơi. An tâm là cần thiết. Nhưng, tham vọng cũng nhất định phải có. Lý Thiên Mệnh cũng muốn phong khinh vân đạm. Nhưng hắn biết, cái kia không phải là của mình số mệnh. Bên cạnh hắn, vây quanh quá nhiều người. Có yêu người, có cộng sinh thú, có đệ đệ muội muội, còn có đảo vong phụ mẫu. Đế hoàng, chúng sinh hệ thống, là hắn nhanh chóng cường thịnh con đường, làm một nhóm người này trụ cột. Hắn rõ ràng chính mình muốn trèo lên trên, leo đến chỗ cao nhất, của hắn đệ đệ muội muội nhóm, người yêu của hắn, hắn cộng sinh thú, mới có thể tự do, không bị áp bách, có thể chi phối vận mệnh của mình. Trước mắt cái này cả một cái thanh vân đại lục, nó mặc dù là trên Thái Dương,
so sánh hạ tầng đại lục, có thể nó bao la hùng vĩ, cổ lão, cũng để Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Ta, muốn trưởng khống nơi này. Trèo lên đỉnh là vua, thống ngự tứ phương. Trong huyết mạch nhiệt huyết, đang sôi trào, lăn lộn. Đó là cái gì? Lại tới gần một số, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, tại cái này Thanh Vân Đại Lục vị trí trung tâm, có một gốc chân chính kình thiên đại thụ. Quá lớn, cao đến mấy chục vạn mét, đều nhanh đội lên mây hồng lên. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, tại trước mặt nó, quả thực đều là cây nhỏ manh mối. Mà gốc cây này cây rậm rạp tán cây, chặn Thanh Vân Đại Lục 1/3 đất đai, để bộ phận này đất đai, nắm giữ trên Thái Dương hiếm thấy bóng mờ. Hô hô hô, vô số mây hồng bao phủ, mưa lửa rơi xuống, lại làm cho dày đến 10 vạn mét tán cây ngăn trở. Cái kia đại thụ giống như là cây rong, có vô số sợi rễ, theo trên nhánh cây vào mặt đất, quả thực một cây thành rừng. Đại thụ dưới, vô số phi điểu, thú chạy, loài bò sát. Quả thực cũng là một cái sử thi giống như sinh mệnh thiên đường. Thanh Vân Thần Mộc A. Phu Tử Thiên đã thường thấy Lý Thiên Mệnh, cái này một bộ không kiến thức dáng vẻ. Cái này cũng quá lớn A, tối thiểu phải là cấp 7 thảo mộc thần linh. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đây không phải thảo mộc thần linh, nó là mặt trời một bộ phận, sợi rễ của nó xuyên thấu tụ biến kết giới, đâm vào hằng tinh nguyên. Nếu như nói thực vật cũng là sinh mệnh, cái này Thanh Vân Thần Mộc, cũng là trên Thái Dương cổ xưa nhất sinh mệnh, tối thiểu có mấy trăm vạn năm lịch sử. Nó xác thực không tính thảo mộc thần linh, bởi vì nó là thảo mộc thần linh chi mẫu, trên người của nó, kết xuất hoa quả, đều là thảo mộc thần linh. Phu Tử Thiên nhìn qua cái kia Thanh Vân Thần Mộc, trong mắt tràn đầy cẩn trọng tình cảm. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta chính là tại Thanh Vân Thần Mộc phía dưới lớn lên hài tử. Chúng ta gọi nó, vạn vật mẫu thụ, mọi người nói nó là sinh mệnh kỳ tích. Một vạn năm mới, kết quả, một lần, tạo phúc Thanh Vân Đại Lục chúng sinh, lại có người nói nó là Thanh Vân Đại Lục, hấp huyết quỷ, là nó nuốt chửng Thanh Vân Đại Lục hằng tinh nguyên, dẫn đến chúng ta nơi này trở thành nửa đất nghèo, chủ trương chặt cây. Dù sao một lời khó nói hết, bất quá, chúng ta Thanh Hồn Điện tổ huấn, cũng là để cho chúng ta thủ hộ Thanh Vân Thần Mộc. Lấy mệnh thủ hộ, đúng là thần tích, quá lớn. Lý Thiên Mệnh có rất ít loại rung động này tâm tình. Nói đến, một vạn năm đến, Thanh Vân Thần Mộc lại đến kết quả thời gian, đến lúc đó, sẽ kéo dài có một năm trở lên, không ngừng có các loại thảo mộc thần linh, ở tại trên thân sinh ra, phẩm giai theo cấp 1 đến cấp 7 đều có, thậm chí đã từng sinh ra bát giai thảo mộc thần linh, cái kia là có thể luyện chế bát giai thần đan kỳ tích. Một vạn năm trước, ta nghe nói Thanh Vân Thần Mộc tại ngắn ngủi trong một năm, sản xuất thảo mộc thần linh đạt đến 5 tỷ. Không biết lần này, lại có bao nhiêu? Phu Tử Thiên cảm khái nói. 5 tỷ, Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Cái này cần là bao lớn số lượng, có thể luyện chế bao nhiêu thần đan A? Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đây chẳng phải là phát. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không không, theo trải qua sử ghi chép phía trên nhìn, chúng ta có thể cầm tới 10% cũng không tệ rồi, mà lại phẩm chất tốt, trên cơ bản đều sẽ bị nhất lưu thế lực lấy đi. Phu Tử Thiên nói, cụ thể nói thế nào? Là như vậy, kỳ thật chỉ nhìn hằng tinh nguyên, chúng ta Thanh Vân Đại Lục tại tất cả trong đại lục, thuộc về đếm ngược. Cái này cũng ấn chứng, Thanh Vân Thần Mộc, hút lấy đi đại lượng hằng tinh nguyên thuyết pháp. Cho nên Thiên Cung trong lịch sử, lấy Thanh Vân Thần Mộc thuộc về, cho Thanh Vân Đại Lục tông môn bổ khuyết, cái kia chính là cấm đoán những tông môn khác phái ra đại lượng nhân mã, đến Thanh Vân Đại Lục dùng binh khí đánh nhau. Có điều, quy định là chết. Người là sống, một số phổ thông thảo mộc thần linh, xác thực do ta nhóm ngắt lấy, có thể mỗi đến lúc này thời điểm, đều sẽ có một ít tông môn, đến, trợ giúp, chúng ta ngắt lấy, người thảo A. Giúp đỡ, đầu to liền bị cầm đi. Mặt khác, muốn là xuất hiện cấp 7 trở lên, chẳng mấy chốc sẽ bị không biết nơi nào xuất hiện người thần bí cướp đi, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện căn bản không đùa. Nhưng là đâu, chúng ta lại không thể, không để cho người khác đến giúp đỡ. Bởi vì Vân Thượng Tiên Cung khẳng định sẽ khiến người ta giúp đỡ, nếu như đối diện có trợ thủ, chúng ta không có trợ thủ, cái kia đừng nói thịt, canh cũng đừng nghĩ cầm, người ta cũng sẽ chỉ lưu lại lá cây cho ngươi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chính vì vậy, Thanh Vân Đại Lục ở bên trên mới có người, chủ trương chém đứt cái này Thanh Vân Thần Mộc. Hằng tinh nguyên để nó hút đi, dẫn đến vạn năm bên trong, rất nhiều người tu hành theo không kịp. Thiên Cung đem quả thực bổ khuyết bọn họ. Kết quả đầu to toàn bộ bị lấy đi, đầu nhỏ còn có người đến, giúp đỡ, ngắt lấy,
tránh thức có thể tới Thanh Hồn Điện trên tay, cũng không tính nhiều. Hoàn toàn không có cách nào đền bù vạn năm hằng tinh nguyên kém thế yếu. Mọi người đối Thanh Vân Thần Mộc, xác thực vừa yêu vừa hận. Nói thật, Thanh Vân Thần Mộc trong lịch sử, còn từng sinh ra rất nhiều, bát giai thảo mộc thần linh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết cửu giai, cũng đã có. Nhưng gần nhất mấy trăm ngàn năm, sản lượng dần dần giảm bớt, hoàn toàn không đủ phân. Phu Tử Thiên nói, a nha, Lý Thiên Mệnh vong thần nhìn lấy cái này thần mộc, còn tại cảm khái thiên địa kỳ tích. Phu Tử Thiên có thôn giới thần đỉnh, đại lượng thảo mộc thần linh, mặc kệ cấp bậc, đều có thể luyện chế ra đại lượng thần đan. Thần đan số lượng nhiều, đối Dạ Lăng Phong, đối cả cái tông môn, đều có ích lợi rất lớn. Thanh Vân Thần Mộc cùng thôn giới thần đỉnh, có thể nói là tuyệt phối. Trong lúc nói chuyện, Giang Thanh Lưu cùng Long Uyển Oánh cũng đi tới phụ cận. Giang Thanh Lưu thở dài, nói, vốn là Hiên Viên Long Tông, lần này sẽ cho chúng ta trợ trận, nhưng Vạn Long Thần Sơn náo động, rõ ràng không đến được xong rồi. Mà Vân Thượng Tiên Cung bên kia, có chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, đều là hung ác chủ, lần này thần mộc kết quả, chúng ta Thanh Hồn Điện, đoán chừng liền canh cũng không có. Chớ nói nhảm, ta có trợ thủ. Long Uyển Oánh trong lúc nói chuyện, đem một cái truyền tin thạch bay ra ngoài. Ai vậy? Bạn thân đoàn, Long Uyển Oánh nói. A, à, Giang Thanh Lưu nghe xong, lại run một cái. Xoẹt. Một thanh dài đến 10.000 mét nham thạch cự kiếm, tại mây hồng ở giữa xuyên thẳng qua. Chanh chanh. Kiếm khí mở đường, tầng mây trực tiếp bị phá ra mấy vạn mét khe rãnh. Rầm rầm rầm. Hỏa vân lăn lộn. Bên trên cự kiếm, đứng đấy hơn ngàn người mặc kiếm bào cường giả. Bọn họ nghênh phong mà đứng, quần áo phần phật, kiếm khí mãnh liệt. Ngay một khắc này, một đạo lập lòe hỏa quang truyền tin thạch, đuổi kịp bọn họ, rơi vào cầm đầu một cái da thịt như nham thạch một dạng người trong tay. Đây là một nữ nhân. Nàng ngũ quan, tư thái, hết toàn đều không có vấn đề, đáng tiếc da thịt như nham thạch, cho nên có chút không cách nào nhìn thẳng. Liền một đôi mắt, đều giống như cưỡng ép khảm nạm đi lên giống như. Toàn thân trên dưới, hoàn toàn không có một tia huyết nhục khí tức. Nàng duỗi ra nham thạch một dạng ngón tay, mở ra truyền tin thạch, nhìn thoáng qua, trong mắt lãnh quang lóe lên, cái kia cứng ngắc khóe miệng, lại cười lên. Sau đó, nàng giơ tay lên. Chư vị, Bắc Đầu Kiếm Tôn có lệnh, để cho chúng ta tiến về Thanh Vân Đại Lục, trợ giúp Thanh Hồn Điện, ngắt lấy, trái cây. Mọi người ồn ào lên. Cổ kiếm thanh xương cháu trai kia, mời chúng ta sao? Mọi người cười hỏi. Đương nhiên không có, nữ tử cười nói. Các huynh đệ, thay đổi tuyến đường. Thanh Hồn Điện lần này ra nhiều như vậy danh tiếng, cái kia chảy chút máu rồi. Đúng vậy a, rõ ràng là chúng ta, Thiên Thần Kiếm Tông, tiểu đệ, làm sao loạn đưa tiền bảo hộ, đầu nhập vào Hiên Viên Long Tông đâu. Thật nghịch ngợm. Thanh Hồn Kiếm Phong, Sơn Môn, Nghênh Thiên Điện. Một gốc cao đến mấy ngàn thước cây tùng, sinh trưởng ở, Nghênh Thiên Điện, bên cạnh vách núi treo leo phía trên. Cái kia từng mảnh lá tùng, tựa như là trường kiếm màu xanh, bày khắp bầu trời. Đây là một cái thuộc về kiếm thế giới. Lúc này, Nghênh Thiên Điện trước, hết thảy có mấy ngàn vị kiếm tu, đứng thẳng. Bọn họ đám người này, tối thiểu đều là trăm tuổi trở lên. Bất quá theo bề ngoài, khí chất phía trên nhìn, cơ bản lấy bên trong thanh niên làm chủ. Hy Hoàng 500 tuổi vẫn như vưu vật, cùng bọn hắn tính toán một loại người. Nói một cách khác, lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại sinh mệnh tầng thứ, tối thiểu 500 tuổi trước, cũng sẽ không lão. Đây chính là theo, sơ đẳng chủng tộc, đến, cao đẳng chủng tộc, nhảy vọt. Bọn này Thanh Hồn Điện kiếm tu, có thể tại trăm tuổi sau lưu tại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành, không hề nghi ngờ, bọn họ là cao đẳng chủng tộc, bên trong kiệt xuất, Thanh Vân Đại Lục tinh anh đám người. Nhị phẩm kiếm tu, liền có thần dương vương cảnh, thực lực. Cái này thuộc về Lý Thiên Mệnh cần ngưỡng vọng cảnh giới. Nhưng vẫn là câu nói kia, dứt bỏ số tuổi nói thực lực, cái kia rất không thực tế. Dù sao, Lý Thiên Mệnh mới 20 mấy tuổi, mà đám người này động một tí tu hành mấy trăm năm. Trong mắt bọn hắn, tiểu bối đệ tử, số tuổi, cùng trẻ sơ sinh mấy cái không khác biệt. Lại trách thai trẻ sơ sinh, cũng không cách nào cùng trưởng thành tráng hán giao đấu. Đây là thường thức. Này một đám, Thanh Hồn Kiếm tu, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, thẳng tắp đứng thẳng, nguyên một đám như lợi kiếm phong mang. Sắc bén kia hai mắt, nhìn về phía Thanh Hồn Kiếm Phong phương Nam.
trật tự chi địa là một cái không thiếu, không gian, thế giới, cho nên đại đa số cộng sinh thú, đều không có thời gian dài lưu tại cộng sinh không gian thói quen, cho nên có thể nhìn đến, tại cái này như kình thiên cự kiếm một dạng thanh hồn kiếm phong phía trên, những cái kia sơn phong, khe rãnh, thác nước, rừng cây ở giữa, khắp nơi đều là cộng sinh thú. Đây là bao la hùng vĩ sơn hà. Muốn đến, Lam Hoàng sẽ rất ưa thích nơi này. Tiếng rít, tiếng thú gào, phi điểu vỗ cánh thanh âm, bao phủ thiên địa, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ thế giới, sinh cơ bừng bừng. Thế mà, nghênh tiên điện trước, này một đám kiếm tu bên trong cầm đầu mấy người, sắc mặt lại có chút lo nghĩ. Ở giữa người, tự nhiên là cái này thanh hồn kiếm phong đệ nhất nhân, trưởng giáo chí tôn, cổ kiếm thanh xương, thanh hồn lão tổ, cổ kiếm thị, truyền nhân. Hắn người mặc xanh, bạch kiếm bào, có lưu một đám tròm râu, dáng người thon dài, mục đích như đầy sao. Xem ra tiên phong đạo cốt, cực có khí phái. Cổ kiếm thanh xương tại, thanh hồn điện lục kiếm quân tử, bên trong, xếp hàng thứ nhất, người xưng cổ nhất kiếm. Tại hắn bên trái, có một cái lão giả lông mày trắng, hơi lưng còng, nhưng khuôn mặt đao tước kiếm khắc, cũng không tính lão. Hắn trong đó một con mắt, đại khái là nhận qua vô cùng nặng thương tổn, cho nên hốc mắt lõm vào, cũng không có mắt bóng. Một cái khác hoàn hảo ánh mắt, thì hiện lên màu tím sậm, xem ra sáng ngời có thần. Lão giả này chính là Thanh Hồn Điện, nhân vật số 2, thuộc về cổ kiếm Thanh Xương trưởng bối, kỳ danh là Diệp Đông Lưu, tại lục kiếm quân tử bên trong xếp hạng thứ 2. Người xưng, Đông Lai Kiếm. Tại cổ kiếm Thanh Xương phía bên phải, lại có một vị bà lão. Bà lão yêu thích hoa tươi, cho nên châm cài, ống tay áo phía trên, đều có hoa văn. Nàng người mặc tối tăm trường bào màu vàng, xem ra muốn so Diệp Đông Lưu cũng còn muốn già yếu một số. Nhưng so sánh cái trước vênh váo hung hăng, nàng lộ ra nội liếm, ôn nhuận, như mộ quang bên trong hoa. Nàng chính là bây giờ Thanh Hồn Điện, nhân vật số 3, mọi người xưng hô nàng là, mộ hoa bà, là Thanh Hồn Điện tư lịch lớn nhất lão nhân, số tuổi lớn nhất. Nghe nói nàng đã từng tu vi, so cổ kiếm thanh xương đều còn mạnh hơn, lúc tuổi còn trẻ, vì Thanh Hồn Điện lập qua đại công. Bây giờ, theo năm tháng trôi qua, cảnh giới thực lực bắt đầu trôi qua, xác thực không lớn bằng lúc trước. Đương nhiên, cũng so đại đa số người hiếu thắng. Nàng hiện tại lục kiếm quân tử bên trong, bài danh thứ 3 vị, người xưng Thanh Thảo Kiếm. Cổ kiếm thanh xương, Diệp Đông Lưu, mộ hoa bà. Cơ bản đại biểu cho Thanh Hồn Điện ba vị có quyền thế nhất, lớn nhất làm cho người kính trọng người. Địa vị, huyết mạch, công tích đều có. Nhất là, mộ hoa bà, càng già càng dẻo dai, chính là rất nhiều thanh hồn kiếm tu tín ngưỡng. Ba vị này tăng thêm Giang Thanh Lưu, đã chiếm cứ, lục kiếm quân tử, 4 vị. Còn có 2 vị, theo thứ tự là, Diệp Bất Chi Thu, cùng cổ kiếm đạo nhất. Bọn họ đều là trẻ tuổi một chút sườn cột, so Giang Thanh Lưu còn trẻ. Trong đó, Diệp Bất Chi Thu, là, Diệp Đông Lưu, nhi tử. Mà cổ kiếm đạo nhất, thì là trưởng giáo cổ kiếm Thanh Xương đệ đệ. Tại Thanh Hồn Điện, lục kiếm quân tử Vi Tôn, bọn họ phân biệt trưởng khống, 6 đại kiếm mạch, mỗi người hấp thu, bồi dưỡng đệ tử. Giang Thanh Lưu hiện tại trưởng khống chính là, kiếm thứ 6 mạch, quy mô rất nhỏ, vẫn chưa tới, thứ 5 kiếm mạch, 1/3. Phu Tử Thiên cũng là, kiếm thứ 6 mạch, đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của hắn tại Thanh Hồn Điện, cũng không tính cường thế. Cho dù có Thanh Hồn Tháp tọa chấn, cái này Thanh Hồn Điện bên trong, so Giang Thanh Lưu càng người có quyền phát biểu, tối thiểu có mấy cái. Nếu như không có Thanh Hồn Tháp, hắn càng biết là thật sự biên giới người. Thanh Hồn Điện trước mắt có 2 đại thị tộc. Thứ nhất là cổ kiếm Thanh Xương, cổ kiếm thị, đây là Thanh Hồn Lão Tổ con nối dõi. Còn có cũng là Đông Diệp tộc. Đệ nhị kiếm mạch cùng đệ tứ kiếm mạch, Diệp Đông Lưu, cùng Diệp Bất Chi Thu, cha con, liền tới tự, Đông Diệp tộc. Đông Diệp tộc chính là phi thường nổi danh thực vật hệ ngự thú sư thị tộc, bây giờ cũng là Thanh Hồn Điện trọng yếu căn cơ. Thái Dương Vạn Tông bên trong, nhị lưu trở lên thế lực, trên cơ bản đều có xa xưa mà phức tạp lịch sử ngọn nguồn. Thanh Hồn Điện cái này kết cấu, đã tính toán đơn giản. Nói ngắn gọn. Nơi này từ 6 cái, ngũ phẩm kiếm tu, cấp bậc, lục kiếm quân tử, vi tôn. Trong đó, sau lưng có thị tộc trèo chống cổ kiếm thị cùng Đông Diệp tộc, càng là bá chủ. Cái này lục kiếm quân tử, tại toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, không tính lớn nhân vật, nhưng tại Thanh Vân Đại Lục, bọn họ tính toán lật tay thành mây, trở tay thành mưa nhân vật.
dứt bỏ thiên cung đệ tử thân phận, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn lên đám người này. Người đã tiến Thanh Vân Đại Lục. Cổ kiếm Thanh Sương bắt được một cái truyền tin thạch, nhếch miệng, nói một tiếng. Sau đó, hắn đem cái kia truyền tin thạch bóp nát. Giang Thanh Lưu, mày trắng Diệp Đông Lưu, ánh mắt thâm trầm, rìa mép hơi hơi rung động, có vẻ hơi bất mãn. Bạch Long Hoàng, còn đi theo đám bọn hắn. Mộ Hoa bà có chút lo lắng nói. Đúng, nói trắng ra là, nàng muốn tới, Giang Thanh Lưu không ngăn cản được. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Giang Thanh Lưu ra hỏa này, càng ngày càng phế vật, thật sự là trà đạp thanh hồn tháp. Trong tính cách như thế yếu thế, nhưng nữ nhân đè ép một đầu. Diệp Đông Lưu thổi một cái rìa mép, tương đương khó chịu. Nữ nhân, dứt bỏ Hiên Viên Long Tông lần này náo động, Long Uyển Oánh nữ tử này, cũng coi là một cái truyền kỳ tốt ha. Mộ Hoa bà trợn nhìn Diệp Đông Lưu liếc một chút. Có làm được cái gì? Hiện tại Hiên Viên rơi đài, mặc kệ bọn hắn kết cục như thế nào, cùng bọn hắn dính líu quan hệ đều không chỗ tốt, hoặc là đắc tội trật tự thiên tộc, hoặc là đắc tội thiên cung cùng những tông môn khác. Diệp Đông Lưu thản nhiên nói. Rơi đài không tính là đi, không có chết bao nhiêu người, chỉ là trước mắt để trật tự thiên tộc cùng Ẩn Long Điện khống chế được. Đế Tôn cũng là mượn trở về lấy cớ, để Hiên Viên Long Tông quy thuận hắn, lâu dài đi xuống, nhiều đời người tẩy não, chờ hiện tại nhóm người này chết sạch, Hiên Viên Long Tông thì biến thành một cái đại hình Ẩn Long Điện. Mộ Hoa bà nói, loại chuyện này, nàng số tuổi lớn, gặp nhiều. Muốn triệt để chiếm lĩnh một chỗ, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, đem cái này khu vực bên trong bách tính giết sạch. Thứ hai, khống chế, tẩy não, tiếp tục mấy đời người thì xong việc. Cam đoan mới ra đời hài tử, toàn bộ khăng khăng một mực quy hàng, trực tiếp quên tổ tiên là ai. Xã hội tự có đạo đức tiêu xích, đột sát mấy tỷ người loại chuyện này, coi như Thái Dương Đế Tôn cũng không thể làm. Cho nên, bất luận cái gì những người xâm lược, đều là chọn lựa đầu tiên loại thứ hai biện pháp. Ở phía sau thay bồi dưỡng phía trên tẩy não, quán thâu mới thị tộc ý chí, bồi dưỡng được nguyên một đám quên nguồn quên gốc kẻ phản bội. Đến mức trước kia một nhóm kia lão nhân, căn bản không cần phải để ý đến bọn họ, khống chế lại là có thể. Bởi vì, người đều sẽ chết. Nhìn tận mắt con cái đời sau, bị đối phương thị tộc ý chí chinh phục, đối với mình tổ tông châm chọc khiêu khích. Kiểu chết này thống khổ nhất. Diệp Đông Lưu có chút vội vàng sao động, hắn lo lắng nói. Hiên Viên Long Tông tình huống vô cùng nguy hiểm, nó hoặc là phản kháng, bị trật tự thiên tộc nhằm vào, hoặc là triệt để dung nhập trật tự thiên tộc, bị vạn tông nhằm vào. Cùng bọn hắn giao hảo, hoàn toàn không có chỗ tốt. Chúng ta nếu để cho cái này Bạch Long Hoàng tiến đến, tuyệt đối chọc đại phiền toái. Hắn nói xong, trừng to mắt nhìn lấy cổ kiếm Thanh Sương, có chút vội vàng nói, trưởng giáo, chuyện này, vạn vạn phải nghĩ lại a. Đông Lưu, ta cảm thấy người ý nghĩ quá cực đoan, Hiên Viên Long Tông đám người này, cũng không phải phế vật, hiện tại chỉ là bởi vì có con tin nơi tay, Long Tuyền bị đoạt đi, bị đối phương cản tay thôi. Bọn họ chưa chắc sẽ thua, mà lại vạn tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như lúc này thời điểm, liền cơ bản đãi khách chi đạo đều không có, chúng ta Thanh Hồn Điện liền thành gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân. Lại nói, Bạch Long Hoàng là thân phận gì? Chúng ta đóng cửa không thấy, càng biết để bọn hắn Hiên Viên Long Tông trở thành trò cười. Thật không thể tuyệt tình như thế. Lần này vô thiên chi chiến, Hiên Viên Long Tông từ vừa mới bắt đầu, thì cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Mộ Hoa bà chậm rãi mà nói, một chút cũng không có gấp gáp gấp rút. Đứng chung một chỗ, đơn giản cũng là trông mà thèm chúng ta đệ tử thôi. Diệp Đông Lưu cười lạnh. Cái này gọi lẫn nhau lấy cần thiết, chúng ta cũng lưu không được loại này đệ tử. Mộ Hoa bà nói xong, nhìn về phía cổ kiếm Thanh Sương, nói, trưởng giáo, ý của ngươi thế nào? Hai người bọn họ tuy nhiên đều là lão tư cách, nhưng cuối cùng vẫn từ cổ kiếm Thanh Sương hạ quyết định. Đương nhiên, làm quyết định, thì phải chịu trách nhiệm. Cổ kiếm Thanh Sương nhếch miệng, nói. Trước mắt thiên cung còn không có tin tức, nhưng là vạn tông đã lẫn nhau thông tin, tại quyết nghị muốn hay không trợ giúp Hiên Viên Long Tông một thanh. Bà nói cũng có nhất định đạo lý, Hiên Viên Long Tông chính là Thái Dương vạn tông lịch sử người đứng đầu, chúng ta không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Việc này cũng không phải là, không phải hắc tức trắng, xác thực trước không dùng cực đoan. Lời nói này lối ra, Diệp Đông Lưu lập tức không vui. Ta cực đoan, được, hậu quả các ngươi phụ trách. Diệp Đông Lưu nói đến đây, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến,
Giang Thanh Lưu, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, đã hiện thân. Hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, cũng không chào hỏi một tiếng. Rõ ràng là không muốn nghênh đón. Lão nhân này, tính khí vẫn là bết bát như vậy. Mộ Hoa bà nhíu mày. Diệp Thúc cũng là vì tông môn suy nghĩ, dù sao, hiện tại là thời buổi rối loạn, vô thiên chi trong chiến đấu, đệ tử biểu hiện vượt xa bình thường coi như xong, hiện tại Thanh Vân Thần Mộc thành thục, Vân Thượng Tiên Cung bên kia lại có chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, chúng ta thanh hồn, phong vân phiêu diêu a. Thế nhưng là, không đi ra đoạt, tương lai vạn năm tài nguyên tu luyện cung ứng, lại theo không kịp, khó. Nguyên bản có Hiên Viên Long Tông trợ giúp, không cần sợ chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải liên thủ. Mà bây giờ, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Được thôi, xem trước một chút hai cái này thần kỳ thiên cung đệ tử. Siêu siêu siêu. Tiến vào Thanh Vân Đại Lục về sau, Lý Thiên Mệnh thấy được hai đại bao la hùng vĩ kỳ quan. Đệ nhất, cũng là Thanh Vân Thần Mộc. Chân chính giả thiên tế nhật. Thứ hai, thì là Thanh Hồn Kiếm Phong. Một tòa kiếm hình sơn phong, xông thẳng lên trời, chen vào tầng mây. Từng tầng mây hồng. Bọc tại Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên, tạo thành lớn mạnh thế kỳ quan. Dùng huynh hỏa mà nói, cái kia chính là. Cái này không phải liền là mặt trời tiểu chít chít sao? Câu nói này nói ra miệng, Giang Thanh Lưu cùng Vu Tử Thiên đều sạm mặt lại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh còn không thể không nói, loại này ví von vẫn rất chuẩn xác. Cái này tầng tầng, bọc tại Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên màng mỏng, cũng là Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng đến gần, nhìn đến càng là rõ ràng. Từng đạo dài ngàn mét kiếm khí, vây quanh Thanh Hồn Kiếm Phong chạy như bay. Ngăn cách rất xa, cái kia gào thét kiếm khí xuyên thẳng qua thanh âm, ngay tại ma sát màng nhĩ. Rất không thoải mái. Nghe Vu Tử Thiên nói, đây là cấp 7 trật tự kết giới, chính là thủ hộ kết giới bên trong tầng cao nhất, là Thanh Vân Đại Lục tối cao cấp 2 cái thủ hộ kết giới một trong. Kết giới này bảo hộ lấy Thanh Hồn Kiếm Phong, chính là tông môn quan trọng. Hiện tại Hiên Viên Long Tông, cũng là thủ hộ kết giới bị Ẩn Long Điện cầm ở trong tay, cục diện mới sẽ bị động như thế. Này bằng với địch nhân khống ở trong nhà môn, tùy tiện ra vào, giết cả nhà ngươi già trẻ. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ là, khoái lạc tiểu cầu, a? Vu Tử Thiên mắt trợn trắng. Cái gì là khoái lạc tiểu cầu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người đây cũng không biết, quá thuần khiết đi, đây là nam nữ mỹ diệu thời khắc, dùng để ngăn cản chế tạo tiểu hài tử bảo bối. Vu Tử Thiên như tên trộm đường. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa ngây ngẩn cả người. Hắn meo. Không hổ là trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc, thực sẽ chơi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lần sau cho ta làm một số. Cộng sinh không gian bên trong, khởi nguyên thế giới thụ phía trên cái kia một đóa thuộc về Khương Phi Linh Hoa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cánh hoa đều đỏ. Tràng diện có chút tĩnh mịch. May mắn, Thanh Hồn Kiếm Phong đang ở trước mắt. Bọn họ sẽ ngăn cản Lý Thiên Mệnh bọn họ đi vào a. Đáp án công bố. Làm Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân xông đi vào thời điểm, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới mở ra. Đám người bọn họ nhẹ nhõm đi vào. Trước mắt cũng là Thanh Hồn Kiếm Phong, Nghinh Thiên Điện. Bên kia có rất nhiều người. Ong ong. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân về nhà. Nó đem Lý Thiên Mệnh bọn họ trực tiếp đánh xuống đi. Quay người liền vọt vào Liên Miên đồi núi bên trong. Nhìn đến bao la như vậy sơn hà, cộng sinh không gian bên trong, tiểu động vật nhóm dục dịch. Đăng đăng đạp, Giang Thanh Lưu, Long Uyển Oánh hai người bọn họ, mang theo Lý Thiên Mệnh bốn cái, tiểu bối đệ tử, toàn bộ rơi vào cái này mấy ngàn vị đỉnh cấp, thanh hồn kiếm tu, trước mặt. Đám người này tối thiểu đều là tam phẩm kiếm tu trở lên, đều là thanh hồn điện rất người có địa vị, Thanh Vân Đại Lục tầng cao nhất. Từng cái đều là thần dương vương cảnh. Bỉ nhân cổ kiếm thanh xương, đại biểu thanh hồn điện, hoan nghênh Bạch Long Hoàng đại giá quang lâm, thanh hồn phòng ốc sơ sài, rồng đến nhà tôm. Cổ kiếm thanh xương mặt mỉm cười, hướng về Bạch Long Hoàng chắp tay. Luận thân phận, Bạch Long Hoàng cao hơn hắn. Nhưng, hắn dù sao cũng là trưởng giáo. Đây là địa bàn của hắn, hắn cũng không thể quá thấp. Còn nữa, Long Uyển Oánh cũng không phải Thánh Long Hoàng. Muốn là Thánh Long Hoàng tới, cổ kiếm thanh xương tối thiểu đến khom lưng cúi đầu. Trưởng giáo khách khí, hẳn là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Bây giờ Hiên Viên Long Tông phát sinh một chút biến hóa, mà chúng ta lại cực kỳ coi trọng cái này bốn người đệ tử,
cho nên Thánh Long Hoàng để cho ta toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn, các loại hiên viên Long Tông ổn định, ta liền dẫn bọn hắn trở về. Trong thời gian này như đối trưởng dậy tạo thành phiền nhiễu, Long Uyển Oánh trước gửi tới lấy áy náy. Long Uyển Oánh ôn nhu nói chuyện. Nàng vốn là mỹ mạo, thân là Bạch Long Hoàng, còn khách khí như thế, vừa vặn, trong nháy mắt hấp dẫn không ít Thanh Hồn Điện kiếm tu ánh mắt. Trước kia trong mắt địch ý, ào 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 trực tiếp biến mất. Quả nhiên, mỹ nhân xuất mã, cũng là dùng tốt. Lý Thiên Mệnh vốn cho là trận này gặp mặt, có thể sẽ đối chọi gay gắt. Không nghĩ tới trò chuyện vui vẻ. Dù sao nói đến, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi. Đã làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không tại trước mặt mọi người, để đối diện khó coi. Hiên viên Long Tông có thể coi trọng cái này bốn người đệ tử, chính là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là chúng ta Thanh Hồn Điện vinh hạnh, vì sao lại có phiền nhiễu đâu. Bạch Long Hoàng cứ yên tâm đi, tại đệ tử phương diện, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Cổ Kiếm Thanh Sương mỉm cười nói. Vậy liền đa tạ Thanh Hồn Điện các vị huynh đệ tỉ muội. Phần tình nghĩa này, chúng ta hiên viên Long Tông nhất định sẽ nhớ kỹ. Ấy, mọi người đừng nhìn ta, nhanh vì cái này bốn cái chắc tuyệt tiểu hài tử bày tiệc mời khách đi. Bọn họ tại Vô Thiên Chi Chiến sáng tạo ra kỳ tích, tối thiểu nhất, làm cho Thanh Hồn Điện thiên bảng bài danh, tăng lên 5 tên trở lên, bọn họ đều là Thanh Hồn Điện anh hùng, làm được rất nhiều tiền bối, đều làm không được sự tình. Hơn nữa còn ra đời hai vị thiên cung đệ tử. Để Thanh Hồn Điện danh thùy ngàn sử. Long Uyển Oánh đem Lý Thiên Mệnh bọn họ cho đẩy đi ra. Nghênh Thiên Điện cái này đều có ngàn cái kiếm tu, thế nhưng là tại phía sau bọn họ trong dãy núi, còn có vô số Thanh Hồn Điện đệ tử tại thăm dò đây. Mặc kệ là tiểu bối đệ tử vẫn là thanh hoa đệ tử, giờ khắc này, khi bọn hắn biểu diễn về sau, ào ào vì bọn họ gieo hò. Rời núi lấp biển, thủ tịch đại sư huynh, phu tử thiên, thôn giới thần đỉnh người thừa kế. Hiển nhiên, danh khí lớn nhất vẫn là Vu Tử Thiên. Dù sao, không ai thấy qua Lý Thiên Mệnh. Theo tràng diện này nhìn, tối thiểu nhất Thanh Hồn Điện các đệ tử, đối biểu hiện của bọn hắn là cuồng nhiệt. Ong ong ong, gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Hoan nghênh bốn vị thiên chi kiêu tử trở về. Cổ Kiếm Thanh Sương trên mặt ý cười, hoàn toàn không có trước đó u buồn. Hắn mỉm cười nghênh đón, sau đó lại đối Giang Thanh Lưu nói. Giang Thanh Lưu. Người một mình bồi dưỡng được bốn cái đế tinh bảng trước 10 đệ tử, hai cái thiên cung đệ tử, người công lao lớn nhất. Chúng ta đều cho các ngươi tự hào. Lời nói đều nói đến rất xinh đẹp. Hết thảy trò chuyện vui vẻ. Trưởng giáo quá khen rồi, đều là tông môn vun trồng bọn họ, ta chỉ là vận khí tốt, đụng phải mấy cái này kỳ tài. Giang Thanh Lưu nói. Hắn là cái điệu thấp thế hệ, độc lai độc vãng, cũng không thích sống chung. Quá nhiều vầng sáng ở trên người. Hắn ngược lại có chút không thích ứng. Tiếp đó, Cổ Kiếm Thanh Sương còn chuyên môn chuẩn bị thịnh yến, muốn chiêu đãi Bạch Long Hoàng, còn muốn vì Lý Thiên Mệnh bọn họ làm tiệc ăn mừng. Bất quá, Long Uyển Oánh đem việc này cho từ chối đi. Nàng rất rõ ràng, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không muốn gióng trống khua chiêng tuyên cáo chính mình lưu lại Bạch Long Hoàng. Hết thảy giản lược, đối mỗi người đều tốt. Đã như vậy, Bạch Long Hoàng những ngày qua, thì ở tại ta thứ 6 kiếm mạch, tiểu trúc cư a. Vừa vặn, có thể tự mình vun trồng, chiếu ứng cái này bốn người đệ tử. Giang Thanh Lưu nói. Vậy liền từ chối thì bất kính. Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ, tự nhiên cũng sẽ tiến về thứ 6 kiếm mạch. Hàn Huyên về sau, hết thảy đi vào điệu thấp. Giang Thanh Lưu liền chuẩn bị mang lấy bọn hắn, tiến về thứ 6 kiếm mạch. Cái gọi là thứ 6 kiếm mạch, nhưng thật ra là Thanh Hồn Kiếm Phong lớn nhất dựa vào hạ một đoạn, hằng tinh nguyên kém cỏi nhất. Thứ 6 kiếm mạch đệ tử cùng kiếm tu, cũng là trong tông môn hạ tầng. Bất quá, dù sao cũng là chân núi, thắng tại địa phương đại. Tử Thiên, thôn giới thần đỉnh, xuất ra đến xem thử. Còn có Long Huyết Thần Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long. Cổ Kiếm Thanh Xương sau lưng, có không ít đỉnh cấp kiếm tu ồn ào. Dù bọn hắn, đều không có tận mắt nhìn qua bực này chí bảo. Được. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Phu Tử Thiên rốt cục lắp một lần bức. Ngay trước nơi xa vô số sư tỷ sư muội trước mặt, hắn bay lên mây xanh, ngay tại Cổ Kiếm Thanh Xương trên đỉnh đầu bọn họ, đem thôn giới thần đỉnh triệu hoán đi ra. Ầm ầm, đại đỉnh già thiên tế nhật, rung động thiên hạ. Mặc kệ là đệ tử vẫn là kiếm tu nhóm, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, tự nhiên phát ra từng tiếng kinh thán. Trong mắt bọn hắn, Phu Tử Thiên hình tượng, biến đến vô cùng vĩ ngạn.
cho dù là cái kia tiểu cây xúc xích miệng, đều lộ ra như thế mê người. So sánh phía dưới, Long huyết thần hoang cùng đoạt mệnh ngân long, liền không có như vậy chiêu diêu. Không hề nghi ngờ, phụ tử thiên tại cái này thanh hồn điện địa vị, một bước lên trời. Trước kia hắn liền xem như cái thủ tịch đại sư huynh, bởi vì đến từ thứ sáu kiếm mạch, cũng không có nhiều người phục hắn. Tăng thêm hắn trốn trốn tránh tránh, thường xuyên không nhìn khiêu chiến, liên đới lấy Giang Thanh Lưu đều bị mắng. Hiện tại, hắn trong lồng ngực phẫn uất quét sạch sành xanh, dương mi thổ khí. Thừa dịp cơ hội này, phụ tử thiên linh cơ nhất động, đối cổ kiếm thanh xương nói, trưởng giáo, có cái này thôn giới thần đỉnh, ta tại phương diện luyện đan tạo nghệ, tất nhiên một bước ngàn dặm, nhưng là khổ vì không có nguyên vật liệu, không có cách nào thi triển, cho nên ta muốn hỏi chính là, tiên thảo vườn, ta về sau có thể đi sao? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cổ kiếm thanh xương. Có thể đi, đương nhiên có thể đi. Cổ kiếm thanh xương gật đầu. Đổi lại trước kia, phụ tử thiên giám đối với hắn đưa ra yêu cầu này, tuyệt đối bị trực tiếp ném ra. Bởi vì tiên thảo vườn, rất nhiều tứ phẩm kiếm tu cũng không thể tùy tiện đến. Đúng rồi, ta thiên mệnh sư đệ, còn cần một số thiên địa thần khoáng, đoạn hồn sơn mỏ quảng khoảng cách thanh hồn kiếm phong gần nhất, hắn có thể đi sao? Phụ tử thiên lại hỏi. Đương nhiên, có thể đi, cổ kiếm thanh xương gật đầu, các ngươi là thiên cung đệ tử, muốn dùng cái gì tư nguyên, đều có thể nói với ta. Đây cũng là thanh hồn điện, giao hảo thiên cung cơ hội. Đổi lại trước kia, thanh hồn điện nơi nào có cơ hội này. Thiên viên Long Tông đều có thể bấp bênh, nhưng là thiên cung núi dựa này, đối thanh hồn điện tới nói, khẳng định là vững vàng. Đa tạ trưởng giáo vạn tuổi. Phụ tử thiên gieo hò. Hắn vào lúc này mở miệng, kỳ thật cổ kiếm thanh xương căn bản không có lý do cự tuyệt. Có thôn giới thần đỉnh gia trì, hắn quang mang vô hạn, lại thêm thiên bảng bài danh tăng lên, công tích cũng là công tích, tuyệt đối không lời nói. Phụ tử thiên gieo hò, rất nhiều đệ tử cũng cùng theo một lúc gieo hò. Tất cả mọi người chịu phục. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng Lý Thiên Mệnh, mở miệng nói ra, trưởng giáo, ta trước mắt nhu cầu cấp bách một dạng tài nguyên tu luyện, có thể sách à? Có thể, đương nhiên có thể. Cổ kiếm thanh xương có chút đau đầu, hắn có chút sợ Lý Thiên Mệnh, công phu sư tử ngoạc. Có thể loại tràng diện này, chính mình trước tiên đem lời nói thả ra, kiên trì đều phải đáp ứng. Sau đó Lý Thiên Mệnh nói thẳng, ta muốn một cái kim loại thuộc tính lục tinh vũ trụ thần nguyên. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cảm giác, cổ kiếm thanh xương chỉ có thể cho ngũ tinh. Nhưng, trước sách lục tinh, cũng là muốn nhìn một chút, gia hỏa này thái độ đối với chính mình đến cùng như thế nào. Thanh hồn điện không phải dễ lăn lộn địa phương. Làm vi thiên cung đệ tử, cũng không thể không dài não tử. Vô duyên vô cớ để ngươi thanh hồn điện tăng lên mấy cái thiên bảng bài danh. Cầm một cái lục tinh vũ trụ thần nguyên, không quá phận a. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Nếu như là tự mình, cổ kiếm thanh xương khả năng kiếm cớ cự tuyệt. Thế nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Cho hắn. Lý Sư Huynh nghiêu bức. Lý Sư Huynh quá xinh đẹp, yêu yêu. Sư Huynh, ta muốn cùng ngươi sinh cháu trai. A à không, hầu tử, hầu tử. Nơi xa có thật nhiều tiểu bối đệ tử tại ồn ào. Cổ kiếm thanh xương hóa đá tại chỗ. Giang Thanh Lưu cộng sinh thú, trước mắt cũng còn không có 7.000 ngôi sao, chứng minh hắn đều không có thất tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh trực tiếp muốn lục tinh, tương đương với bay thẳng cổ kiếm thanh xương tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Kẹt xít sao? Nếu như hắn thật có, khẳng định vì cái kia sao băng vũ trụ thần nguyên, làm đã khá nhiều kế hoạch. Đó là thanh hồn điện trọng yếu tồn kho. Trưởng giáo, phu tử thiên nháy nháy mắt. Mặc kệ bọn hắn đối Bạch Long Hoàng thái độ như thế nào, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, bọn họ đều là muốn đối xử tốt. Dù sao, bọn họ đại biểu là thiên cung, mà lại bọn họ xác thực cần trọng thưởng. Cổ kiếm thanh xương xấu hổ nở nụ cười, vung tay lên, nói, Thiên Mệnh, ngươi vì thanh hồn điện lập xuống công lao hãn mã, đã ngươi có dạng này nhu cầu, làm thanh hồn trưởng giáo, ta quyết định liền đem cái này lục tinh vũ trụ thần nguyên, xem như đối phần thưởng của ngươi. Soạt. Vạn chúng ồn ào. Mọi người hâm mộ nhưng lại thán phục. Lý Thiên Mệnh không phải nằm thắng tiến thiên cung, mà chính là đánh tan vi sinh mặc nhiễm, long lang lung cùng chiến nguyên sách, nghiền ép một đám vạn tông thiên tài. Đây là lục tinh vũ trụ thần nguyên, cốt hải ưn, sung, lấy được. Cổ kiếm thanh xương vạn phần thịt đau, mặt ngoài lại hết sức tiêu sái. Cái này vũ trụ thần nguyên,
dùng một cái đỉnh cấp thiên địa thần khoáng đoán tạo hộp báu cất giữ, bản thân liền là một kiện trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh hai tay tiếp nhận, vội vàng cảm tạ. Lục tinh vũ trụ thần nguyên, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Hắn kỳ thật cũng có thể muốn năm cái ngũ tinh vũ trụ thần nguyên, nhưng bởi vì thuộc tính vấn đề, muốn kiếm đủ rất khó. Tiểu ngũ vừa ra đời, trước cho nó tốt nhất, đi khai quật năng lực của nó. Còn lại cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đến tiếp sau lại cho bọn họ bổ sung. Làm còn vì ta giải quyết thiên địa thần khoáng vấn đề, như vậy tiếp đó, ta thì có một đoạn yên ổn thời gian, có thể toàn lực tăng lên chính mình. Tan họp, mấy người bọn hắn, toàn thể tiến về thứ sáu kiếm mạch. Mà bọn họ truyền thuyết, sẽ còn tại Thanh Vân Đại Lục tiếp tục lưu truyền. Rời đi thời điểm, từng cái ẩn hình ngân sắc con rắn nhỏ, theo Lý Thiên Mệnh dưới chân leo xuống, tiến vào dãy núi ở giữa. Số lượng khoảng chừng 100.000. Nói cách khác, Ngân Trần phân ra 10% thân thể, đi đoạt chiếm toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong tầm mắt. Phải tất yếu làm đến, ai nói chuyện ta đều có thể nghe được. Cái này trên một ngọn núi, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Siêu siêu siêu, ca 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 ca, nguyên một đám tiểu lớn chừng ngón cái ngân sắc kim loại con rán, bắt đầu trèo núi Việt Hải hành trình. Còn phải ăn càng nhiều thiên địa thần khoáng, để Ngân Trần phân ra càng nhiều thân thể. Có lẽ một ngày nào đó, con mắt của ta, trải rộng Thanh Vân Đại Lục. Có điều, ở trước đó, trước hết để cho nó tiến hóa. Từ đó, Long Uyển Oánh, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, ngay tại thứ sáu kiếm mạch Tiểu Trúc ở lại xuống. Thứ sáu kiếm mạch người tuy nhiên không nhiều, đều rất nhiệt tình, Phù Tử Thiên là nơi này nhân vật phong tao, Giang Thanh Lưu là mạch chủ. Bọn họ bị đãi ngộ, tự nhiên không lời nói. Sơn Sơn Thủy Thủy, chính là huỳnh hỏa thiên đường của bọn nó. Lúc này mới vừa đến, bọn họ thì toàn bộ ra ngoài hô phong hoán vũ đi. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, cũng cắm rễ tại Sơn Thủy ở giữa, nghênh phong phấp phới. Vừa mới tại, tiểu trúc cư, an định lại, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị để Ngân Trần thôn phệ vũ trụ thần nguyên. Đúng vào lúc này, Ngân Trần lưu tại nghênh tiên điện thân thể. Thì cho Lý Thiên Mệnh mang đến tình báo. Có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ kiếm, thanh xương, nghênh đón, khác, bất ngờ, nhóm người. Ngân Trần nói. Ngươi chừng nào thì, nói chuyện có thể không cùng táo bón giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Đối đãi tiểu gia hỏa này, còn phải kiên nhẫn a. Thông qua cái này táo bón một dạng đối thoại, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ đến, cái này một nhóm người đến từ Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ kiếm thanh xương tự mình nghênh đón bọn họ. Hiện tại, bọn họ ngay tại mật đàm. Rất tốt, nghe bọn hắn đang nói cái gì. Lý Thiên Mệnh nói. Một bên, tiến hóa. Một bên, nghe trộm. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói chuyện, đều mắc đái. Nhanh ăn đi ngươi. Mở dương ra, một đám kim loại dòng nước lũ, trong nháy mắt vọt vào. Nghênh tiên điện bên trong. Cổ kiếm thanh xương, Diệp Đông Lưu. Mộ Hoa bà ba người ở đây. Đám người còn lại, cũng không vào nhập cái này tĩnh mịch đại điện bên trong. Bên ngoài tiếng người huyên náo, tựa hồ có người tại tranh luận, tụ tập không ít người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nghênh tiên điện bên trong bầu không khí. Mời ngồi. Cổ kiếm thanh xương ba người bọn họ vào chỗ. Tại đối diện bọn họ, một cái toàn thân da thịt như nham thạch một dạng nữ tử, như kiếm sắc bén mang. Coi như ngồi đấy. Toàn thân trên dưới đều phá lệ thẳng tắp. Không nghĩ tới, nhất kiếm sát thần, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hổ thẹn. Cổ kiếm thanh xương nói. Cái này hư danh thì khỏi nói, cũng không cần hàn huyên, gọi ta, thạch nham, là đủ. Đối diện nữ tử hơi hơi hất cằm lên, hai tay đặt ở cái ghế cầm trên tay, hai chân chuyển hướng, khí thế dọa người. Rõ ràng là nữ tử, nhưng lại có khiến người ta run sợ áp bách lực. Một đôi mắt. Xuyên thấu tâm cảnh. Thạch Nham, đây là một cái đơn giản, lỗ mãng, kiên cường tên, lại thuộc về một nữ tử. Bởi vì cái gọi là người cũng như tên, nàng hết thảy, đều khiến người ta cảm thấy cứng rắn. Tại thiên bảng thứ 5 Thiên Thần Kiếm Tông, nàng là nổi tiếng nhân vật, là tông chủ, Bắc Đẩu Kiếm Tôn, sư muội. Một nữ tử, nắm giữ, sát thần, danh tiếng, có thể thấy được hắn hung hãn. Tại mọi người trong mắt. Nàng cũng là Bắc Đẩu Kiếm Tôn binh khí, chỉ người nào sát thần. Nhất kiếm sát thần. Giết người không ra đệ nhị kiếm. Bầu không khí băng lãnh. Cái này như là nham thạch kiên cường nữ nhân,
ngẩng đầu nhìn chằm chằm cổ kiếm Thanh Sương, mở miệng nói, đến đều tới, ta thì đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Mời. Cổ kiếm Thanh Sương thân thủ. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, có ý đến đỡ Thanh Hồn Điện, thừa dịp thiên bảng bài danh tăng lên, ngồi vững vàng Thanh Vân Đại Lục vị trí thứ nhất. Từ đó, ép tới Vân Thượng Thiên Cung, không thở nổi. Thạch Nham từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều rất có phân lượng. Nghe xong câu nói này, cổ kiếm Thanh Sương ba người nhếch miệng, tâm tình ngũ vị tạp trần. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Thần Kiếm Tông tại Thanh Hồn Điện tu luyện giả trong lòng, đều chiếm cứ một số vị trí. Dù là nhiều năm chưa liên lụy, ngoại nhân nếu là nói đến Thanh Hồn Điện, đều sẽ nói, đây là một cái tại Thiên Thần Kiếm Tông, chia ra đến, kế thừa Thiên Thần Kiếm Tông thể hệ hai lưu tông môn. Bao quát kiếm tu, kiếm quân, kiếm thành những thứ này thiết chí, đều là Thiên Thần Kiếm Tông một cái hình thức. Thạch Nham mở miệng cũng là, đến đỡ, cái này lúc trước chưa từng có. Mấy trăm ngàn năm đến, Thiên Thần Kiếm Tông chưa bao giờ để mắt Thanh Hồn Điện. Lại thêm cách nhau rất xa, cả hai không ngừng rời bỏ. Thiên bảng thứ năm thực lực, tuyệt đối không thể phủ nhận, Thiên Thần Kiếm Tông so Hiên Viên Long Tông, không kém nhiều lắm. Đây là Bắc Đầu Kiếm Tôn ý tứ sao? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. Là toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông ý tứ, Thạch Nham nói. Các ngươi nhìn lên thần mộc, cổ kiếm Thanh Sương ngắm nhìn nàng. Đúng, không phải vậy các ngươi có giá trị gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, tối thiểu nhất, chúng ta lưu cho các ngươi, lại so với còn lại, ngoại nhân, lưu cho các ngươi hơn rất nhiều. Chúng ta một mạch giống nhau, Thạch Nham rất thẳng thắn nói. Sau khi nói xong, nàng hơi cười, nói. Còn nữa, Hiên Viên Long Tông bỗng nhiên náo động, cái này cục diện rối rắm, ngoại trừ chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, không ai dám tiếp. Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, từ trước đến nay chướng mắt Thanh Vân Thần Mộc, bọn họ chỉ sẽ tới một số cường giả, chính mình tùy tiện hái, mà chúng ta có thể phái ra rất nhiều nhân mã, giúp đỡ bọn ngươi, đại quy mô ngắt lấy. Ngoại trừ chúng ta, không ai dám giúp đỡ bọn ngươi, đối kháng chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Nàng rất vô tình. Nhưng, đây cũng là Thanh Hồn Điện hiện tại đối mặt hiện thực. Các ngươi Thiên Thần Kiếm Tông, không có so chiến thần tộc mạnh bao nhiêu, mà bọn họ sau lưng là Trật Tự Thiên Tộc, các ngươi làm sao dám đâu. Không sợ trở thành cái kế tiếp Hiên Viên Long Tông A. Cổ kiếm Thanh Sương hỏi lại. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật không đơn giản. Được, ta cho ngươi phân tích một chút. Thạch Nham tằng hắng một cái, ngồi nghiêm chỉnh, nói. Đệ nhất, ta sư huynh Bắc Đầu Kiếm Tôn so chiến thần tộc Chi Vương, chiến tôn, hiếu thắng. Thứ hai, thiên bảng trước bốn, ngoại trừ Hiên Viên Long Tông, hoặc là Trật Tự Thiên Tộc chó săn, hoặc là cũng là dị tộc, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông. Muốn khiêu chiến quyền uy, đi lên phía trước vừa đi. Thứ ba, chúng ta không có ẩn long điện, chúng ta không sợ, trở về, loại này lấy cớ. Thứ tư, thiên cung, vô mộng tiên quốc, vô tự thần điện cùng chúng ta, vẫn còn có nhất lưu thế lực, nhằm vào Hiên Viên Long Tông sự tình, đã có bước kế tiếp cử động, nhất định phải ngăn chặn Trật Tự Thiên Tộc, chó săn nhóm tại Vạn Tông Cương vực làm sằng làm bậy. Tóm lại, cho nên, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Thạch Nham nói xong, trong mắt ngậm lấy vạn phần tự tin, nhìn lấy đối diện ba người. Cổ kiếm Thanh Sương gật đầu. Thanh Vân Thần Mộc một vạn năm, kết quả một lần. Cổ kiếm Thanh Sương không có trải qua. Nhưng là hắn lại nhìn qua vô số ghi chép. Mỗi một lần, những cái kia đến giúp đỡ hái người, đều là bọn họ đang chọn Thanh Hồn Điện, mà không phải Thanh Hồn Điện tiếp nhận bọn họ. Thanh Hồn Điện, không có cự tuyệt tư cách. Nói một cách đơn giản. Chính là như vậy. Tỷ như ngay từ đầu, thiên bảng thứ hai Hiên Viên Long Tông, chọn chúng Thanh Hồn Điện, cái kia hắn thế lực của hắn, cũng không dám tới cùng Hiên Viên Long Tông đoạt thức ăn. Bọn họ nhiều lắm là đi hỏi thăm, Hiên Viên Long Tông, có thể hay không hợp tác, mà không phải hỏi Thanh Hồn Điện. Hiên Viên Long Tông lui ra về sau, bởi vì thiên bảng đệ nhất cùng thứ ba thế lực, đều chướng mắt Thanh Vân Thần Mộc, lại hoặc là nói, bọn họ không nguyện ý cao điệu. Mà thứ tư chiến thần tộc, đã tại Vân Thượng Tiên Cung. Cho nên mà lúc này, thiên bảng thứ năm Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng thật ra là Thanh Hồn Điện tối ưu lựa chọn. Thanh Hồn Điện nhất định phải trợ giúp. Nếu không Thanh Vân Thần Mộc một cọng lông, bọn họ đều không đụng tới. Đây chính là cổ kiếm Thanh Sương trực tiếp mở ra kết giới, để Thạch Nham dẫn người tiến đến nguyên nhân. Kỳ thật, người mở ra Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, cũng đã là chấp nhận. Thạch Nham chắc chắn nói. Cái kia liền đa tạ Thiên Thần Kiếm Tông toàn lực tương trợ.
Cổ kiếm Thanh Xương nói. Năm nay Thanh Vân Thần Mộc chi chiến, tương đương với thứ tư chiến thần tộc tăng thêm thứ 15 huyết tinh hải, quyết đấu thứ 5 thiên thần kiếm tông. Không cần cảm ơn, chúng ta cái này gọi theo như nhu cầu. Chúng ta làm việc đều rõ ràng, sau cùng tất cả thu hoạch, cho các người Thanh Hồn Điện lưu lại một thành. Thạch Nham nói. Một thành. Tính toán khẳng khái, không có chọn lấy huynh đệ. Thạch Nham mỉm cười nói. Tốt a. Ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Thần Mộc là thiên cung hằng tinh nguyên bổ khuyết, mỗi lần cũng chỉ có một thành, thậm chí còn không đến. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thiên cung đều không cho rằng, bọn họ có thể cầm tới toàn bộ. Chế định hiệp ước, chỉ là vì phòng ngừa vạn năm một lần đại hỗn chiến mà thôi. Còn có một việc, Thạch Nham nói. Chuyện gì, Cổ kiếm Thanh Xương hỏi. Giết Giang Thanh Lưu, Thạch Nham nói. Cái gì? Cổ kiếm Thanh Xương sửng sốt một chút. Vì sao muốn giết ta Thanh Hồn Điện cường giả? Mộ Hoa bà thanh âm lạnh xuống. Thạch Nham từ vừa mới bắt đầu, thì một bộ không coi ai ra gì điệu bộ, bọn họ đều có thể nhẫn nại. Có thể cái này mở miệng liền muốn giết người, đương nhiên không thể thừa nhận. Rất đơn giản, Giang Thanh Lưu là Hiên Viên Long Tông cùng bốn người các ngươi đệ tử mối quan hệ, Long Uyển Oánh thông qua Giang Thanh Lưu, đến sâu chuỗi cái này bốn người đệ tử. Giết Giang Thanh Lưu, các ngươi liền có thể triệt để đem Hiên Viên Long Tông liên lụy gãy mất, không có người sư tôn này, có thể chậm rãi giáo hóa cái này bốn đứa bé, sau cùng do ta nhóm Thiên Thần Kiếm Tông tới đón thụ bọn họ. Mặc dù nói Thiên Cung đệ tử, 500 năm sau sẽ trở về Thiên Cung, nhưng mặt khác hai cái Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta có thể lưu lại, mà lại cái này 500 năm, bọn họ có thể vì chúng ta, làm rất nhiều chuyện. Thạch Nham hùng hổ dọa người nói. Ngươi! Cổ kiếm Thanh Xương có chút sợ ngây người. Một hòn đá ném hai chim, lại thu Thanh Vân Thần Mộc, lại thu đệ tử, các người đây là muốn đem Hiên Viên Long Tông vốn là muốn, toàn bộ tiếp nhận a. Mộ Hoa bà sững sờ nói. Cái này cũng không có gì, thiên bảng 10 vị trí đầu, tránh thức lịch sử đã lâu, ngoại trừ Hiên Viên Long Tông, chính là chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông. Bọn họ lần này sụp đổ, chúng ta đương nhiên muốn chống đi tới. Vì vạn tông chỗ dựa, ổn định chúng ta những thứ này thổ dân mặt mũi. Thạch Nham mỉm cười nói. Các ngươi như thế nào phán định, Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ. Cổ kiếm Thanh Xương trầm giọng nói. Đây thật ra là mấu chốt của vấn đề. Tối thiểu nhất cổ kiếm Thanh Xương cho rằng, bọn họ không dễ dàng như vậy thì sụp đổ. Ha ha! Thạch Nham cười to. Cười tốt một đoạn thời gian, nàng mới khom người một cái, nói, đến. Ta và các ngươi nói một cái bí mật. Rửa tai lắng nghe. Diệp Đông Lưu ánh mắt có đốt sáng lên. Thạch Nham bĩu môi, sau đó nói, thiên cung bí mật triệu kiến chúng ta thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn, đương nhiên, trừ ra Hiên Viên Long Tông, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Kết quả. Ba người cùng kêu lên hỏi. Bởi vì Cửu Long đế táng sự tình, để đế tôn tìm được lấy cớ, tăng thêm bọn họ xuất thủ quá ác, lấy được Long Tuyền, hiện tại Hiên Viên Long Tông đã bị cáo chết. Cứu không được, thiên cung đối với cái này 10 phần tự trách, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Có điều, may ra đế tôn cái này, trở về, lấy cớ, chỉ có thể dùng một lần, cho nên chúng ta tuy nhiên đã mất đi Hiên Viên Long Tông, nhưng là mọi người yên ổn không lo, tương lai còn sẽ có mạnh hơn Thiên Thần Kiếm Tông đúng hay không? Dù sao, Vô Mộng Thiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, không muốn vì Hiên Viên Long Tông liều mạng, chúng ta cũng không muốn, ý kiến của những người khác thì không trọng yếu. Lần này, coi như Hiên Viên Long Tông gặp xui xẻo đi. Tin tưởng ta, về sau các ngươi khoảng cách Hiên Viên Long Tông xa một chút, bò bò giữ mình trọng yếu nhất. Về phần hiện tại, Hiên Viên Long Tông bên kia, chỉ cần thiên cung sửa đổi tụ biến kết giới, bọn họ hai tòa đại lục hằng tinh nguyên, có thể giảm xuống biên độ, tùy tiện cho cái hai lưu tông môn lượng. Cái này Thái Dương Vạn Tông, dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, những cái kia còn lại vũ trụ nguyên lực, chúng ta còn lại mấy cái chia cắt. Đế tôn muốn trưởng khống một cái vĩnh hằng cường thịnh Hiên Viên Long Tông, căn bản không có khả năng, thiên cung không đáp ứng, chúng ta đều không đáp ứng. Thạch Nham nói đến thật cao hứng. Cổ kiếm Thanh Xương bọn họ, lại cảm giác toàn thân trên dưới, một mảnh rét lạnh. Ý tứ chính là, thiên cung cùng nhất lưu thế lực nhóm, giống như nhận thua, từ bỏ Hiên Viên Long Tông. Trước năm nhất lưu thế lực, hoặc là dị tộc, hoặc là chó săn, còn có Thiên Thần Kiếm Tông loại này, muốn làm thổ dân đầu lĩnh. Bọn này tông môn có thể quật khởi, tổng khiến người ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Đây chính là Thái Dương Vạn Tông. Chiến loạn chi địa.
đồng loại chết rồi, còn muốn ăn nó huyết nhục địa phương. Cổ kiếm thanh xương, việc này dung ngươi không được nhóm cự tuyệt, bởi vì giết người không dùng được các ngươi, chỉ cần các ngươi phối hợp thôi. Thạch Nham vỗ vỗ ghế dựa đem tay, có vẻ hơi cả lơ phất phơ. Nàng uống một ngụm đỉnh cấp thảo mộc thần linh pha trà nước về sau, bày làm ra một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, nói, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi, phái hắn Giang Thanh Lưu, ra ngoài ngắt lấy Thanh Vân thần mộc trái cây là được. Chúng ta tự nhiên sẽ an bài không lọt dấu vết sát thủ, giết hắn một cái bị phế một nửa người, lãng phí không có bao nhiêu công phu. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, muốn tại cái này bốn người đệ tử trước mặt làm người tốt đâu, đương nhiên sẽ không tiết lộ. Nhưng, cũng cần các người giữ bí mật, nếu không, vạch mặt, chẳng tốt cho ai cả, đúng hay không? Nói câu nói này thời điểm, nàng vẫn luôn đang quan sát, đối diện ba người phản ứng. Đem chuyện này, Quang Minh Chính Đại nói ra miệng, là đúng Thanh Hồn Điện tạo áp lực. Đương nhiên, cũng nói Thiên Thần Kiếm Tông đối với việc này cường thế. Bọn họ cho rằng là Giang Thanh Lưu, cùng Long Uyển Oánh nhắc lên quan hệ, không có Giang Thanh Lưu người sư tôn này, cái kia bốn người đệ tử đều là trẻ con, sẽ nghe theo cổ kiếm thanh xương bên này an bài. Ta muốn nói, cái này bốn người đệ tử, có lẽ có ý nghĩ của mình, coi như Giang Thanh Lưu không có, bọn họ cũng chưa chắc, sẽ đi các người chỗ đó. Cổ kiếm thanh xương trầm giọng nói. Không có chuyện, dù sao Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ, bọn họ tổng sẽ tìm đến, có thể chống đỡ nổi bọn họ tông môn, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông là tối ưu lựa chọn, sự tình phía sau, chúng ta từ từ thôi là được. Nhưng Giang Thanh Lưu hẳn phải chết. Trừ phi, hắn nguyện ý nghe chúng ta, nhưng bằng vào ta đối hắn giải, người này là cái đầu gỗ, là mềm không ăn cứng rắn, ta không rảnh thuyết phục hắn. Thạch Nham hoàn toàn thất vọng. Bọn họ vênh váo hung hăng, là bởi vì quả thật có tư cách. Cổ kiếm thanh xương ba người bọn hắn do dự, ỡm ở thái độ, đồng dạng sẽ để cho đối phương thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ kiếm thanh xương, đây là Thanh Hồn Điện cơ hội thật tốt. Lợi và hại ta đều cùng ngươi nói rõ, nể tình chúng ta hai đại tông môn ngọn nguồn phía trên, lần này chúng ta, xem như chủ động phóng ra một bước, muốn đem bọn ngươi chế tạo thành, chuẩn nhất lưu thế lực, tông môn. Cũng coi là tròn, Thanh Hồn lão tổ, nguyện vọng. Hiên Viên Long Tông không đáng leo lên, các ngươi độc bá Thanh Vân Đại Lục cơ hội tại chúng ta cái này. Thạch Nham nói, ta muốn hỏi cái vấn đề, cổ kiếm thanh xương sắc mặt trầm tĩnh nói. Nói. Đối với chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, Thiên Cung cùng các ngươi nhất lưu thế lực, cầm thái độ gì? Cổ kiếm thanh xương hỏi. Ngươi xem như hỏi ý tưởng bên trên, Thạch Nham phình lên trưởng, thanh âm biến đến thâm trầm, nói. Chiến thần tộc trước đây không có bại lộ, chỉ có Lam Huyết Tinh Hải là trật tự thiên tộc chó săn, lấy nó quy mô, tại Thái Dương Vạn Tông không hứng nổi sóng gió. Nhưng bây giờ không giống nhau, chiến thần tộc rõ ràng cũng là một cái khác ẩn long điện cấp thế lực khác. Thề sống chết hiệu chung Thái Dương Đế Tôn, hơn nữa còn dám can đảm đến đây Thanh Vân Đại Lục, những thứ này, chó săn, dạng này náo đi xuống, mới có thể để cho chúng ta khó chịu. Hiên Viên Long Tông bởi vì Cửu Long Đế Táng ăn thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp liên hợp lại, cùng trật tự thiên tộc khai chiến đúng không? Không nói trước phần thắng, thương vong khẳng định vô số, ai cũng hao không nổi. Nhưng, chúng ta Vạn Tông, dù sao cũng phải cho đối phương điểm sắc mặt nhìn một cái. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải đã vào lúc này ngoi đầu lên, chúng ta nhất trí quyết định, không đánh được chủ nhân, đánh trước chó. Cho nên lần này tại Thanh Vân Đại Lục, trọng thương bọn họ rất có cần phải, chúng ta cùng các ngươi, đều không thể đổ cho người khác. Nghe rõ chưa, Vân Thượng Tiên Cung ở trong tình hình này, lựa chọn bọn họ, cũng là sai lầm lớn nhất, đáng đời nhường ra Thanh Vân bá chủ chi vị, có chúng ta trợ giúp, Thanh Hồn Điện tuyệt đối có thể, đem bọn hắn đánh thành tam lưu mặt hàng. Từ đó độc bá Thanh Vân. Thạch Nham nói đến thanh sắc cũng mậu. Thế mà, trong lời của nàng, đến cùng có bao nhiêu chân thực, căn bản đoán không ra. Cái gọi là Thiên Cung cùng nhất lưu thế lực, hội nghị bí mật, có tồn tại hay không, cổ kiếm Thanh Xương cũng không biết. Hắn lấy được tin tức là, Vạn Tông muốn liên hợp vì Hiên Viên Long Tông đánh lui ẩn Long Điện. Nhưng đến Thiên Thần Kiếm Tông cái này, biến thành bọn họ đã bỏ đi Hiên Viên Long Tông, không đánh ẩn Long Điện. Ngược lại đánh trật tự thiên tộc, chó săn. Ý tứ cũng là, người đâm ta minh hữu một đao kia đâm vào đi, chỉ giá trị không hết, vậy ta thì đánh chó của ngươi. Dù sao đứng tại Thiên Thần Kiếm Tông góc độ phía trên, Hiên Viên Long Tông đi xuống, bọn họ liền có thể đi lên.
dị tộc vĩnh viễn không chiếm được đám thổ dân chống đỡ, cho nên Thiên Thần Kiếm Tông có thể triển vọng đến càng tương lai tốt đẹp. Mà cái này một loạt biến hóa bên trong, cái kia ẩn thế thiên cung, đến cùng chân chính thái độ là cái gì, Thanh Hồn Điện ba người này, đều không hề hiểu rõ thông đạo. Theo Thạch Nham trong lời nói, có thể nghe được, thiên cung cùng Vạn Tông muốn chuyển di chiến hỏa, dùng đánh chó đến cho Thái Dương Đế Tôn chấn nhiếp, đây đúng là Thanh Hồn Điện cơ hội. Thế nhưng là, lớn như vậy Hiên Viên Long Tông, thật cứ như vậy bị từ bỏ. Long Tuyền bị đoạt đi, tương đương với gia viên không có, mặc dù nắng xây thủ hộ kết giới, bắt đầu từ số không cần vô số thế hệ nỗ lực, nhưng cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Cổ Kiếm Thanh Xương cau mày. Những lời này, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ. Hắn biết, Thánh Long Hoàng bên kia, khẳng định còn tại lượn vòng. Có thể Vạn Tông thì đối bọn hắn, bi quan như vậy rồi. Kẹp ở cục diện trong khe hẹp, bị quăng tại đứng mũi chịu sào, hiện tại Thanh Hồn Điện, có chút thân bất do kỷ. Ba vị. Thạch Nham đứng lên, hắng giọng một cái, nói, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, viện quân, lập tức tới ngay, kế tiếp còn sẽ có càng ngày càng nhiều trợ giúp đến, chúng ta lấy trời xanh thủ hộ kết giới làm căn cơ, tại Thanh Vân Đại Lục cùng chó săn nhóm, đánh một trận xinh đẹp chiến đấu, chèn ép đối phương phách lối khí diễm. Thanh Vân Thần Mộc tùy thời đều có thể bắt đầu thành thục, ba vị có thể toàn phương diện chuẩn bị. Nhớ đến lúc đó, phải nhớ đến chuyện làm thứ nhất, cũng là phái ra Giang Thanh Lưu, để hắn ra tiền tuyến. Còn có nghi vấn A. Từ đầu đến cuối, Cổ Kiếm Thanh Xương đều không có đáp ứng nàng nói hết thảy. Thế mà, giống như Thạch Nham nói tới. Làm Cổ Kiếm Thanh Xương mở ra trời xanh thủ hộ kết giới, để cho nàng đi vào một khắc này, thì mang ý nghĩa, nàng nói lên hết thảy, hắn đều đã ngầm thừa nhận. Thứ nhất kiếm mạch, Thái Phù Kiếm Cung. Đây là Thanh Hồn Điện tối cao quy cách khách mời chỗ ở, cùng sở hữu 10.000 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện bên trong. Đều có sơn thủy hồ nước trang viên, cho phép 5-6.000 ngôi sao cộng sinh thú, tại hành động này tự nhiên. Mây khói bao phủ xuống Thái Phủ Kiếm Cung, liền như nhân gian tiên cảnh. Bây giờ, Thiên Thần Kiếm Tông các cường giả, đã vào ở Thái Phủ Kiếm Cung, độc chiếm nơi đây. Bọn họ cao giọng trò chuyện, cộng sinh thú bốn phía đập vào, chơi đùa đùa giỡn, đem không ít cầm giữ có kết giới bảo vệ cung đình lầu các đều đụng nát, nghiêm chỉnh đem nơi này trở thành địa bàn của mình. Thái Phủ Kiếm Cung chỗ cao nhất một tòa cung điện, đã tiếp cận Thanh Hồn Kiếm Phong đỉnh núi, khoảng cách Cổ Kiếm Thanh Xương, Thanh Hồn Kiếm Cung, đã tương đương tiếp cận. Nhất Kiếm Sát Thần, Thạch Nham, liền cư ngụ ở nơi này. Nàng vừa cùng Cổ Kiếm Thanh Xương bọn người trò chuyện xong, rơi vào cái này một tòa cung điện bên trong, lập tức thì có 5 cái Thiên Thần Kiếm Tông tu luyện giả nghênh đón đi ra, tràn ngập mong đợi nhìn lấy Thạch Nham. Lão đại, như thế nào? Lừa dối thành công a? Bọn họ cười hỏi, lừa dối, sao có thể nói là lừa dối đâu, chúng ta đây là trưởng nghĩa đến đỡ, vì Vạn Tông cọc tiêu hàng không cán. Thạch Nham thản nhiên nói, ha ha, mọi người nở nụ cười. Nghe nói Thanh Vân Thần Mộc, mỗi lần kết quả cũng không ít. Lưu lại một thành cho bọn hắn, có chút nhiều lắm. Lưu thêm điểm, máu gà, cùng, tưởng tượng, cho bọn hắn, thiếu chừa chút trái cây. Bọn họ nói phải cao hứng. Thạch Nham giơ tay lên, nói, ngừng. Mọi người lúc này mới đình chỉ cười vang. Thanh Hồn Điện là chúng ta chi nhánh, tại trên địa bàn của người ta, khác như thế hành vi phóng túng. Nói xong, nàng mỉm cười, nói bổ sung, tối thiểu nhất, huynh đệ đồng bào chi tình, muốn giả giống như một chút, chúng ta còn muốn mang đi cái kia 4 người đệ tử đây. Chúng ta quá vênh váo hung hăng, Thanh Hồn Điện sẽ phản kháng sao? Có người hỏi, phản kháng? Bọn họ không có năng lực phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng, toàn trên tông môn dưới, hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là cũng là sợ hàng, phế vật, một chút kiếm phong mang ý chí đều không có, còn tu kiếm. Tu thân dưỡng tính, bọn họ đều là lành nghề, Thạch Nham nén cười nói. Thiên Thần Kiếm Tông rất ít cùng Thanh Hồn Điện có gặp nhau, nói cho cùng, vẫn là chướng mắt. Sở Kinh Xuyên, Thạch Nham hô một tiếng. Một cái vóc người thon dài, toàn thân thẳng tắp. Mày kiếm mắt sáng áo lam thiếu niên đứng dậy. Sư tôn, ta tại, thiếu niên cung kính đứng ra. Người tuổi còn nhỏ, cùng Lý Thiên Mệnh Vu Tử Thiên bọn họ là người đồng lứa, đi xem một chút có không có cơ hội, cùng bọn hắn hòa mình, nhiều cho bọn hắn tắm một cái não, nói cho bọn hắn Hiên Viên Long Tông xong, chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông, có thể cho bọn hắn 500 năm. Thạch Nham nói, vâng, Sở Kinh Xuyên gật đầu. Được, tản. Lần này tông môn sẽ phái ra trên 10.000 người đến,
người đủ lại hành động. Đối phó Giang Thanh Lưu, sát thủ, cũng tìm kiếm tốt người thích hợp viên, rất nhanh liền sẽ vào chỗ. Vâng, bên này mấy người, cáo lui tán đi. Thanh Hồn Kiếm Phong, ha ha, là chỗ tốt, dùng để, nghỉ mát, cũng không tệ lắm. Không khí nơi này, còn lâu mới có được mặt trời Nam Bắc cực nóng rực, mặt đất bốc lên nhiệt khí so sánh ôn hòa, cho nên phổ thông thảo mộc thần linh lại càng dễ trưởng thành, làm đến toàn bộ thế giới, xem ra xanh tươi tốt. Có loại mát lạnh, thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhìn có chút phía trên nơi này a. Thạch Nham thẳng tắp ngồi tại trên bàn đá, nhìn lấy dãy núi vạn khe ở giữa bao la hùng vĩ sơn hà, nghe chim bay cá nhảy gào thét kêu to, trên bầu trời, mây hồng như hải dương một dạng lăn lộn. Đây là một cái vĩnh viễn không có đêm tối đốt cháy thế giới. Mạnh được yếu thua, luật rừng. Phân liệt sẽ chỉ bị đánh, một ngày nào đó, sẽ sinh ra một cái nhất thống vạn tông tông môn, tránh thức cùng trật tự thiên tộc đối kháng, có lẽ có một ngày, cái kia cái tông môn là ta Thiên Thần Kiếm Tông. Nàng nhìn thấu, vạn tông căn bản cũng không có lực ngưng tụ. Dị tộc phi tôn, bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, người nào đến dẫn đầu. Trong lòng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nàng dường như đã thấy thây nằm một triệu hình ảnh. Nàng đột nhiên cảm giác được, bên người cái này bàn đá mặt bàn, có chút kỳ quái. Phía trên có một chiếc lá, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Không phải gió lay động, mà chính là vật gì đó giấu ở phía dưới, ủi một chút. Đinh! Thạch Nham duỗi ra ngón tay, mãnh liệt cắm vào vị trí kia. Rõ ràng là bàn đá, lại phát ra kim loại tiếng ma sát. Đây là... một cái màu bạc kim loại con rắn hiện thân, bị nàng cắm thành hai nửa. Sinh mệnh, khôi lỗi, thứ đồ gì? Thạch Nham đang muốn nhặt lên thứ này, kết quả lúc này thời điểm, cái kia chia ra thành hai bộ phận ngân sắc con rắn, mỗi một bộ phận vặn vẹo biến hóa, tạo thành hai cái con rắn nhỏ. Không có bỏ hai bộ, bọn họ thì bỗng nhiên biến mất tại Thạch Nham trước mắt. Toàn bộ thế giới, đã không còn gió thổi cỏ lay. Thạch Nham tại chỗ sừng sốt. Gặp quỷ. Ong ong ong. Ong ong ong. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác. Tựa như là hắn vạn kiếm thần niệm, trải rộng thiên địa một dạng. Vô số tin tức, tại trong óc của hắn xuất hiện. Chỉ là lần này, những tin tức này là từ Ngân Trần đến nói cho hắn biết. Tâm linh câu thông trạng thái, Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần câu thông sẽ thuận lợi một số, nhưng cũng rất tốn sức. Rõ ràng là một cái tình báo nhân viên, nói chuyện lại không gọn gàng. Ngân Trần cái này sinh mệnh thiết lập, để Lý Thiên Mệnh nhanh nôn. Hoàn tất, tắm rửa, Thanh Hồn Kiếm Phong các nơi hồ nước, giang hà bên trong, tràn đầy Ngân Trần bóng người. Nó ngoại trừ canh gác bên ngoài, mỗi một cái thân thể, còn tại xếp hàng tắm rửa, đem trên chân bùn đất. Vết bẩn, toàn bộ quét sạch. Sau đó lại tiếp tục, đi làm. Vừa tới nơi này, nó đã đem có thể tắm rửa địa phương, cho mò thấy. Lần này, Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất rung động. Gia hỏa này 90% thân thể ngay tại tiến hóa, còn lại 100.000 ngân sắc con rán, còn có thể tiếp tục, công tác. Mà lại, còn có thể thu hoạch như thế tình báo quan trọng, để mấy người bọn hắn nhìn mà than thở. Gia hỏa này, công năng tính, cần phải lớn xa hơn chiến đấu thuộc tính. Lý Thiên Mệnh ý thức được, đem Ngân Trần thuần xem như chiến đấu đơn vị, là đúng nó năng lực lãng phí. Nó cùng trước mặt ca ca tỷ tỷ nhóm, cũng không giống nhau lắm. Đương nhiên, lực chiến đấu của nó giống như không kém, cũng là không có đi qua nghiệm chứng. Thiên Thần Kiếm Tông, giết Giang Thanh Lưu, còn muốn tiếp nhận chúng ta bốn người. Còn để cái này cái gì Sở Kinh Xuyên, đến giao hảo chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tình báo này, quá trọng yếu. Bằng không, thật có thể sẽ bị cái này Thiên Thần Kiếm Tông, nắm mũi dẫn đi. Thiên Mệnh ca, cái này cần tranh thủ thời gian cùng Oánh Di nói đi. Dạ Lăng Phong hỏi. Trước cùng làm thương nghị một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Thần Kiếm Tông không để ý đến một chút, cái kia chính là Giang Thanh Lưu cũng không phải là Lý Thiên Mệnh sư tôn. Hắn đối Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Ngược lại là Long Uyển Oánh, thông qua phán đoán của nàng cùng nỗ lực, đạt được Lý Thiên Mệnh bọn họ tán thành. Ôn nhu, quả quyết, tràn ngập mẫu tính nữ tử, chính là có phương diện này ưu thế. Thạch Nham loại nữ nhân này, khẳng định rất khó lý giải. Phu tử thiên tới thời điểm, mặt mũi tràn đầy đào hoa, song mặt say đỏ, chính là xuân phong đắc ý thời điểm. Tới, huynh đệ, ta thống kê qua, hết thảy có 6.000 người sư tỷ sư muội. Để cho ta đáp cầu dắt mối, muốn cùng các ngươi hẹn hò.
bảng danh sách liệt kê tốt, các ngươi tùy ý chọn. Nhìn ra được, hắn xác thực một bước lên trời, bị bầy người chen chúc, thoải mái đến phát nổ. Khác vui vẻ, người sư tôn phải xong đời. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng cũng không thích tâm địa gian dảo nam tử. Muốn không phải Vu Tử Thiên gia hỏa này, coi như giảng nghĩa khí, nàng đều không muốn phản ứng. Cái gì, cái gì? Vu Tử Thiên sửng sốt, trên mặt say hồng mã phía trên biến mất. Lý Thiên Mệnh liền cấp tốc đem sự tình, hướng hắn nói một lần. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn có một ít ngân sắc kim loại con rán, nói, thấy không? Đây là ta con thứ 5 cộng sinh thú, đoạn thời gian trước nó thụ thương, ta không sao cả dùng nó là kim loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, bây giờ nó tử thể, đã trải rộng thanh hồn kiếm phong. Ông trời ơi! Vu Tử Thiên trừng to mắt. Không biết là đang sợ hãi thiên thần kiếm tông áp bách, vẫn là kinh ngạc tại vạn giới vĩnh sinh thú biến thái. Trên thực tế, Ngân Trần cũng không tính mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, nó so mẫu hoàng hệ cao cấp quá nhiều. Mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, mẫu thể cũng là toàn bộ, vừa chết thì xong đời, mà Ngân Trần thật vô cùng khó chết. Tối thiểu nhất cái này trên Thái Dương, đều không người có thể giết chết nó. Trở thành cộng sinh thú về sau, nó duy nhất nhược điểm có thể là Lý Thiên Mệnh. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Ca, ta là Thanh Hồn Điện đệ tử, nơi này là ta căn, ta là Thanh Vân Đại Lục người. Sư tôn ta là ta người kính trọng nhất, hắn là ân nhân của ta tuyệt đối không thể để cho hắn ra chuyện, cái này Thiên Thần Kiếm Tông ta chết đều không đi. Mà lại ngươi nói, Thiên Thần Kiếm Tông hẳn là tại lừa phỉnh chúng ta trưởng giáo, đến lúc đó chưa chắc sẽ ra bao nhiêu lực khí, kia liền càng không thể từ lấy bọn hắn làm loạn. Chúng ta bốn người hiện tại muốn cùng sư tôn, oánh gì ôm nhau, bọn họ là lão giang hồ, nói cho bọn hắn, bọn họ biết rõ nói giải quyết như thế nào. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Được, ta đã biết, chúng ta đi tìm bọn họ đi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chỗ lấy hỏi trước Vu Tử Thiên ý kiến, cũng là xem hắn như thế nào đối đãi Thiên Thần Kiếm Tông. Dù sao, Lý Thiên Mệnh, không rõ lắm Thiên Thần Kiếm Tông cùng Thanh Hồn Điện ngọn nguồn. Ngươi nói không sai. Chúng ta không thể buông tha Hiên Viên Long Tông, cần cùng hai người bọn họ trưởng bối ôm nhau. Thiên Thần Kiếm Tông đem Hiên Viên Long Tông tình cảnh, nói đến rất bi quan. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh chính mình có thể phán đoán. Mặc kệ Hiên Viên Long Tông như gì, hắn đều sẽ không theo Thạch Nham, nữ nhân này. Mà lại, hắn là Thiên Cung đệ tử. Hắn còn có Huyễn Thiên Chi Cảnh, bây giờ còn có Thanh Hồn Điện, hắn đối nhất lưu thế lực bồi dưỡng nhu cầu, còn thật không có lớn như vậy. Bốn người bọn họ trực tiếp đi tìm Long Uyển Oánh. Đồng thời, Vu Tử Thiên phát truyền tin thạch, đem Giang Thanh Lưu hô đi qua. Long Uyển Oánh vừa mới tắm rửa qua, mặc lấy một thân màu trắng tơ lụa áo choàng tắm, tóc dài ướt nhẹp dựng ở một bên, toàn thân mùi thơm nức mũi. Loại này thành thục mượt mà phong tình, xác thực so chúng tiểu cô nương nhiều mấy phần vận vị. Chờ ta một lát. Không đến 10 hơi thời gian, nàng thì đổi một thân trang phục, xem ra nhanh chóng quyết đoán. Lúc này thời điểm, Giang Thanh Lưu cũng đến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là cho bọn hắn giới thiệu chính mình ngũ sinh ngự thú sư thân phận, dẫn tới Long Uyển Oánh cùng Giang Thanh Lưu càng thêm kinh thán. Bọn họ ánh mắt nhìn hắn, càng như đối đãi thần thích một dạng. Muốn là lại để bọn hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh 10 kiếm thức thần, đoán chừng phải ngất đi. Bày ra hết Ngân Trần năng lực về sau, Lý Thiên Mệnh đơn giản nói tóm tắt, đem Thiên Thần Kiếm Tông hết thảy, đều nói một lần. Bắt đầu kiếm tôn, nhất kiếm sát thần. Giang Thanh Lưu lui về phía sau hai bộ, ngồi tại chiếc ghế phía trên ngẩn người. Ngươi sợ? Long Uyển Oánh nâng lên trơn bóng cái cằm hỏi. Giang Thanh Lưu lắc đầu. Sư tôn ta chỉ là thương tâm, hắn vì Thanh Hồn Điện, cống hiến cả đời, thanh xuân niên hoa, toàn bỏ ra ở cái này thanh hồn kiếm phong phía trên, thế nhưng là tại người khác đưa ra lấy mạng của hắn thời điểm, chúng ta trưởng giáo, vậy mà không có cự tuyệt. Cái kia chính là ngầm thừa nhận, thật là làm cho người ta hàn tâm. Vu Tử Thiên cắn môi, một mặt phẫn uất, ta không nghĩ tới, cổ kiếm thanh xương lại là loại này người, Diệp Đông Lưu đừng nói là, mỗi ngày nhìn sư tôn ta không vừa mắt, chính là liền cái kia đức cao vọng trọng Mộ Hoa bà, đều không có đứng ra phản kháng. Giang Thanh Lưu, người nghe ta, thất vọng đau khổ không có dùng. Những chuyện này, nguyên một đám phân tích qua đi thôi. Long Uyển Oánh gặp phải sự tình về sau. Vĩnh viễn một bộ nghiêm túc ứng đối bộ dáng. Phu quân sau khi qua đời, nàng một người chống đỡ lên, tự nhiên đoán tạo phi thường cường thế,
hiệu suất cao tính cách. Ở trước mặt nàng, Giang Thanh Lưu cùng Lý Thiên Mệnh những đệ tử trẻ tuổi này một dạng, rửa tai lắng nghe. Chuyện thứ nhất, bọn họ nói Hiên Viên Long Tông sụp đổ, cái này không thể tin, thuần túy là Thiên Thần Kiếm Tông chính mình lòng lang dạ thú, chúng ta Hiên Viên Long Tông, có chính mình căn cơ, có chính mình thị tộc Long Hồn, lần này tuy nhiên gặp khó khăn, có thể nghĩ đánh ngã chúng ta không có khả năng. Chúng ta bộ tộc này từ xưa đến nay, kinh lịch quá nhiều khó khăn, mỗi một lần, chúng ta đều có thể đứng lên, một lần nữa sừng sững. Muốn ăn phía dưới chúng ta nhất tộc, tự nhiên cùng đối phương tử chiến đến cùng. Đây là Long Uyển Oánh, lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một việc. Nàng nhất định phải nói rõ trước, sau đó, lại phân tích chuyện kế tiếp. Chuyện thứ hai, quan tại Thiên Cung thái độ, Thạch Nham cái gọi là hội nghị bí mật, điểm đáng ngờ rất lớn. Thiên Cung trước mắt thái độ quái dị, nhưng cũng không thể tại thắng bại không có rốt cuộc trước đó, thì như thế cực đoan vứt bỏ chúng ta. Thiên Thần Kiếm Tông biên soạn những vật này, càng có thể là muốn đục nước béo cò. Các nàng chính mình cũng nói, lừa dối, hai chữ, càng chứng minh cái gọi là chèn ép chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, rất có thể là Thiên Thần Kiếm Tông chính mình thuyết pháp. Thiên Thần Kiếm Tông rất có thể chỉ là muốn Thanh Vân Thần Mộc, thật muốn bọn họ xung phong, bọn họ chưa chắc sẽ phía trên. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn các ngươi cái này bốn người đệ tử. Đến lúc đó muốn là quan hệ mật thiết, bọn họ xem xét tình huống không đúng, trực tiếp rút khỏi Thanh Vân Đại Lục, vậy kế tiếp tiếp nhận đối phương lửa giận, sẽ chỉ là các ngươi Thanh Hồn Điện, bọn họ dù sao không có tổn thất. Chuyện thứ ba, giết ngươi Giang Thanh Lưu, cái kia nhất định phải xây dựng ở ngươi rời đi, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, trên cơ sở, nếu không đối phương sát thủ vào không được. Ngươi tạm thời không ra đi là được rồi. Bọn họ muốn bốn người đệ tử, thì tuyệt không thể chính mình làm loạn. Mà lại ngươi yên tâm, bằng hữu của ta rất nhanh liền đến, các nàng tuy nhiên tại thiên bảng xếp hạng thứ 9, thế nhưng là đến không ít người, coi như không như Thiên Thần Kiếm Tông, Thiên Thần Kiếm Tông cũng ăn không vô các nàng tại, chúng ta cũng lời nói có trọng lượng. Bằng hữu của nàng, chính là cái kia cái gọi là, bản thân đoàn, đi. Long Uyển Oánh làm người không tệ, nhân mạch vẫn là tương đối phổ biến. Điểm này Long Hy Thiến căn bản không cách nào so sánh, đây chính là nàng làm không được Bạch Long Hoàng nguyên nhân. Cái này một số ta đều biết, Thiên Mệnh đã nói đến rất rõ ràng. Giang Thanh Lưu thở dài một hơi. Bị chính mình tín nhiệm người, thọc một đao, ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Long Uyển Oánh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiên Thần Kiếm Tông thủ đoạn không đáng sợ. Đáng sợ là Thanh Hồn Điện, ngầm thừa nhận. Nhiều địch nhân buồn nôn, cái kia đều không gây thương tổn tâm. Cổ kiếm thanh xương bọn họ cúi đầu không nói, mới là đâm xuyên trái tim kiếm, để Giang Thanh Lưu nhìn lấy một phương này sơn thủy, chỉ có thể ngẩn người. Hắn lúc còn trẻ, liền muốn vì nơi này tranh thủ vinh diệu, đáng tiếc tống táng thiên phú. Mà bây giờ, hắn cho rằng là nhà địa phương, nhưng thật giống như không có hắn chỗ dung thân. Loại cảm giác này, có lúc sẽ cho người tuyệt vọng. Đã nghe được bọn họ tại Thái Phủ Kiếm Cung, nói lời, xác nhận Thiên Thần Kiếm Tông nói. Rất có thể là, lừa dối, chúng ta cần cùng trưởng giáo bọn họ nói rõ ràng sao? Phu tử Thiên hỏi. Long Uyển Oánh cùng Giang Thanh Lưu liếc nhau một cái, ào ào lắc đầu. Vì cái gì? Phu tử Thiên nói. Nghe được bọn họ trò chuyện, là thiên mệnh bản sự, cũng là ưu thế của chúng ta. Không thể để cho, địch bạn khó phân biệt, người biết, chúng ta có bản lãnh này. Còn nữa, cổ kiếm thanh xương bọn họ đã ngầm thừa nhận, lúc này thời điểm bị chúng ta vạch trần. Tâm lý tối tăm đồ vật công khai xuất hiện, hắn sẽ càng không thoải mái. Chúng ta đã không có cách, tín nhiệm bọn họ. Đương nhiên, bốn người các ngươi là an toàn, chỉ có Giang Thanh Lưu không an toàn. Long Uyển Oánh nói, Lý Thiên Mệnh bọn họ tiếp tục lưu lại Thanh Hồn Điện, một chút sự tình cũng sẽ không có, phiền phức cũng chỉ có Giang Thanh Lưu. Thiên Mệnh, người có thể tiếp tục giám sát bọn họ dấu vết để lại, chúng ta lại nhìn xuống một bước như thế nào hành sự. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông hoàn toàn là một bộ toàn lực ứng phó thái độ, coi như cùng trưởng giáo nói, bọn họ cũng không tin, mà lại, Thiên Thần Kiếm Tông tùy thời đều có thể sửa đổi quyết định. Tạm thời, thật không thể cùng trưởng giáo ngả bài. Giang Thanh Lưu lắc đầu nói. Ngả bài, ngược lại không có tình cảm. Sư tôn, phu tử Thiên ngắm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy phẫn uất, mắng, Thanh Hồn Điện, Lục Kiếm quân tử. Cái kia năm cái gọi là quân tử, đều là thứ đồ gì a? Độc bá Thanh Vân Đại Lục, dựa vào người khác tới làm loại này mộng, thật là đáng xấu hổ. Tử Thiên, lời nói cũng đừng nói như vậy,
bọn họ kỳ thật cũng rất khó có cự tuyệt quyền lực, Thiên Thần Kiếm Tông áp bách quá hận, bọn họ trầm mặc cũng là vì có cơ hội phản đối đi. Đến cùng như thế nào, thì xem bọn hắn đến lúc đó, sẽ không đích thân phái ta ra ngoài liền biết. Trước lúc này, chưa chút thể diện đi, Giang Thanh Lưu nói. Thiên Thần Kiếm Tông đội ngũ, tối thiểu đều là, nhất phẩm kiếm tu, trở lên, cái kia tối thiểu đều là tinh tướng thần cảnh cấp 10 trở lên tu vi, tu hành tối thiểu 100 năm. Những thứ này tầng thứ khoảng cách Lý Thiên Mệnh những bọn tiểu bối này tới nói, thực sự quá xa xôi. Cho đến trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể vì Giang Thanh Lưu lo lắng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được. Ta tại, nhất quần tiên nữ cung, bọn tỉ muội nhanh đến, có bọn họ, thạch nham cái này xú bà nương, không có cách nào một tay che trời. Long Uyển Oánh lòng tin 10 phần nói. Nhất quần tiên nữ cung. Cái tên này, để Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Không sai, đây chính là thiên bảng xếp hạng thứ 9 tông môn tên. Không phải, tiên nữ cung, tên đầy đủ cũng là, nhất quần tiên nữ cung. Một cái kỳ hoa, số Mỹ tông môn tên. Nhưng bọn hắn lịch sử, ngọn nguồn đều rất chính thống, mà lại chính là thực sự nhất lưu thế lực, thiên bảng bài danh còn tại, Lam Huyết Tinh Hải, phía trên. Cái này nghe nói là Thái Dương Vạn Tông bên trong, nữ tử tỷ suất cao nhất tông môn, có thể xưng nữ nhi quốc. Các nàng chỗ, linh tiên đại lục, thừa thải mỹ nhân, nổi tiếng thiên hạ. Các nàng thoải mái, tiêu sái, dám yêu dám hận, thích hận rõ ràng, trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều hiếm thấy nữ tử. Linh tiên đại lục, là rất nhiều người hướng tới chi địa. Thiên cung có hay không cùng nhất lưu thế lực nhóm hội nghị bí mật, đợi các nàng đến liền biết. Long Uyển Oánh nói, người nào đi đầu, Giang Thanh Lưu yếu ớt hỏi. Đương nhiên là chị em tốt của ta a. Long Uyển Oánh mỉm cười, nói, khá hơn chút năm chưa thấy qua nàng, gia hỏa này thật giảng nghĩa khí, bởi vì Hiên Viên ra chuyện, rất nhiều tông môn đều đối với chúng ta trốn tránh, nàng ngược lại tốt, một cái truyền tin thạch, lập tức tới ngay. Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu trừng mắt. Đúng a, như thế nào, ngươi đối nàng có thành kiến? Long Uyển Oánh nói, không có, nàng tuy nhiên không quá đáng tin, nhưng là thực lực cùng nghĩa khí là đầy đủ. Giang Thanh Lưu nói, ở trước mặt nàng ngươi cũng đừng nói loại lời này, cẩn thận đem bụng của ngươi cho đánh xuyên qua. Long Uyển Oánh trợn mắt nói. Đương nhiên, ta cũng không dám. Giang Thanh Lưu khẽ cắn môi, nói, cái này dễ nhìn, nhất kiếm sát thần đụng tới, yến ma đầu, cây kim so với cọng dâu, còn không phải đánh cái long trời lỡ đất a. Người ta thế nhưng là đến bảo vệ ngươi. Long Uyển Oánh nói. Vâng vâng vâng. Nghe nói có thiên bảng thứ 9 trợ thủ đến, Lý Thiên Mệnh cũng thở dài một hơi. Thiên Mệnh, người tiếp tục giám sát bọn họ, thông thường lời nói, vẫn là lấy tu hành làm chủ, có vấn đề gì tùy thời cùng ta sách, những thứ này đại cục, náo động, chờ các ngươi sau khi lớn lên lại nói. Long Uyển Oánh nói, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, Oánh gì, cái này Yến Nữ Hiệp, vì cái gì gọi Nữ Hiệp đâu? Nàng ưa thích hành hiệp trượng nghĩa. Long Uyển Oánh cười, người trẻ tuổi, Yến Nữ Hiệp là tên của nàng, không phải ngoại hiệu. Nàng ngoại hiệu gọi ma đầu. Giang Thanh Lưu nói. Nhất quần tiên nữ cung, Yến Nữ Hiệp, vậy mà đều là đường đường chính chính tên. Nhân tài. Chuyện này, tạm thời sẽ không phá hư Lý Thiên Mệnh tu luyện tăng lên tiến trình. Hắn vẫn là an định xuống tới, cái kia làm sao thì làm. Dù sao mấy người bọn hắn, không có nguy hiểm gì. Nhưng, toàn bộ trên Thái Dương sóng ngầm, bởi vì Thanh Vân Thần Mộc thành thục, tựa hồ cũng hội tụ đến Thanh Vân Đại Lục. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung tranh phong, mơ hồ thành Vạn Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc giao phong ảnh thu nhỏ. Ảnh thu nhỏ, dù sao chỉ là ảnh thu nhỏ. Cho nên, chưa tham dự người, đại đa số đều là mở to hai mắt nhìn lấy. Theo cục diện biến hóa bên trong, đến suy tư chính mình bước kế tiếp. Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, ở tại Vu Tử Thiên, Tuấn Nam Phong, phía trên. Nơi này có núi có nước có đại hồ, vô cùng bao la. Mây khói bao phủ, thảo mộc tràn đầy, chim hót hoa nở, miễn cưỡng xem như cái an tĩnh lại tu thân dưỡng tính địa phương. Muốn là Vu Tử Thiên, không mỗi ngày mang theo một đám nữ đệ tử trở về, vậy thì càng tốt hơn. Ca, ca, đưa cho ngươi, khoái lạc tiểu cầu, đây là phẩm chất tốt nhất, lão đắt. Là một loại gọi là, xuân hoa thu nguyệt hoa, trên mặt cánh hoa lấy xuống hoa màng chế tác có thể thành, rất có co giãn, có thể thừa nhận được ở ngươi loại này huyết khí phương cương thiếu niên trùng kích. Sẽ không phá, còn không thương tổn tẩu tử thân thể. Hết thảy 100 cái,
không đủ lại tới tìm ta muốn. Phu tử Thiên sáng sớm thì trách trách vù vù mà đến, quả thực lãng đến phi lên. Lan, ta là loại này người sao? Thừa dịp huỳnh hỏa bọn họ bốn cái không tại, Lý Thiên Mệnh vội vàng đem đồ vật thu vào tu di giới chỉ, sau đó đem Vu Tử Thiên đá bay ra ngoài. Tại Tuấn Nam Phong, chân núi, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ thâm sơn, khỏe mạnh trưởng thành. Chín đóa nó hoa của mình, tăng thêm một đóa, vĩnh sinh hoa, tại hằng tinh nguyên thẩm thấu vào giả bộ như trưởng thành. Khương Phi Linh đóa hoa này, tựa hồ càng lúc càng lớn, sinh mệnh lực cũng càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều tại bên cạnh nàng nói chuyện, ký thác tương tư, mà nàng tựa hồ hoàn toàn có thể nghe thấy. Cái kia cánh hoa ngâm khẽ, đáp lại Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay còn an định lại, Lý Thiên Mệnh càng thêm tưởng niệm nàng. Liền xem như cánh hoa, bắt đầu vuốt ve đều có chân nhân nhiệt độ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh vừa đem những bảo bối này thu lại, cộng sinh không gian bên trong, thì truyền đến máy móc, đờ đẫn tiếng cười. Hiển nhiên, ngân trần tiến hóa tốt. Cười cái rắm, Lý Thiên Mệnh nói. Khoái lạc, tiểu cầu, ta phải. Nói cho, gà đại ca. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, ngươi chớ nói nhảm, không có chuyện này. Muốn, giữ bí mật, thì cho, ta ăn, kim loại. Ngân trần uy hiếp nói. Lập tức liền dẫn ngươi đi đoạn hồn sơn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Nói đùa, việc này nếu để cho huỳnh hỏa biết, lấy nó cái kia miệng rộng, không đến một phút, liền phải truyền khắp thiên hạ. Đoạn hồn sơn cũng là thanh hồn điện gần nhất kim loại khoáng mạch. Trước đi ra, để ta nhìn ngươi tiến hóa ra sao. Ngân trần là một cái đặc thù cộng sinh thú, nó không có bản thể, đương nhiên không nhìn thấy điểm sao. Chỉ có nó tự mình biết, nó hiện tại là mấy sao cộng sinh thú. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6.300. Cái kia chính là lục tinh thần thú. Tối thiểu nhất tại phẩm cấp phía trên, cùng thanh không bích lạc kỳ lân đều ngang hàng. Làm viên kia viên ngân sắc kim loại trứng, theo cộng sinh không gian bên trong lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua cái này 90.000 viên tiểu ngân trứng. Hắn phát hiện tiến hóa trước sau, nó khác nhau ở chỗ nào. Nhưng, năng lực của nó, ở chỗ biến hóa. Tiểu ngân trứng là nó trạng thái nguyên thủy. Ngoại trừ sẽ biến lớn, xác thực sẽ không lại cải biến. Cái này 90.000 tiểu ngân trứng, như ngân hà một dạng vờn quanh Lý Thiên Mệnh thân thể. Nhớ đến nó thôn phệ lục tinh vũ trụ thần nguyên, gọi là cốt hải ngân tinh. Nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh phát hiện cái này 90.000 tiểu ngân trứng, nắm giữ một chút bạch cốt màu sắc. Xem ra càng lạnh lẽo. Còn có 10.000 tiểu ngân trứng. Hóa thành 100.000 con rán trải rộng thanh hồn kiếm phong, không có tham dự tiến hóa, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó trưởng thành. Bởi vì nó cái này 90.000, chỉ cần nuốt ăn thiên địa thần khoáng, liền có thể tiếp tục phân liệt. Mới phân liệt, đều là tiến hóa sau tiểu ngân trứng. Tương đương nói đúng là, toàn bộ nó thân thể, tiến hóa trước, sau, có thể cùng tồn tại. Có cái gì năng lực mới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có, một cái, nhưng là... rất mạnh. Ngân trần lãnh khốc trả lời, lộ ra rất có lòng tin, rất nhiều bế nghĩa thiên hạ ý tứ. Rất tốt, tới đi, triển lãm, Lý Thiên Mệnh nói. Ngân trần cái này phương thức nói chuyện, thì cùng bệnh truyền nhiễm giống như, chẳng những thiên tiên trúng độc, Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên cũng trúng chiêu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, thì có một khỏa tiểu ngân trứng, chậm rãi rơi vào bàn tay của hắn. Tạch tạch tạch, cái này như lớn chừng cái trứng gà tiểu ngân trứng. Vậy mà bắt đầu hòa tan, biến thành trạng thái dịch, thành một bãi ngân thủy. Ngay sau đó, cái này một bãi ngân thủy đột nhiên tản ra, hóa thành hơn vạn thật nhỏ giọt nước. Lý Thiên Mệnh đang muốn nói, cái này ngân sắc giọt nước chỉ có con kiến lớn nhỏ đâu, giọt nước liền bắt đầu ngưng kết, vậy mà thật biến thành từng cái màu bạc con kiến nhỏ. Một quả trứng, hóa thành một vạn con ngân sắc kim loại con kiến. Tiểu mệnh kiếp xuất hiện tại giác hút của nó phía trên. Để hàm răng của nó, biến đến phá lệ sắc bén. Như kim cương. Cái này một vạn con ngân sắc kim loại con kiến, tại Lý Thiên Mệnh trên bàn tay bỏ sát, lộ ra lít nha lít nhít. Hô hô hô. Trước mắt 90.000 tiểu ngân trứng, mỗi một cái đều hóa thành hơn vạn ngân sắc con kiến. Kể từ đó, hết thảy có 900 triệu kim loại con kiến, tại Lý Thiên Mệnh bên người. Nhìn kỹ, có thể phát hiện bọn họ xem ra, cũng có một chút bạch cốt lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh vừa định hỏi, con kiến này hình thái có năng lực gì, trong đó có một số con kiến, xé rách bàn tay của hắn huyết nhục,
hướng hắn trong máu thịt leo lên. Kèn kẹt. Vậy mà cắn xương cốt của hắn. Ta dựa vào, đau quá. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, cái đồ chơi này vậy mà hướng chính mình đầu khớp xương chui. Cái quỷ gì? Ngân Trần chỉ là một chút làm mẫu một chút. Rất nhanh, cái này hơn vạn con kiến, thì thối lui ra khỏi Lý Thiên Mệnh huyết nhục. Bọn họ đứng tại Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt, nguyên một đám ôm lấy chân trước, ngẩng đầu lên, vô cùng thần khí nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đau không? Bọn họ cùng kêu lên hỏi. Đau thì đau, có làm được cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Tiểu gia hỏa này nhất thời gấp, 900 triệu chỉ kim loại con kiến, toàn bộ nhào tới Lý Thiên Mệnh trên thân. Nhìn điệu bộ này, xem ra muốn đem Lý Thiên Mệnh cho ăn sạch sẽ. Đừng làm rộn, ca đùa với ngươi. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Tiểu gia hỏa này bản lãnh lớn, tính khí cũng rất lớn a, động một chút lại muốn bão nổi. Thông qua cùng nó câu thông. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, lần này tiến hóa về sau, nó mới hình thái chỗ kinh khủng. Loại này hình thái, gọi là, phệ cốt nghĩ. Tên như ý nghĩa, nó ăn xương cốt. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ có thể tiến vào đối thủ trong thân thể, đem xương cốt cho ăn sạch sẽ. Cái này vì cái gì đáng sợ? Đó là bởi vì, thượng thần cảnh giới thiên tinh luân chi thể, toàn thân huyết nhục, ngũ tạng lục phủ chờ một chút, toàn bộ đều là từ giới tử tạo thành. Nhưng là xương cốt không phải. Xương người bên trong, giới tử chỉ chiếm theo một bộ phận. Giới tử nắm giữ thần ý, nắm giữ tinh luân nguyên lực, như phệ cốt nghĩ loại này nhỏ bé kim loại sinh mệnh, một khi tiến vào huyết nhục giới tử, tỉ như Lý Thiên Mệnh tay cầm, Lý Thiên Mệnh dẫn phát tinh luân nguyên lực, nhẹ nhõm thì có thể đem bọn họ diệt đi. Nhưng là, một khi khiến cái này, phệ cốt nghĩ, tiến vào xương cốt, vậy liền không tốt lắm làm. Xương cốt bên trong tinh luân nguyên lực tương đối ít, rất khó đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ có thể tại xương cốt nội sinh lưu giữ, mượn dùng xương cốt nội bộ, không phải giới tử, bộ phận, đến bảo vệ mình. Bọn họ cơ hồ có thể cùng xương cốt, hòa làm một thể. Muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể phá hủy chính mình xương cốt. Vậy tương đương đem chính mình giết chết. Trọng yếu nhất chính là, một khi phệ cốt nghĩ gặm ăn xương cốt, loại kia đau đớn là không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh một chút thử một cái, đau đến đều có chút run rẩy. Lại càng không cần phải nói, ngàn vạn phệ cốt nghĩ, tràn vào cốt cách, theo xương cốt chỗ nối tiếp trải rộng toàn thân, thậm chí chui phía trên xương. Một bên ăn, một bên hủy diệt. Cái này phệ cốt nghĩ, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới hai loại thủ đoạn. Thứ nhất là đế quân kiếm ngục. Đế quân kiếm ngục, rót vào thân thể địch nhân, có thể khống chế đối thủ sinh tử.